MC Thanh Show Audio chuyện hay kính chúc quý khán giả có những phút vui vẻ và thoải mái trên kênh. Đừng quên like cũng như đăng ký kênh ủng hộ đội ngũ Ra Đều Video phục vụ mọi người nhé. Sau đây mời quý khán giả cùng nghe chuyện Chiến Thần Bất Tử tập 186. Vị này huyết thần giáo đại trưởng lão vừa mới xông vào tòa này phía sau vách tường trong không gian, thân ảnh lập tức dừng lại. Bởi vì ở tòa này cung điện chi nội bỗng nhiên đứng vững ước chừng mấy chục vị khí tức cường đại thần ma cường giả. Càng để cho người hoảng sợ là, những thần ma này, thế mà tất cả đều là còn sống. Mà trước hết tiến vào nơi này Diệp Trần Hòa Ám Thần hai người, bây giờ bỗng nhiên đang ở vào những thần ma này phía trước nhất. Ở tại bọn hắn trước mặt, có một cái cao hơn một trượng cực lớn tấm gương bên trong, gợn sóng dạo dực, nhìn nhiều vài lần liền sẽ để cho người ta đầu não mê muội. Vị kia huyết thần giáo đại trưởng lão đã bị trước mắt một màn dọa cho phủ. Phải biết, dạng này một tôn thiên làm cho hoặc ác ma, thực lực liền đủ để so ra mà vượt thiên vương cấp cường giả. Bây giờ ở đây, chỉ một cái xuất hiện nhiều như vậy thần ma, hơn nữa còn cũng là còn sống. Nếu không phải nhìn thấy Diệp Trần Hòa Ám Thần lời của hai người, e rằng giờ phút này vị huyết thần giáo đại trưởng lão đã sớm không quan tâm, quay người liền chạy trốn. Hoa lạp! Liền tại đây vị đại trưởng lão do dự như thế thời gian qua một lát, phía trước rất nhiều thần ma, đột nhiên quay người, thân ảnh trong ánh lấp lánh, liền đem cái này vị đại trưởng lão, trực tiếp vây giết ở giữa. Một cỗ khí tức cường đại, tại những này thần ma trên thân tràn ngập lên tới. Trước tiên đừng xuất thủ. Phía trước, Diệp Trần lườm bên này một mắt, thuận miệng một câu nói, lập tức liền để những thần ma này, tất cả đều ngừng lại. Tên kia huyết thần giáo đại trưởng lão, mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh, lại cũng chỉ có thể ngây người tại chỗ. Lúc này, nếu là hắn dám can đảm phản kháng, tuyệt đối chỉ có một con đường chết. Diệp Trần Hòa Ám Thần hai người, đứng ở đó khối giống như tấm gương vậy thông đạo trước mặt, nhìn chằm chằm tấm gương bên trong sóng nước, cẩn thận tra xét. Sau một lát, Diệp Trần mới dao động đầu đạo, nơi này chính là thông hướng thiên nhân đại lục thông đạo sao, nhìn qua tựa hồ cũng không có gì thường gì chỗ. Diệp Trần, nếu là một tôn chân chính thiên nhân lời nói, muốn đi tới thiên nhân đại lục, kỳ thực vô cùng đơn giản. Chỉ cần vận dụng sức mạnh cuối cùng, ngưng tụ ra thiên nhân chi môn, liền có thể vượt qua hư không mịt mờ, đến thiên nhân đại lục. Ám thần bíu môi nói, nhưng mà đối với vậy võ giả mà nói, muốn đi tới thiên nhân đại lục, liền không có đơn giản như vậy, nhất định phải mượn nhờ loại này ngày tháng nhân thông đạo, mới có thể đến thiên nhân đại lục, trước mắt cái gương này, chính là một chỗ thiên nhân thông đạo. Diệp Trần gật đầu một cái, ám thần đối với mấy cái này hiểu rõ, vượt xa Diệp Trần, tất nhiên hắn nói đây là thiên nhân thông đạo. Cái kia hẳn là không có gì sai lầm. Hơi lui về phía sau mấy bước, Diệp Trần trong tay lấy ra âm dương phân giới bản. Hắn muốn ở chỗ này xem, Diệp Giao bọn người phải chăng xuất hiện ở đây qua, nếu là thật xuất hiện qua, na Diệp Trần liền muốn cân nhắc, như thế nào đi tới thiên nhân đại lục sự tình. Nếu như không có, Diệp Trần ngược lại không cần quá gấp. Âm dương phân giới mâm sức mạnh, cấp tốc hướng về bốn phía lan tràn ra. Xuất hiện ở nơi này võ giả số lượng, rõ ràng 10 phần thưa thớt, phần lớn là những thiên sứ này cùng ác ma, ngây người ở đây. Bọn hắn mặc dù cũng coi như là sinh mệnh, nhưng lại càng gần gũi khôi lỗi, bởi vậy thường thường có thể ở chỗ này lập nhiều hơn 10 năm. Từng bức họa lấp lóe, Diệp Trần trước mặt, rất nhanh liền ra hiện liễu nhất phó nhượng Diệp Trần sắc mặt đại biến hình ảnh. Trong tấm hình, Diệp Giao bọn người, bỗng nhiên tất cả đều bị một tôn thiên làm cho nắm trong tay, tiếp đó trực tiếp tiến nhập trước mặt cái này đạo thiên nhân trong thông đạo. Diệp Trần sắc mặt âm trầm nhìn xem đây hết thảy. Mặc dù Diệp Giao bọn người tiến vào thiên nhân đại lục, đối với Diệp Trần mà nói tuyệt đối không phải tin tức tốt gì, nhưng là không tính là gì tin tức xấu. Tận mắt thấy Diệp Giao bọn người tiến vào thiên nhân đại lục, ít nhất có thể xác định Diệp Giao bọn người còn sống. Đợi đến âm dương phân giới mâm sức mạnh tán đi, một bên ám thần đi tới nói, Diệp Trần, nguyên lai ngươi ở đây tìm kiếm mấy người bọn hắn, hiện tại xem ra, tình huống không thể lạc quan a. Bọn hắn tiến vào thiên nhân thông đạo bên trong, đã chừng 10 năm trở lên thời gian, ngươi nếu là không nhanh lên tìm được bọn hắn tại thiên nhân đại lục, chẳng mấy chốc sẽ sinh mệnh suy kiệt, triệt để tử vong. Ta biết, Diệp Trần sắc mặt xanh xám. Diệp Trần giá tinh tường, ám thần giờ phút này dạng nói, cũng là muốn Diệp Trần mau chóng cùng hắn cùng một chỗ đi tới thiên nhân đại lục, bằng không mà nói, tiếp tục lưu lại ở đây, hắn tùy thời đều có khả năng bại lộ. Sắc mặt âm trầm Diệp Trần. Ánh mắt quét mắt một mắt ám thần, chợt ánh mắt nhìn về phía một bên những thần kia ma,
cùng với bị vây khốn ở trung gian huyết thần giáo đại trưởng lão. Những thần ma này cũng là thiên nhân đại lục cường giả chế tạo ra khôi lỗi, mặc dù thực lực cường đại, nhưng mà thiếu hụt cũng rất rõ ràng, chỉ cần nắm dữ liệu trung cố hết sức lượng cường giả, rất dễ dàng liền có thể hàng phục bọn hắn. Vừa rồi những thần ma này không có công kích Diệp Trần hòa ám thần, chính là bởi vì như thế. Vừa rồi Diệp Trần tinh lực tất cả đều chú ý ở nơi này đầu thiên nhân thông đạo bên trên, đối với mấy cái này thần ma cùng với huyết thần giáo đại trưởng lão, căn bản không khoảng không chú ý. Hiện tại Diệp Trần liền muốn bắt đầu quyết định, xử trí như thế nào vị này huyết thần giáo đại trưởng lão. Vây quanh đại trưởng lão rất nhiều thần ma, bây giờ tất cả đều tại Diệp Trần trong lòng bàn tay, cho nên nếu là Diệp Trần nhất cái ý niệm, liền có thể nhường cái này vị đại trưởng lão chết không có chỗ chôn. Bất quá, vị này huyết thần giáo đại trưởng lão, dù sao cũng là một tôn thiên vương cấp cường giả, hơn nữa huyết thần giáo cũng coi như là tiềm long thế giới thế lực cường đại một trong, liền như vậy giết đối phương, ắt sẽ nhường tiềm long thế giới lần nữa phát sinh mãnh liệt hỗn loạn. Tiền trưởng lão, Diệp Trần trầm ngâm phút chốc, nhìn về phía cái này vị đại trưởng lão đạo. Thân phận của đối phương, Diệp Trần đã từ ám thần trong miệng biết được. Vị này huyết thần giáo quá thượng trưởng lão, nguyên danh gọi là Tiền Thương. Ngươi là người nào, vì cái gì có thể khống chế nơi này thần ma? Tiền Thương gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Trần, trong đôi mắt rõ ràng mang theo vài phần sợ hãi thần sắc. Hôm nay hắn đụng phải hết thảy, đối với hắn mà nói, đả kích thực sự quá lớn. Nhất là những này còn sống thần ma xuất hiện, càng làm cho Tiền Thương khiếp sợ trong lòng. Tiền Thương nhưng lại không biết, những thần ma này, kỳ thực một mực trở thành tại ở đây, chỉ bất quá, bọn hắn cơ hồ không ở ngoại nhân trước mặt hiện thân thôi, chỉ cần có bắt người thời điểm, bọn hắn mới có thể ra tay, ra ngoài bắt khác cự đầu cấp cường giả. Ta là Diệp Trần, Diệp Trần sắc mặt bình tĩnh, chậm rãi mở miệng nói. Nghe được Diệp Trần hai chữ, Tiền Thương lập tức lộ ra một bộ suy tư biểu lộ. 10 năm trước hoàng thành một trận chiến, Diệp Trần tên tất nhiên bị không ít người biết được, nhưng mà giống như là Tiền Thương thân là huyết thần giáo quá thượng trưởng lão, bản thân lại là thiên vương cấp cường giả, sao lại đối với Diệp Trần một cái như vậy tiểu bối, quá mức chú ý. Bởi vậy, suy tư nửa ngày, Tiền Thương mới đột nhiên nhớ tới, sắc mặt ngạc nhiên nói, ngươi là 10 năm trước, tại hoàng thành bên trong xuất hiện tiểu tử kia. Là ta, Diệp Trần gật đầu một cái, tiếp tục nói ta và quý giáo hoàng nhan cô nương có chút quen thuộc, phía trước ta đã để cho nàng mang cho ngươi lời nói, nghĩ đến thời gian cấp bách, nàng còn chưa kịp đem hết thảy nói cho ngươi, vậy ta liền lặp lại lần nữa, ta hy vọng, huyết thần giáo trở lại Vũ Hoàng Vương Chiêu, giúp Vũ Hoàng Vương Chiêu ổn định tiềm long thế giới đại cục, đại trưởng lão cảm thấy như thế nào? Tiền Thương sắc mặt hồ nghi, trên dưới quét mắt Diệp Trần, dường như là đối với Diệp Trần vẫn còn sống, cảm thấy 10 phần kinh ngạc. Phải biết, trước đây hoàn thành một trận chiến, Na Tôn thiên nhân cấp cường giả tối hậu nhất kích, đối với Vũ Hoàng Vương Chiêu hoàng thành chi bên trong võ giả, tạo thành thương vong cực lớn. Bị đoàn kia tử khí đánh trúng võ giả, tuyệt đại bộ phận, cũng là tại chỗ chết đi, chỉ có một số nhỏ may mắn sống tiếp được, nhưng mà bọn hắn cũng không sống bao lâu, liền cũng nhao nhao chết đi. Lại không nghĩ rằng, Diệp Trần thế mà sống đến nay không nói, hơn nữa một thân thực lực, lại đã đạt tới cự đầu cấp trình độ. Diệp Trần lời nói, càng làm cho cái này vị thái thượng trưởng lão, sắc mặt đột biến. Vũ Hoàng Vương Chiêu bởi vì mất đi Liễu Cổ Quân Lâm tỏa chấn, cũng lại không có áp chế khác các tộc sức mạnh, cho nên khác các đại thế lực, mới có thể nhân cơ hội này, thoát ly Vũ Hoàng Vương Chiêu. Loại hành vi này, đối với đại bộ phận võ giả mà nói, kỳ thực cũng không có chỗ tốt gì, chỉ có đối với mấy cái này nhân vật cao tầng, mới có chỗ tốt rất lớn. Giống như là huyết thần giáo, đã từng ở vào Vũ Hoàng Vương Chiêu cảnh nội thời điểm, huyết thần giáo hết thảy tài nguyên, tất cả đều phải dựa vào môn hạ đệ tử, toàn lực chiến đấu mới đủ. Nhưng mà bây giờ, huyết thần giáo trực tiếp tại tiềm long thế giới, chiếm cứ cực lớn một khối khu vực này bên trong hết thảy, tất cả đều thuộc về huyết thần giáo. Huyết thần giáo những cao tầng này nhân vật, ở mảnh này khu vực bên trong, càng là duy ngã độc tôn tồn tại, mà không giống như là phía trước, còn có chịu đến Vũ Hoàng Vương Chiêu cấm lệnh chế ước. Thân là huyết thần giáo quá thượng trưởng lão, Tiền Thương tại huyết thần giáo bên trong, cơ hồ nhất ngôn cửu đỉnh, không ai dám phản bác hắn nhâm hà nhất câu nói. Nếu là một lần nữa trở lại Vũ Hoàng Vương Chiêu mà nói, cho dù là Tiền Thương chính là thiên vương cấp cường giả, thế nhưng là cao thủ nhiều như mây Vũ Hoàng Vương Chiêu bên trong, hắn không đáng kể chút nào. Không nói Vũ Hoàng Vương Chiêu 4 vị nửa bộ thiên nhân cấp cường giả, liền nói thuộc về Vũ Hoàng Vương Chiêu rất nhiều thiên vương cấp cường giả,
trong đó cũng không ít người thực lực so với hắn còn muốn càng mạnh hơn. Loại tình huống này, nếu là huyết thần giáo quay về Vũ Hoàng Vương Chiêu, tiền thương địa vị, tuyệt đối sẽ vừa giảm lại rơi nữa, thậm chí không thể không tuân theo Vũ Hoàng Vương Chiêu đủ loại hiệu lệnh. Cho nên, nghe được Diệp Trần nhường huyết thần giáo lần nữa trở lại Vũ Hoàng Vương Chiêu, tiền thương lập tức do dự liễu khởi tới. Diệp Trần, ngươi cũng phải cẩn thận một chút, số tiền này lão quái tính cách xảo trá, không nên tin hắn nói nhầm Hà Nhất câu nói, ta trước kia cũng là hao phí cực lớn tâm huyết, mới có thể nhận được tín nhiệm của hắn. Một bên, ám thần âm thầm đối với Diệp Trần truyền âm nói. Diệp Trần sắc mặt cổ quái nhìn ám thần một mắt. Trong lòng hắn, ám thần một mực là loại kia làm người âm u, tính cách xảo trá người xấu, nhưng mà bây giờ, cái tên xấu xa này lại nhắc nhở chính mình, phải cẩn thận những người khác, loại này cảm giác cổ quái, nhượng Diệp Trần trong lòng cũng có chút thổn thức. Bất quá ám thần cảnh cáo, Diệp Trần vẫn là ghi tạc đáy lòng, lặng lặng nhìn trước mặt huyết thần giáo quá thượng trưởng lão. Tốt a, ta huyết thần giáo lần này cũng là tổn thất nặng nề, trở lại tiềm long thế giới lời nói, tất nhiên sẽ chịu đến thế lực khác đả kích, đã như vậy, vậy ta liền dẫn người trở lại Vũ Hoàng Vương Chiêu, giúp Vũ Hoàng Vương Chiêu khôi phục dĩ vãng cách cục. Suy tư phút chốc, cái này vị thái thượng trưởng lão, trên mặt tươi cười đảo. Hảo, vậy chúng ta đã nói định rồi, ngươi có thể tự mình rời đi, hy vọng ngươi có thể đủ tuân thủ hôm nay hứa hẹn. Diệp Trần gật đầu một cái, tiện tay vung lên, vây quanh cái này vị thái thượng trưởng già rất nhiều thần ma, lập tức tản ra, vì hắn tránh ra đường đi. Tiền thương quét mắt một mắt Diệp Trần hòa ám thần, trong đôi mắt thoáng qua mấy phần kinh dị, thân ảnh nhoáng một cái, trực tiếp rời đi. Diệp Trần, ngươi lần này chỉ sợ là muốn gà bay trứng vỡ, lấy người này bản tính, chỉ sợ là sẽ không tuân theo bây giờ miệng ước định. Ám thần lắc đầu, từ một bên đi tới nói. Diệp Trần sắc mặt bình tĩnh nói, không quan hệ, nếu là hắn không tuân thủ hứa hẹn, ta sẽ tự mình đi qua giúp hắn thực hiện hôm nay hứa hẹn. Ám thần lộ ra mấy phần kinh ngạc nói, ngươi muốn tiến đánh huyết thần giáo, Diệp Trần. Ngươi không phải dự định mau chóng đi tới thiên nhân đại lục sao? Là, ta là cần mau chóng chạy tới thiên nhân đại lục, nhưng mà tiềm long thế giới sự tình, ta cũng không thể mặc kệ, tại ta trước khi rời đi, trước hết nhường tiềm long thế giới cách cục ổn định lại. Diệp Trần sắc mặt lạnh như băng nói, Mộ Dung Tuyết bọn người, có thể vẫn ở vào tiềm long thế giới, cho nên coi như Diệp Trần gấp gáp tiến đến cứu Diệp Sao bọn người, cũng trước hết xác định Mộ Dung Tuyết đám người tuyệt đối an toàn. Mà lúc này tiềm long thế giới, Vũ Hoàng Vương Chiêu mặc dù vẫn nắm giữ mạnh nhất thực lực, nhưng mà cũng chính vì Vũ Hoàng Vương Chiêu quá mức cường đại, cho nên tiềm long thế giới khác các đại thế lực, cơ hồ đã an toàn âm thầm liên thủ cùng một chỗ. Nếu là bọn họ liên thủ công kích Vũ Hoàng Vương Chiêu mà nói, Vũ Hoàng Vương Chiêu liền tuyệt đối không thể xem như nhất định an toàn. Rời đi tiềm long thế giới phía trước, Diệp Trần nhất thiết phải giúp Vũ Hoàng Vương Chiêu tiêu trừ sạch tai họa ngầm này mới có thể. Ám thần sắc mặt ngưng trọng đạo, Diệp Trần, ngươi mặc dù đã lĩnh ngộ liễu trung cố hết sức lượng, nhưng mà ngươi lại chưa thực sự trở thành thiên nhân, chỉ dựa vào một mình ngươi sức mạnh, trong thời gian ngắn, chỉ sợ là không có cách nào đem tiềm long thế giới thế lực khác áp chế xuống a, huống chi, thú tộc hòa hải tộc, cũng không ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy, bằng không, trước kia cổ quân lâm cũng không khả năng lưu lại thú tộc hòa hải tộc, không ngừng cùng Vũ Hoàng Vương Chiêu đối đầu. Diệp Trần nhìn về phía ám thần, dò hỏi, nói như vậy, ngươi ngay cả thú tộc hòa hải tộc át chủ bài cũng hiểu biết, vậy ta ngược lại là phải thỉnh giáo ngươi một phen. Trước đây Diệp Trần liền hồ nghi vấn đề này, cổ quân lâm như là đã có bá tuyệt thiên hạ thực lực, vì cái gì còn để lại thú tộc hòa hải tộc, không có đem diệt đi. Cuối cùng dẫn đến, tiềm long thế giới tam tộc cùng tồn tại, tuy thú tộc hòa hải tộc thực lực, đã bị áp chế hết sức lợi hại. Nhưng mà bất kể như thế nào, thú tộc hòa hải tộc, vẫn lưu lại xuống. Ám thần đạo cái này ngươi nên có thể đoán được, có thể chế ước lại cổ quân lâm cái này vì thiên nhân cấp cường giả. Đương nhiên cũng chỉ có ngoài ra thiên nhân cấp cường giả, thú tộc hòa hải tộc sau lưng, kỳ thực cũng hiếu thiên nhân cấp cường giả tọa chấn, chỉ bất quá, cái này hai tộc thiên nhân cấp cường giả, cũng không ở vào tiềm long thế giới, mà là vì vu thiên nhân đại lục. Thú tộc hòa hải tộc, nắm giữ cùng những ngày này nhân cấp cường giả câu thông phương pháp, trước kia cổ quân lâm dẫn dắt đại quân, sắp diệt đi cái này hai tộc thời điểm, chính là hai tộc sau lưng thiên nhân cấp cường giả, đi ra hòa cổ quân lâm đàm phán, cuối cùng đạt thành hiệp nghị. Cổ quân lâm nếu là cưỡng ép diệt đi cái này hai tộc, ngược lại cũng không phải không thể, nhưng mà đã như thế, tất nhiên sẽ làm tức giận cái này hai tộc sau lưng thiên nhân cấp cường giả, nhất tôn thiên nhân cấp cường giả tính toán một phương thế giới kết quả. Ngươi cũng thấy đấy, bản thể của ta chưa vận dụng toàn lực đối phó tiềm long thế giới,
cũng đã nhường Tiềm Long thế giới sinh ra lớn như vậy gợn sóng. Nếu là nhiều hơn nữa hai vị thiên nhân cấp cường giả đối phó Tiềm Long thế giới, cái kia Tiềm Long thế giới chỉ sợ sớm đã diệt vong. Diệp Trần nghe sắc mặt kinh ngạc nói, thu tộc Hòa Hải tộc thế mà cũng hữu thiên nhân cấp cường giả, chẳng lẽ cái này hai tộc đã từng đi ra thiên nhân cường giả? Vấn đề này vừa mới hỏi ra lời, Diệp Trần liền lắc đầu liễu khởi tới. Nếu là thú tộc Hòa Hải tộc phía trước xuất hiện qua thiên nhân cấp cường giả lời nói, vậy những này thiên nhân cấp cường giả chỉ sợ sớm đã đem nhân tộc tiêu diệt, há lại sẽ mặc cho người ta tộc làm lớn, cuối cùng đàn sinh ra cổ quân lâm dạng này thiên nhân cấp cường giả. Ám thần đạo thu tộc Hòa Hải tộc đương nhiên không có đàn sinh ra thiên nhân cấp cường giả, thế nhưng là cũng không ảnh hưởng hai tộc Hòa thiên nhân cấp cường giả có quan hệ, bởi vì này hai tộc vốn chính là thế giới khác kẻ xâm lấn, nếu là không có hữu thiên nhân cấp cường giả ở sau lưng nâng đỡ, cái này hai tộc cũng không khả năng từ khác phá diệt thế giới đi tới Tiềm Long thế giới. Diệp Trần ngạc nhiên nói, phá diệt thế giới, đây cũng là cái gì? Diệp Trần, xem ra ngươi đối với ngoại giới tình huống đơn giản không có chút nào biết được a. Ám thần bĩu môi nói, giống như là Tiềm Long thế giới bực này thế giới, vì cái gì được xưng là hư huyễn tồn tại, cũng là bởi vì giống thế giới như vậy lúc nào cũng có thể trực tiếp phá diệt, chân chính có thể vĩnh hằng tồn tại chỉ hữu thiên nhân đại lục. Những thế giới này nếu là phá diệt mà nói, sinh linh bên trong tự nhiên cũng sẽ tùy theo tử vong, cho dù là nửa bộ thiên nhân cấp cường giả cũng là như thế. Bất quá nếu là ở những thế giới này phá diệt phía trước có nhất tôn thiên nhân cấp cường giả đem sinh linh bên trong mang đi ra ngoài chuyển rời đến thế giới khác, những sinh linh này tự nhiên là có thể còn sống sót. Thú tộc Hòa Hải tộc chính là dạng này hai cái tộc đàn, thậm chí ngay cả nhân tộc cũng có thể là từ cái khác tiểu thế giới thay đổi vị trí tới. Ám thần mà nói hoàn toàn chính xác nhượng Diệp Trần tầm mắt mở rộng. Có liên quan thiên nhân đại lục cùng với thiên nhân tư liệu, Diệp Trần biết được vẫn là quá là ít ỏi. Bất quá ám thần thời khắc này nhắc nhở, ngược lại là đối với Diệp Trần tương đối quan trọng. Dù sao, phía trước Diệp Trần thế nhưng là đã từng nghĩ tới, trở thành thiên nhân chi phía sau, trực tiếp diệt đi thú tộc Hòa Hải tộc. Nhưng nếu là hai tộc sau lưng, thật sự hữu thiên nhân cấp cường giả lời nói, na Diệp Trần tại diệt đi hai tộc phía trước, liền muốn nhiều do dự một chút. Một chút đắc tội hai tôn thiên nhân cấp cường giả, cũng không phải gì đó chuyện sáng suốt tình. Tốt a, vậy thì mặc kệ thú tộc Hòa Hải tộc, ngược lại cái này hai tộc tồn tại như thế nhiều năm, cũng chưa từng đối với Vũ Hoàng Vương chiêu sinh ra qua cái uy hiếp gì, có thể thấy được hai tộc sau lưng thiên nhân cấp cường giả, đối với Tiềm Long thế giới cũng không có cái gì dã tâm. Diệp Trần sắc mặt lạnh như băng nói, nhưng mà trừ cái này hai tộc bên ngoài, khác các đại thế lực, tại ta trước khi rời đi, nhất định phải nghĩ biện pháp đỉnh bằng bọn hắn. Ám thần ánh mắt quét mắt một mắt bốn chu na chút thần ma, đạo, Diệp Trần, ngươi sẽ không phải muốn đem nơi này những thần ma này, tất cả đều mang đi ra ngoài, để bọn hắn giúp ngươi chinh chiến a. Ta đích xác có quyết định này, Diệp Trần điểm một chút đầu đạo. Hắn sở dĩ sẽ đột ngột sinh ra chấn áp khác bồi phản thế lực, nguyên nhân chủ yếu, cũng là bởi vì phát hiện những thần ma này. Những thần ma này chiến lực cực kỳ cường đại, mỗi một vị đều có thể so với thiên vương cấp cường giả. Mà bây giờ ở vào nơi này thần ma, khoảng chừng mấy chục vị nhiều. Nhiều ngày như vậy vương cấp chiến lực, dù cho là Vũ Hoàng Vương Chiêu, cũng có chỗ không bằng. Diệp Trần mang theo khổng lồ như vậy một cỗ lực lượng, tuyệt đối có thể đem phía trước bồi phản Vũ Hoàng Vương Chiêu rất nhiều sức mạnh, toàn bộ quét ngang. Đương nhiên, ngoại trừ thánh tộc. Hôm nay thánh tộc, có một tôn nửa bộ thiên nhân cấp cường giả vạn giới thánh tọa chấn. Liền xem như Vũ Hoàng Vương Chiêu bốn vị nửa bộ thiên nhân đồng loạt ra tay, chỉ sợ cũng không cách nào diệt sát vạn giới thánh. Diệp Trần, những thần ma này cũng là thiên ngoại thiên thần cung phụ thuộc, không thể rời đi quá lâu, cho nên liền xem như ngươi dẫn bọn hắn rời đi thần cung, rất nhanh bọn hắn sẽ tự trở về, đối với Vũ Hoàng Vương Chiêu đại cục, ảnh hưởng cũng không lớn. Ám thần trên dưới quét mắt Diệp Trần, đạo, kỳ thực ta có cái biện pháp, có lẽ có thể giúp được ngươi. Biện pháp gì? Diệp Trần nhìn về phía ám thần đạo. Ám thần đạo, rất đơn giản, ta giúp ngươi đem trong cơ thể tử khí khu trục một bộ phận, đã như thế, thực lực của ngươi nhất định sẽ trở nên càng mạnh mẽ hơn, thậm chí có thể đem nửa bộ thiên nhân cấp cường giả, cũng triệt để chấn áp lại, thực lực như vậy, tuyệt đối đủ để cho ngươi thay đổi Vũ Hoàng Vương Chiêu cách cục. Ngươi bây giờ, có năng lực giúp ta khu trục những thứ này tử khí sao? Diệp Trần sắc mặt hồ nghi nói. Mặc dù hắn cùng ám thần đã đạt thành hợp tác điều kiện, nhưng mà đối với ám thần, Diệp Trần tâm trung bao nhiêu còn có chút đề phòng. Dù sao,
Mặc kệ ám thần chân chính thân phận là cái gì, cho tới nay, hắn hòa Diệp Trần cũng là đối địch quan hệ. Đây là ta bản thể mới có thể nắm giữ sức mạnh, ta đương nhiên không cách nào toàn bộ khu trục, thế nhưng là có thể khu trục một bộ phận. Ám thần sắc mặt trịnh trọng nói, hơn nữa, làm ta đụng chạm lấy bên trong cơ thể ngươi cổ lực lượng này thời điểm, bản thể của ta ngay lập tức sẽ phát hiện ta, đến lúc đó, ngươi trước hết giúp ta che giấu hành tung. Cái này đơn giản, ta lĩnh ngộ trung cực tâm linh lực lượng, có thể đem ngươi tạm thời ngăn cách, liền xem như bản thể của ngươi, thực lực vượt xa ta, nhưng mà hắn cũng không tại tiềm long thế giới, cho nên phải ngăn cách hắn dò xét, cũng không tính việc khó gì. Diệp Trần điểm đầu đảo. Ám thần nghe vậy, khóe miệng mới lộ ra mấy phần bất đắc dĩ nụ cười nói, cái này ta biết, nếu không phải là tinh tường cảm thụ qua ngươi nắm giữ sức mạnh cuối cùng đáng sợ, ta cũng sẽ không đưa ra yêu cầu này, bất quá, một khi bản thể của ta cảm ứng được ta tồn tại, ắt sẽ vận dụng hết thảy sức mạnh, tại tiềm long thế giới tìm kiếm ta tồn tại, bởi vậy ta đây đoạn thời gian, liền sẽ lưu tại nơi này, ngươi mau chóng đem tiềm long thế giới sự tình giải quyết, tiếp đó mang ta ly khai nơi này. Thiên nhân thông đạo, chính là thiên nhân cấp cường giả mở ra tới, kết nối thiên nhân đại lục thông đạo. Tuy cái thông đạo này có thể nhường toàn bộ sinh linh thông qua, nhưng là muốn từ một cái thế giới hư ảo, đến thiên nhân đại lục mà nói, chắc chắn cũng cần chân chính sức mạnh cuối cùng tới chèo chống. Cái này rất giống, đầu này thiên nhân thông đạo chính là một chiếc thuyền, thuyền nếu là muốn đi tới, nhất định phải có thuyền mái chèo tồn tại. Mà Diệp Trần thể nội sức mạnh cuối cùng, chính là cái này thuyền mái chèo. Trừ Liễu Trung cố hết sức lực lượng khác, căn bản vô pháp ở trên thiên nhân thông đạo bên trong thi triển. Cho nên, liền xem như tìm được Liễu thiên nhân thông đạo, muốn từ nơi này tiến vào thiên nhân đại lục, cũng nhất thiết phải có một tôn nắm giữ Liễu Trung cố hết sức lượng tồn tại mới có thể. Nếu là ta thực lực, có thể áp chế lại nửa bộ thiên nhân cấp cường giả, ta rất nhanh liền sẽ trở về. Diệp Trần nhìn chằm chằm ám thần, làm ra cam kết. Kỳ thực, bây giờ tiềm long thế trong giới hạn, chân chính cần Diệp Trần hàng phục người, tính được cũng liền vạn giới thánh nhất cái. Chỉ cần giải quyết vạn giới thánh, Vũ Hoàng Vương Chiêu dựa vào bốn vị nửa bộ thiên nhân sức mạnh, liền có thể cấp tốc bình định thế lực khác, nhường Vũ Hoàng Vương Chiêu cách cục, khôi phục những ngày qua bộ dáng. Mà muốn hàng phục vạn giới thánh, ít nhất liền muốn nắm giữ có thể so với nửa bộ thiên nhân cấp thực lực. Chỉ cần Diệp Trần nắm giữ nửa bộ thiên nhân cấp thực lực, lấy hắn nắm giữ sức mạnh cuối cùng cường đại, lại thêm có Dương Huyền Ki bọn người hỗ trợ, tuyệt đối có thể đem vạn giới thánh triệt để hàng phục. Ám thần gật đầu một cái, quét mắt một mắt bốn phía đảo, chờ ta phút chốc, ta cần bố trí một chút, sau đó lại giúp ngươi khu trục tử khí. Tung người nhảy ra, ám thần trong tay, ra hiện liễu nhất khối khối màu sắc đen nhánh băng lãnh tảng đá, đem các loại tảng đá tất cả đều vứt trên mặt đất, rất nhanh, Diệp Trần trước mặt, liền ra hiện liễu nhất phiến màu sắc tảng đá đen kịt mặt đất. Ám thần đứng ở nơi này chút trên tảng đá, trong tay lấy ra một cái vẻn vẹn có lớn chừng ngón tay cái tiểu đảo, tại những này trên tảng đá, không ngừng khắc họa liễu khởi tới. Diệp Trần đứng ở một bên, nhìn xem ám thần bố trí đây hết thảy. Ước chừng qua gần sau 3 canh giờ, ám thần mới bỗng nhiên đứng lên, hướng về phía Diệp Trần đạo tốt, người trước đi vào ở đây, cảm thụ một chút lại nói. Diệp Trần nhất sải bước vào trước mặt hòn đá màu đen bên trong, mới vừa tiến vào trong đó, lập tức cảm thấy, ở vào hắn thân thể chỗ sâu vẻ này tử khí, biến có chút dục dịch. Những thứ này tử khí, không ngừng sôi trào, phảng phất lập tức liền muốn xông ra Diệp Trần thể nội. Nhưng mà, đại bộ phận tử khí, lại phảng phất tại Diệp Trần thể nội mọc rễ đồng dạng, tùy ý ngoại giới hấp lực biến càng lúc càng lớn, cổ tử khí này lại vẫn lù lù bất động. Diệp Trần, trong cơ thể ngươi cổ tử khí này, khó chơi nhất có hai điểm, đệ nhất, chính là bởi vì đây là sức mạnh cuối cùng, người bình thường căn bản vô pháp đem khu trục. Thứ hai nhưng là bởi vì thuộc về nguyên rùa đặc tính, nếu như không có mới vật dẫn, cổ tử khí này, căn bản sẽ không rời đi thân thể của ngươi một bước. Ám thần từng bước một đến gần Diệp Trần bên cạnh, đạo, bất quá bây giờ, ta vừa vặn có thể làm cái này vật dẫn, ta mặc dù chỉ là một đạo phân thân, thế nhưng là cũng coi như là những thứ này tử khí chủ nhân, những thứ này tử khí tiến vào trong cơ thể của ta, sẽ không đối với ta tạo thành uy hiếp chí mạng. Vừa nói chuyện, ám thần đã đưa bàn tay ra, xa xa nhắm ngay liễu Diệp Trần. Hiu, nhượng Diệp Trần kinh ngạc một màn xuất hiện. Trong cơ thể hắn tử khí, vậy mà từ Diệp Trần thể nội, ong tuôn ra mà ra, hướng về ám thần thể nội điên cuồng chui qua. Những thứ này tử khí đặc tính, chính như ám thần nói tới, giống như giỏi trong xương, liền xem như đem đuổi ra ngoài, bọn chúng cũng sẽ tự động trở lại Diệp Trần thể nội.
Mà giờ khắc này, những thứ này tử khí từ Diệp Trần thể nội rời đi về sau, trực tiếp tiến nhập ám thần thể nội, cũng không còn quay về. Từng đoàn tử khí, từ Diệp Trần thể nội chui ra, giống như đen nhánh mực nước, tiếp đó liền lập tức chui vào ám thần thể nội. Chỉ một lát sau đó, Diệp Trần thể nội tử khí, liền thiếu đi chỉ ít có 1/3. Một chút thiếu đi nhiều như vậy tử khí, liền Diệp Trần sắc mặt, cũng trở nên hồng nhuận mấy phần, thân thể trạng thái, so trước đó tốt lên rất nhiều. Mà đối diện ám thần, lại bắt đầu lộ ra thần sắc thống khổ. Bàn tay đột nhiên thu hồi, ám thần bên trong gãy mất tiếp tục bang Diệp Trần hút ra những thứ này tử khí động tác, đặt mông ngồi trên mặt đất. Mặt mũi tràn đầy thống khổ hắn, rõ ràng bây giờ cũng không dễ chịu. Diệp Trần, đây đã là cực hạn của ta, nếu là lại hấp thu càng nhiều tử khí lời nói, chính ta cũng không chịu nổi. Ám thần thanh âm yếu ớt đảo. Diệp Trần mặt mũi tràn đầy sắc mặt vui mừng nói, cái này đã đủ rồi, trong cơ thể ta tử khí, ít nhất thiếu đi 1/3, không có những thứ này tử khí, thực lực của ta, chắc chắn có thể so sánh với nửa bộ thiên nhân cấp cường giả. Nói xong, Diệp Trần nhìn chằm chằm ám thần, chậm rãi nói, ngươi tạm thời ở vào ở đây, nhiều nhất nửa cái nguyệt thời gian, ta liền sẽ trở về. Bàn tay vung lên, Diệp Trần trên thân phun mạnh ra một cỗ trung cực tâm linh lực lượng, trực tiếp đem ám thần bao phủ. Cùng lúc đó, trung vực, cái kia phiến cuồn cuộn tử khí hải dương, tại Diệp Trần tới qua ở đây sau đó, mảnh này tử khí hải dương, tựa hồ đã triệt để bình tĩnh xuống tới, liền dĩ vãng thường xuyên sẽ xuất hiện tử vong dũng tuyển, gần nhất cũng không còn lại xuất hiện. Thậm chí, liền phía dưới cái này lao nhanh không nghỉ tử khí hải dương, tựa hồ cũng an tĩnh rất nhiều. Nhưng mà giờ khắc này, mảnh này tử vong hải dương, giống như tao ngộ cường đại phong bạo một dạng, bắt đầu mãnh liệt lăn lộn liễu khởi tới. Ở nơi này vô tận tử khí bên trong, ra hiện liễu nhất cái vô cùng phẫn nộ ý thức. Nhưng mà, tại thiên nhân chi trận cùng với Diệp Trần bố trí nguyên trận bao phủ, dù cho cái ý thức này vô cùng phẫn nộ, nhưng cũng không cách nào đột phá thiên nhân chi trận phong tỏa. Sắc mặt ngưng trọng Dương Huyền Ki, đứng tại giữa không trung phía trên, vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm phía dưới hết thảy. Nhìn thấy phía dưới tử vong hải dương, cũng không đột phá thiên nhân chi trận, Dương Huyền Ki mới xem như an tâm rất nhiều. Nhưng mà đột ngột ở giữa, Dương Huyền Ki vậy mà sinh ra một loại cảm giác giận cả tóc gáy, loại cảm giác này, thật giống như sau lưng có một đôi con mắt, đang ngó chừng hắn nhìn một dạng. May mắn là, loại cảm giác này cấp tốc tiêu thất, liền Dương Huyền Ki mình cũng không cảm ứng được, loại cảm giác này biến mất thời điểm, một đạo đáng sợ ý thức, từ phía dưới tử vong trong hải dương nhanh chóng xông ra, hướng về nơi xa bay đi. Thiên ngoại thiên thần cung, Diệp Trần hòa ám thần nói chuyện với nhau sau một lát, liền lưu lại ám thần một người ở vào ở đây, Diệp Trần thì mang theo cái này số lớn thiên sứ cùng ác ma, đi thẳng tòa cung điện này. Tuy những thiên sứ này cùng ác ma, Diệp Trần cũng không thể mang bọn họ đi quá lâu. Nhưng mà, liền xem như chỉ có thể mượn dùng bọn hắn một ngày thời gian, cũng coi như là bọn hắn có thể phát huy ra một điểm công hiệu. Mang theo cái này hơn 10 vị thần ma, Diệp Trần tại tòa này thiên ngoại thiên thần điện chi nội, nhanh chóng hướng về phía ngoại giới xuyên thẳng qua rời đi. Chờ bọn hắn đến liễu Diệp Trần nắm giữ quen thuộc bước trong đại điện sau đó, tốc độ đi đường liền càng thêm mau lẹ thêm vài phần. Rất nhanh, Diệp Trần liền dẫn những thứ này thân ảnh, xuất hiện ở liễu thiên bên ngoài thiên thần cung lối vào vị trí. Cái này chỗ lối vào bên ngoài, sắc mặt vội vàng Cổ Phi Ca, thân ảnh bỗng nhiên đứng lên. Nhìn thấy từ bên trong đi ra Diệp Trần, hắn mới xem như an tâm mấy phần. Nhưng mà, Diệp Trần sau lưng ngay sau đó xuất hiện những thiên sứ kia cùng ác ma. Lần nữa nhường Cổ Phi Ca thần sắc thay đổi cảnh giác vô cùng. Thiên sứ cùng ác ma, Cổ Phi Ca sắc mặt xanh xám, miệng trung lãnh hừ một tiếng. Thân là Vũ Hoàng Vương Chiêu bên trong hết sức quan trọng đại nhân vật, Cổ Phi Ca đương nhiên biết được những thiên sứ này cùng ác ma tồn tại. Chỉ có tại thiên ngoại thiên thần cung nội, mới có thể xuất hiện những thiên sứ này cùng ác ma. Hơn nữa, những thiên sứ này cùng ác ma, thực lực cường đại, cơ hồ mỗi một cái đều có thể so với thiên vương cấp cường giả. Nhưng mà Cổ Phi Ca lại cũng không tin tưởng, những thiên sứ này cùng ác ma, căn bản chính là từng nhóm khôi lỗi. Tiền bối, khoan động thủ đã, mắt thấy Dương Huyền Ki liền muốn đối với mình sau lưng những thiên sứ này cùng ác ma ra tay, Diệp Trần nhanh chóng phất tay, ngăn trở Dương Huyền Ki ra tay. Đem các loại thiên sứ cùng ác ma lai lịch, hơi giải thích một phen, liền xem như Cổ Phi Ca cái này nửa bộ thiên nhân cấp cường giả, cũng lập tức mở to hai mắt nhìn. Thiên ngoại thiên thần cung nội phát hiện khôi lỗi, mỗi một vị đều hữu thiên vương cấp chiến lực.
Tiềm long thế giới khôi lỗi chi thuật, mặc dù đã có chút cao minh, nhưng mà trên thực tế, liền xem như mạnh đi nữa khôi lỗi, uy lực cũng không cách nào vượt qua cự đầu cấp. Nhưng mà nơi này khôi lỗi, lại có thể ủng hữu thiên vương cấp thực lực, đây là bực nào kinh người, dù cho là cổ phi ca, cũng có chút không dám tin vào hai mắt của mình. Nhưng mà, làm Diệp Trần tiện tay triệu hoán tới một cái thần ma, nhưng cổ phi ca kiểm tra cẩn thận một lần sau đó, hắn mới bất đắc dĩ xác định Trấn ca sự thật. Chợt, cổ phi ca liền hưng phấn liễu khởi tới. Chúng ta Vũ Hoàng Vương Chiêu bây giờ một chút nhiều nhiều ngày như vậy vương cấp cường giả, sau đó trong chiến đấu, cần phải đơn giản nhiều. Vũ Hoàng Vương Chiêu bây giờ đối mặt vấn đề lớn nhất, cũng không phải là vũ lực chưa đủ vấn đề, mà là vấn đề nhân thủ không đủ. Tỷ như nói, tại cao cấp về mặt chiến lực, Vũ Hoàng Vương Chiêu nắm giữ 4 vị nửa bộ thiên nhân cấp cường giả, rất nhiều thiên vương cấp cường giả, còn có vô số cự đầu cấp cường giả. Dạng này một cỗ lực lượng, nhìn qua vô cùng to lớn, vượt xa tiềm long thế giới Nhâm Hà nhất cỗ thế lực. Tỷ như nói thánh tộc, mặc dù có vạn giới thánh như thế một tôn nửa bộ thiên nhân cấp tồn tại, nhưng mà thiên vương cấp cường giả, cũng chỉ có 2 người, xa cự đầu cấp cường giả, cũng chỉ có hơn 10 người mà thôi. Dạng này một cỗ lực lượng, tự nhiên không có cách nào cùng Vũ Hoàng Vương Chiêu chống lại, nhưng mà trên thực tế, đối với thánh tộc, Vũ Hoàng Vương Chiêu căn bản không có bất kỳ biện pháp nào. Đây cũng là bởi vì, Vũ Hoàng Vương Chiêu cần ứng đối phản loạn, thực sự nhiều lắm. Một cái thánh tộc, thì có một cái dưới bộ thiên nhân cấp cường giả, những tộc quần khác, nhất là yến tộc chờ đại tộc, mặc dù không có vạn giới thánh như vậy cường giả, nhưng mà thiên vương cấp cường giả, bọn hắn lại cũng không khuyết thiếu. Hơn nữa, những phản loạn này sức mạnh, hôm nay cùng mục tiêu, cơ hồ tất cả đều là Vũ Hoàng Vương Chiêu. Điều này sẽ đưa đến, đồng thời đối địch Vũ Hoàng Vương Chiêu thiên vương cấp cường giả, khoảng chừng mấy chục cái nhiều, hơn nữa số đông thiên vương cấp cường giả, cơ hồ đều không phải là đến từ một cái tộc đàn. Cái này rất nhiều thiên vương chung vào một chỗ, dù cho là Vũ Hoàng Vương Chiêu, cũng có chút không chịu đựng nổi. Mà bây giờ, có những thần ma này hỗ trợ, Vũ Hoàng Vương Chiêu tình huống, tự nhiên sẽ chuyển biến tốt đẹp rất nhiều. Diệp Trần cười lắc đầu, cũng không nói toạc những thần ma này không cách nào lâu dài chờ tại Vũ Hoàng Vương Chiêu sự tình. Ngược lại dựa theo Diệp Trần kế hoạch, tại sau đó thời điểm, Vũ Hoàng Vương Chiêu đối mặt tình thế nguy hiểm, rất nhanh sẽ bị hóa giải. Bởi vậy, nói hay không những thứ này, cũng không đáng kể. Diệp Trần hòa cổ phi ca hai người, mang theo cái này rất nhiều thần ma, trực tiếp rời đi Liễu Thiên bên ngoài Thiên Thần Cung. Chờ bọn hắn từ nơi này rời đi về sau, Thiên Ngoại Thiên Thần Cung địa điểm lối ra, mới lần nữa ra hiện Liễu Nhất Quần Vũ Giả thân ảnh. Cái này một quần vũ giả, bỗng nhiên chính là trước kia tiến vào bên trong Huyết Thần Giáo đám người. Huyết Thần Giáo lần này thế nhưng là tổn thất nặng nề, nhưng mà còn dư lại những thứ này cự đầu cấp cường giả, lại người người thu hoạch không nhỏ, trong đó không ít người, thậm chí đã bắt được Liễu Thần Ma thi thể. Có những thi thể này, thực lực của bọn hắn, tuyệt đối có thể tiến thêm một tầng. Cổ phi ca tên kia thế mà lại chặn lấy ở đây, may mắn bọn hắn đã rời đi. Ở vào trước đám người phương vị kia Huyết Thần Giáo đại trưởng lão, trong miệng lẩm bẩm một tiếng, chợt ánh mắt quét mắt sau lưng đám người, quát lạnh một tiếng đạo Hoàng Nhan, đi ra. Ở vào trong đám người Hoàng Nhan, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên đi ra. Đông vực, Hoàng Thành chi bên trong. Phòng thủ mộ lão nhân ngồi tại Hoàng Thành bên trong một tòa cung điện chi nội, sắc mặt ngưng trọng quét mắt các nơi chuyển tới chiến báo. Mặc dù nói, bộ binh đại quân bên ngoài chiến đấu, chuyển tới cơ hồ cũng là tin tức thắng lợi. Nhưng mà, lại có càng nhiều phản loạn tin tức, xuất hiện ở phòng thủ mộ lão nhân trước mặt. Thời khắc này Vũ Hoàng Vương Chiêu đối mặt thế cục, giống như là một hồi hảo đáng sơn hỏa, thật không cho diệt kỳ chung nhất chỗ, nhưng mà càng nhiều địa phương hơn, nhưng lại bắt đầu thiêu đốt liễu khởi tới. Nếu là phụ thân ở đây liền tốt, phòng thủ mộ lão nhân trong miệng, nhìn không được thở dài một cái. Mặc dù đã là nửa bộ thiên nhân cấp cường giả, nhưng mà phòng thủ mộ lão nhân lại vẫn không cách nào hòa cổ quân lâm so sánh. Người nào, trong miệng vừa mới thở dài một cái, phòng thủ mộ lão nhân liền sắc mặt đại biến, thân ảnh chợt vọt ra khỏi hoàng cung chi bên trong. Bây giờ ngoại giới đã là đêm khuya, bóng đêm mông lung, nhưng mà tại hoàng thành phía trên, bỗng nhiên có mấy chục đạo cường lớn khí tức. Chờ phòng thủ mộ lão nhân xông ra sau đó, phía trên thân ảnh bên trong, mới có một người, đột ngột hạ xuống tới. Lão Tổ Tông, là chúng ta, đạo thân ảnh này, bỗng nhiên chính là Cổ Phi Ca. Cổ Phi Ca sau lưng, Diệp Trần mang theo một đám thần ma, chậm rãi hạ xuống.
Nhìn xem Diệp Trần hòa Cổ Phi Ca hai người, phòng thủ Mộ lão nhân thần sắc lúc này mới buông lỏng. Nửa ngày sau, lưu thủ hoàng thành tất cả cường giả, tất cả đều bị triệu tập đến rồi hoàng cung chi bên trong. Tại hoàng cung một tòa trong đại điện, thuộc về Vũ Hoàng Vương Chiêu vô số cường giả, ở đây tụ tập. Có tư cách tới chỗ này võ giả, trong đó yếu nhất, cũng là cự đầu cấp trong cường giả đỉnh cao, tỉ như nói Trúc Thánh bọn người. Đến nỗi Vũ Hoàng Vương Chiêu thiên vương cấp cường giả, bây giờ càng là tất cả đều đến nơi này. Lão Tổ, ngươi bây giờ đem chúng ta triệu tập tới, rốt cuộc là vì cái gì? Một cái hướng đình trọng thần, nhìn về phía phòng thủ Mộ lão nhân đạo. Phòng thủ Mộ lão nhân trên mặt mang sắc mặt vui mừng nói, ta bây giờ đem các ngươi triệu tập tới, chính là có một cái đại sự, cần cùng các ngươi thương nghị. Ánh mắt đảo qua tứ chu chúng nhân, phòng thủ Mộ lão nhân thần sắc, nghiêm túc mấy phần đảo, ta đã quyết định, điều động cao thủ, tiêu diệt vạn giới thánh. Cái gì? Trong đại điện đám người, lập tức một mảnh xôn xao. Có thể nói, Vũ Hoàng Vương Chiêu luân lạc tới hôm nay cách cục, nguyên nhân chủ yếu, cũng là bởi vì vạn giới thánh. Vạn giới thánh bản thân, chính là một tôn nửa bộ thiên nhân cấp cường giả, hơn nữa cùng Beast Tai Thú Thần, hải tộc Tổ Long lão tổ quan hệ mật thiết, tam phương thậm chí đã đạt thành đồng minh hiệp nghị, Nhâm Hà nhất phương gặp công kích, hai phe còn lại đều sẽ tới trợ giúp. Chính là bởi vì loại tình huống này, cho nên cứ việc Vũ Hoàng Vương Chiêu nắm giữ bốn vị nửa bộ thiên nhân cấp cường giả, cũng không làm gì được vạn giới thánh. Trước đó, Vũ Hoàng Vương Chiêu nội bộ, cũng không phải không có thương nghị qua như thế nào đối phó vạn giới thánh, nhưng mà kết quả cuối cùng cũng rất bất đắc dĩ, bao quát phòng thủ Mộ lão nhân chờ nửa bộ thiên nhân cấp cường giả ở bên trong, cho ra kết luận, chính là không có cách nào. Nửa bộ thiên nhân cấp cường giả, đã là tiềm long thế giới cao cấp nhất cường giả, tại không có hữu thiên người xuất hiện dưới tình huống, liền xem như khác vài tên nửa bộ thiên nhân cấp cường giả liên thủ, cũng không có thể đủ giết được một cái nửa bộ thiên nhân cấp cường giả. Cái này cũng là vạn giới thánh không có sợ hãi, trực tiếp tại tiềm long thế giới, sáng lập thánh tộc thánh địa nguyên nhân. Thế nhưng là bây giờ, phòng thủ Mộ lão nhân thế mà lần nữa đưa ra đối phó vạn giới thánh. Chẳng lẽ nói, lão tổ hắn đã có đối phó vạn giới thánh phương pháp? Trong lúc nhất thời, chư vị hướng đình trọng thần, tất cả đều ánh mắt nóng bỏng nhìn về phía phòng thủ Mộ lão nhân. Nếu là có thể giải quyết vạn giới thánh, cái kia Vũ Hoàng Vương Chiêu khôi phục lại những ngày qua cường thịnh, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Lão Tổ, ngươi có biện pháp nào có thể diệt sát vạn giới thánh sao? Bây giờ cũng đừng thừa nước đục thả câu. Đoàn Phi Bạch nắm thật chặt thánh kiếm trong tay, tuét miệng nói. Phòng thủ Mộ lão nhân gật đầu một cái, đạo ta đích xác đã có biện pháp có thể diệt sát vạn giới thánh, bất quá còn cần làm ra kỹ càng bố trí, các ngươi lại nhìn. Tiện tay một điểm, phòng thủ Mộ lão nhân trước mặt, lập tức ra hiện liễu nhất phó địa đồ. Trên bản đồ, bỗng nhiên chính là bây giờ thánh tộc thánh địa chỗ. Vạn giới thánh xuất hiện sau đó, đem thánh tộc một phân thành hai, thánh tộc dòng chính, cơ hồ tất cả đều đi theo ở vạn giới thánh thân phía sau, sáng lập hôm nay thánh tộc thánh địa. Cái này cái gọi là thánh tộc thánh địa, chính là vạn giới thánh vận dụng đại thần thông, đem trước đây thánh tộc tộc địa, trực tiếp di chuyển đến rồi nam vực tạo thành. Hôm nay tiềm long thế giới, thánh tộc thánh địa đã coi như là ngoại trừ thú tộc hòa hải tộc bên ngoài, Vũ Hoàng Vương Chiêu đối thủ lớn nhất, bởi vậy, đối với thánh tộc thánh địa tình huống, trong triều đình đám người, đương nhiên đều nghiên cứu 10 phần thấu triệt. Cho nên một mắt liền nhận ra, thánh tộc trong thánh địa mỗi một chỗ chỗ. Chúng ta lần này, chủ yếu đối phó, chính là vạn giới thánh thủ ở dưới những cái kia ngoan cố phần tử, đối với các thánh tộc đệ tử, tận lực không nên đối với bọn hắn tạo thành ảnh hưởng. Phòng thủ Mộ lão nhân sắc mặt ngưng trọng đạo. Hôm nay thánh tộc thánh địa, cũng không phải tất cả đều muốn thoát ly Vũ Hoàng Vương Chiêu. Tỷ như nói thánh thư trưởng lão bọn người, chắc chắn nguyện ý tiếp tục lưu lại Vũ Hoàng Vương Chiêu. Nhưng làm sao, vạn giới thánh là quá cường thế, hôm nay thánh tộc, chính là vạn giới thánh nhất môn đường, căn bản không người có thể phản đối vạn giới thánh. Bởi vậy, triều đình liền xem như muốn đối phó thánh tộc, cũng không khả năng giống như là đối phó bay cánh nhất tộc như thế, trực tiếp đem diệt tộc. Kế tiếp, phòng thủ Mộ lão nhân bắt đầu nói rõ chi tiết ra kế hoạch của hắn. Toàn bộ kế hoạch, ngược lại là cực kỳ hoàn mỹ, trọng yếu hơn là, phòng thủ Mộ lão nhân mơ hồ để lộ ra, hôm nay Vũ Hoàng Vương Chiêu phía sau màn, sẽ có một vị khắc tuyệt thế cường giả xuất hiện, cùng đối phó vạn giới thánh. Giống như là Đoàn Phi Bạch bọn người, được chứng kiến Diệp Trần năng lực, tự nhiên lập tức đoán được, cái này phía sau màn cường giả, có thể là Diệp Trần. Chỉ bất quá đám bọn hắn cũng rất tò mò,
Diệp Trần tất nhiên đã trở về, vì cái gì không trực tiếp hiện thân, ngược lại cùng phòng thủ mộ lão nhân làm thần bí như vậy. Tốt, buổi tối hôm nay, chúng ta liền xuất phát chạy tới thánh tộc thánh địa, các ngươi tất cả đi xuống chuẩn bị một chút. Phòng thủ mộ lão nhân đem kế hoạch nói tường tận một lần sau đó, liền căn dặn chúng nhân nói. Bây giờ tụ tập ở chỗ này đám người, phần lớn là hướng đình trọng thần, nắm giữ lấy triều đình bên trong rất nhiều sự vật. Cho nên, nếu là bọn họ đi tới thánh tộc thánh địa lời nói, khẳng định muốn trước tiên làm ra an bài. Những thứ này triều đình đại nhân vật, rời đi hoàng cung chi phía sau, nhao nhao hướng về hoàng thành các nơi đi đến. Con mắt của bọn họ bên trong, phần lớn mang theo hưng phấn thần sắc. Chúc thánh lão ca, không nghĩ tới, tại bệ hạ chưa quay về phía trước, chúng ta cũng có thể nghịch chuyển tiềm long thế giới cách cục, cũng không biết, lão tổ nói tới vị kia không biết danh cường giả, rốt cuộc là ai. Hoàng thành một chỗ, tả thừa tướng Chúc Thánh, cùng một tên khác hướng đình trọng thần, bước nhanh hướng về phía trước đi đến. Tên này hướng đình trọng thần, chính là Vũ Hoàng Vương Chiêu Phải thừa tướng Viên Thủy, cùng Chúc Thánh một dạng, Viên Thủy râu tóc bạc phơ, niên kỷ đã khá lớn, đồng thời hắn cũng là triều đình bên trong, uy vọng gần với Chúc Thánh tồn tại. Viên lão đệ, lần này lão tổ bọn hắn hiển nhiên đã quyết định, tiến đến công kích binh bộ thánh địa, cho nên chúng ta nhưng phải đem trong hoàng thành tục sự an bài trước thỏa đáng, ta đi hình bộ một chuyến, ngươi đi lễ bộ an bài một chút. Chúc Thánh sắc mặt ngưng trọng, căn dặn Viên Thủy đạo. Viên Thủy cười ha hả nói, Chúc Thánh lão ca, cái này ngươi cứ việc yên tâm, lễ bộ sự tình, giao cho ta an bài. Mắt thấy Chúc Thánh vội vã rời đi, Viên Thủy sắc mặt, một chút âm trầm xuống. Quay đầu quét mắt một mắt sau lưng hoàng thành, Viên Thủy vội vã hướng về phải phủ thừa tướng đi đến. Nếu là có người tới tìm ta lời nói, tất cả đều cho ta ngăn lại. Trở lại phải trong phủ thừa tướng, thuận miệng phân phó một tiếng, Viên Thủy liền trực tiếp bước vào phải trong phủ thừa tướng trong mật thất. Phủ thừa tướng bên trong mật thất, Viên Thủy sắc mặt đã biến ngưng trọng vô cùng. Phất tay lấy ra một kiện đầu rồng pho tượng, Viên Thủy đem một cỗ pháp tắc chi lực, trực tiếp rót vào liễu long bài bên trong. Ông một tiếng, cái này đầu rồng pho tượng bên trong, lập tức hiện ra liễu nhất đạo mông lung thân ảnh. Lão tổ, đối mặt đạo thân ảnh này, Viên Thủy thần sắc thay đổi cung kính vô cùng đạo. Phía trên đạo kia mông lung thân ảnh, dần dần biến rõ ràng, bỗng nhiên chính là hải tộc Tổ Long lão tổ. Tổ Long lão tổ liếc qua phía dưới Viên Thủy, đạo, ngươi như thế nào lúc này liên hệ ta, ngươi bây giờ ở vào Vũ Hoàng Vương Chiêu Hoàng Thành Chi bên trong, hơi vô ý, liền có khả năng bạo lộ thân phận. Lão tổ yên tâm, ta đã tại phủ đệ bốn phía bố trí nguyên trận, nếu là có người tới gần hoặc dò xét lời nói, ta sẽ sớm cảm ứng được. Viên Thủy cười lạnh một tiếng, chợt sắc mặt ngưng trọng đạo, lão tổ, ta bây giờ liên hệ ngươi, cũng là bất đắc dĩ, vừa rồi cổ bất nhị tướng chúng ta triệu tập đi qua, thương nghị âm thầm tập kích thánh tộc thánh địa phương pháp, hôm nay Vũ Hoàng Vương Chiêu đại loạn, nguyên nhân chủ yếu, cũng là bởi vì vạn giới thánh tồn tại, nếu để cho cổ bất hai diệt sát vạn giới thánh, Vũ Hoàng Vương Chiêu nội bộ hỗn loạn, chỉ sợ lập tức liền sẽ lắng lại, Vũ Hoàng Vương Chiêu an ổn xuống, đối với chúng ta hải tộc cũng không phải cái gì chuyện tốt. Viên Thủy mà nói, nhưng Tổ Long lão tổ lộ ra mấy phần mê hoặc đạo, vạn giới thánh chính là nửa bộ thiên nhân cấp cường giả, thực lực mạnh, không kém hơn tiềm long thế giới Nhâm Hà nhất tên cường giả đỉnh cao, Vũ Hoàng Vương Chiêu mặc dù có bốn vị nửa bộ thiên nhân cấp cường giả, nhưng mà Dương Huyền Ki cần thủ hộ trung vực, ba người còn lại, liền xem như liên thủ, cũng không có thể đủ diệt sát vạn giới thánh. Huống chi, ta và Thu Thần lão gia hỏa kia, đã cùng vạn giới thánh liên thủ cùng một chỗ. Một khi cổ bất hai có bất luận cái gì dị động, chúng ta đều sẽ lập tức biết được, cổ bất hai làm sao lại lúc này đột nhiên nghĩ đến tập kích vạn giới thánh. Đối với Viên Thủy mà nói, Tổ Long lão tổ rõ ràng lòng tràn đầy hồ nghi, cũng không phải quá tin tưởng. Thực lực đến rồi bọn hắn trình độ này, chỉ có cùng bọn hắn cảnh giới ngang hàng võ giả, mới hiểu, muốn giết chết một tôn nửa bộ thiên nhân cấp cường giả, rốt cuộc là bực nào khó khăn. Cho nên, tại Diệp Trần xuất hiện phía trước, liền xem như phòng thủ mộ lão nhân bọn người, cũng chưa từng có nghĩ tới, có thể đem vạn giới thánh săn giết. Lão tổ, ta vốn là cũng không tin tưởng, nhưng mà cổ bất hai như vậy trịnh trọng chuyện là an bài đây hết thảy, không giống như là đang diễn trò. Viên Thủy mặt mũi tràn đầy trịnh trọng, đem lúc trước nói tới đủ loại, nói tường tận một lần. Tổ Long lão tổ sắc mặt, cũng càng ngày càng trịnh trọng. Nhưng mà, không đợi Tổ Long lão tổ mở miệng nói chuyện, sắc mặt của hắn đột nhiên hơi hơi biến hóa, quay đầu nhìn về phía một bên, lạnh giọng nói, người nào? Theo Tổ Long lão tổ quát lạnh, mật thất một bên,
Thế mà thật sự có một thân ảnh, chậm rãi nổi lên. Viên Thụy nhìn xem đây hết thảy, trong đôi mắt đã sớm lóe ra khiếp sợ và biểu tình kinh hoàng. Nếu là thân phận của hắn Bộc Quang, vậy hắn tuyệt đối chỉ có một con đường chết. Viên Thụy cũng căn bản không nghĩ tới, lại có thể có người có thể lặng yên không tiếng động lẻn vào đến bên cạnh hắn. Là ngươi, thấy rõ ràng người tới bộ dáng, không chỉ là Viên Thụy, liền Tổ Long lão tổ, cũng là sắc mặt đột biến. Bởi vì giờ khắc này người không nên xuất hiện ở nơi này, bỗng nhiên chính là Diệp Trần. Diệp Trần ngẩng đầu nhìn Tổ Long lão tổ, ban đầu ở Hóa Long chỉ nội, hắn nhưng là thiếu chút nữa thì đã trúng Tổ Long lão tổ ám toán. Bất quá đương sơ, Diệp Trần tại Tổ Long lão tổ trong mắt, chỉ là một nhỏ yếu sâu kiến mà thôi, nhưng là bây giờ, Diệp Trần lại có cùng Tổ Long lão tổ ngồi ngang hàng thực lực. Diệp Trần, ngươi lại còn không có chết, mệnh đủ cứng. Viên Thụy nhìn chằm chằm Diệp Trần, cười lạnh liễu khởi tới. Chợt phát hiện có người xuất hiện, Viên Thụy hoàn toàn chính xác trong lòng hốt hoảng, nhưng mà xác định liễu Diệp Trần thân phận, hắn lại lập tức bình tĩnh lại. Trong mắt hắn, một cái ma bệnh, hơn nữa còn là một cái liền cự đầu cấp tu vi cũng chưa tới thần đạo vũ giả, đối với hắn căn bản không cái uy hiếp gì. Chỉ cần hắn có thể đủ trực tiếp tương Diệp Trần đánh giết, bí mật của hắn, tự nhiên là sẽ bảo lưu lại tới. Diệp Trần quét mắt Viên Thụy một mắt, lạnh nhạt nói, không nghĩ tới, Vũ Hoàng Vương chiêu hữu tướng đại nhân, thế mà lại là hải tộc người ngụy trang, vì có thể có được địa vị bây giờ, nghĩ đến viên đại nhân tiến vào Vũ Hoàng Vương chiêu, ít nhất cũng có hàng ngàn hàng vạn năm dài đi. Vũ Hoàng Vương chiêu đối với hải tộc cùng thú tộc người, luôn luôn tương đương cảnh giác, tất cả tiến vào Vũ Hoàng Vương chiêu cảnh nội dị tộc võ giả, đều sẽ chịu đến triều đình giám sát. Nhưng mà vị này hữu tướng, thế mà không có bị triều đình nhìn thấu. Có thể thấy được hải tộc vì chuyện này, chắc chắn đã sắp đặt rất lâu. Hơn nữa, mặc kệ từ phương diện kia nhìn, vị này hữu tướng đại nhân, cũng là đích đích xác xác nhân tộc võ giả. Chỉ có linh hồn của hắn, mơ hồ mang theo một cỗ hải tộc võ giả đặc biệt khí tức. Nhưng mà Viên Thụy bản thân liền là một tôn cự đầu cấp cường giả, khí tức linh hồn của hắn, liền xem như phòng thủ mộ lão nhân chờ nửa bộ thiên nhân cấp cường giả, chỉ sợ cũng không có cách nào dò xét. Cũng chỉ có Diệp Trần loại này, lĩnh ngộ liễu trung cố hết sức lượng võ giả, mượn nhờ sức mạnh cuối cùng, mới có thể cảm ứng được Viên Thụy một tia dị thường. Diệp Trần lần này trở về, nguyên bản thật là dự định lập tức bố trí tập kích vạn giới thánh sự tình. Nhưng mà trong lúc vô tình, hắn thế mà phát hiện Viên Thụy chỗ dị thường, cho nên mới thỉnh phòng thủ mộ lão nhân hỗ trợ, bố trí phía trước cái kia hết thảy, vì chính là nhường Viên Thụy chính mình lộ ra chân tướng. Nếu là Viên Thụy không có làm ra bây giờ đây hết thảy lời nói, dù cho là Diệp Trần, chỉ sợ cũng không làm gì được hắn. Nhưng là bây giờ, Viên Thụy thân là trong nhân tộc quỷ sự tình, cũng đã có thể hoàn toàn xác định. Bớt nói nhảm, ngươi thế mà dám can đảm một người đi tới nơi này, chờ ta trước đem ngươi bắt giữ, lại để cho ngươi mở mang kiến thức một chút ta hải tộc thủ đoạn. Viên Thụy hừ lạnh một tiếng, một tay hướng về phía Diệp Trần vồ giữa không trung, muốn tương Diệp Trần bắt tới. Nhưng mà, đứng ở đối diện hắn Diệp Trần, thần sắc nhưng căn bản không có biến hóa chút nào, chỉ là đợi đến Viên Thụy đánh ra cỗ này pháp tắc lực lượng, sắp đánh chúng mình thời điểm, Diệp Trần cong ngón búng ra. Một cỗ vô hình ba động xuất hiện, Viên Thụy tập kích hướng Diệp Trần sức mạnh, thế mà bị Diệp Trần một chỉ này trực tiếp đánh hoàn toàn biến mất. Làm sao có thể, Viên Thụy thấy vậy, sắc mặt đại biến. Không đợi Viên Thụy có phản ứng, Diệp Trần đã lần nữa hướng về phía Viên Thụy nhẹ nhàng bắn ra. Cái này bắn ra, nhìn như phong khinh vân đạm, nhưng mà Viên Thụy trong lòng, lại đột ngột sinh ra một loại vạn phần hoảng sợ cảm giác. Tại Viên Thụy tràn đầy vẻ mặt sợ hãi bên trong, thân thể của hắn, bị Diệp Trần một chỉ này đánh vỡ vụn thành từng mảnh. Một cỗ linh hồn chi lực, từ Viên Thụy tan vỡ thể nội xuất hiện, điên cuồng hướng về ngoại giới phóng đi. Diệp Trần tiện tay chảo một cái, liền đem đạo này linh hồn chi lực tóm vào trong tay. Tiện tay diệt sát Viên Thụy. Chỉ để lại Viên Thụy một bộ phận mảnh vụn linh hồn, Diệp Trần mới thần sắc bình tĩnh nhìn về phía một bên Tổ Long lão tổ. Bây giờ Diệp Trần trước mặt Tổ Long lão tổ, chỉ là một cái bóng mờ mà thôi, căn bản vô pháp ra tay, cho nên chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Diệp Trần đem Viên Thụy đánh giết. Bất quá nhìn thấy liễu Diệp Trần xuất thủ toàn bộ quá trình sau đó, Tổ Long lão tổ gương mặt bên trên, cũng đã lộ ra mấy phần sợ hãi biểu lộ. Thiên nhân sức mạnh, ngươi đã đụng chạm tới cảnh giới kia. Thân là nửa bộ thiên nhân cấp tồn tại, Tổ Long lão tổ đương nhiên biết được chân chính thiên nhân là bực nào đáng sợ. Trước kia hắn cùng thú thần hai nhân liên tay, thế nhưng là cũng không thể ngăn trở cổ quân Lâm ba chiêu.
Cuối cùng nếu không phải hai tộc sau lưng thiên nhân cấp cường giả ý chí buông xuống, hoặc cổ quân lâm tiến hành đàm phán, tiềm long thế giới sớm đã không có hải tộc cùng Beastai chỗ dung thân. Lão tổ hảo nhãn lực, hiện tại biết, vì cái gì triều đình có lòng tin có thể đối phó vạn giới thánh A. Diệp Trần sắc mặt bình tĩnh, nhìn chằm chằm trước mặt tổ long lão tổ đạo. Mặc dù âm thanh bình tĩnh, nhưng mà Diệp Trần trong giọng nói, lại mang theo một cỗ lực uy hiếp, nhường đối diện tổ long lão tổ, sắc mặt nhìn không được đại biến. Hoàn toàn chính xác, nếu là Vũ Hoàng Vương Chiêu có giết chết vạn giới thánh sức mạnh, vậy liền tương đương Vũ Hoàng Vương Chiêu cũng có giết chết tổ long lão tổ thực lực. Loại tình huống này, thượng nhất lần xuất hiện, vẫn là tại 10 vạn năm trước, cổ quân lâm quật khởi thời điểm. Không nghĩ tới, trong nhân tộc, thế mà xuất hiện liễu đề hai cái cổ quân lâm, Diệp Trần, tại nhất tôn thiên nhân trước mặt, liền xem như ta và tôn này lão thú thần, cũng không khỏi không phục mềm, bất quá ta thú tộc hòa hải tộc tình huống, ngươi nên biết được một chút, chúng ta sau lưng, đồng dạng hữu thiên người tồn tại, cho nên còn xin ngươi sau này trở thành thiên nhân chi phía sau, thả ta hải tộc một con đường sống. Ta có thể bảo đảm, ta hải tộc từ đó về sau, cũng không tiếp tục đặt chân lục địa nửa bước. Tổ long lão tổ biến đổi sắc mặt phút chốc, cuối cùng cắn răng nói. Loại này hứa hẹn, đã đợi thế là hướng Diệp Trần chịu thua. Diệp Trần mặt không đổi sắc đạo, trước kia, lão tổ tại cổ quân lâm trước mặt, cũng hẳn là như vậy cam kết a. Diệp Trần mà nói, nhưng tổ long lão tổ sắc mặt càng ngày càng khó coi. Bất quá Diệp Trần nói tới ngược lại là sự thật. Trước kia cổ quân lâm dẫn dắt đại quân đánh vào hải vực, cuối cùng chính là tại hải tộc sau lưng Na Tôn thiên nhân nhúng tay phía dưới, tổ long lão tổ làm ra giống hứa hẹn, cho nên cổ quân lâm mới có thể rút đi. Nhưng là bây giờ, cổ quân lâm xảy ra bất chắc, hải tộc lập tức vi phạm với ban đầu hứa hẹn, bắt đầu nhúng tay Vũ Hoàng Vương Chiêu cảnh nội sự tình, tạo thành Vũ Hoàng Vương Chiêu nội bộ đại loạn. Diệp Trần bây giờ đưa ra điểm ấy, rõ ràng là đang cảnh cáo tổ long lão tổ. Loại này hứa hẹn, Diệp Trần căn bản sẽ không quả thật. Nhìn chằm chằm tổ long lão tổ, Diệp Trần chậm rãi nói, tại không có chắc chắn đem hải tộc cống hậu Na Tôn thiên nhân chém giết phía trước, ta sẽ không dễ dàng đối phó hải tộc, điểm ấy lão tổ yên tâm, mặt khác, ta sắp dẫn người bình định Vũ Hoàng Vương Chiêu nội loạn, chém giết vạn giới thánh, nghĩ đến chuyện này, thì sẽ không từ lão tổ trong miệng tiết lộ ra ngoài. Cảnh cáo, lại là cảnh cáo, Diệp Trần lời này, rõ ràng chính là đang cảnh cáo tổ long lão tổ, không thể lại cắm tay nhân tộc sự tình. Tổ long lão tổ mặc dù phẫn nộ, nhưng nhìn sắc mặt ngạo nghễ Diệp Trần, lại cũng chỉ có thể thấp đầu đạo, ta sẽ không đem việc này nói cho vạn giới thánh. Rất tốt, lão tổ là một cái người thông minh, hải tộc có ngươi dẫn dắt, nghĩ đến sau này vẫn có thể lưu tại tiềm long thế giới tương đối dài thời gian. Diệp Trần mỉm cười, thuận miệng nói một câu, chợt trực tiếp vất tay đem trước mặt món kia đầu rồng pho tượng đánh nát bấy. Không có cái này đầu rồng pho tượng, tổ long lão tổ thân ảnh, chợt biến mất không thấy gì nữa. Lúc này, Diệp Trần trên mặt mới lộ ra vui vẻ như chút được gánh nặng cho. Vừa rồi, Diệp Trần làm ra loại khí thế này hung hung bộ dáng, triệt để đem tổ long lão tổ cho hù sợ, còn lấy vì Diệp Trần lập tức liền sẽ trở thành thiên nhân. Nhưng mà trên thực tế, trước mắt Diệp Trần thực lực, khoảng cách thiên nhân còn rất xa. Cũng may, ta thành công đem tổ long lão tổ cho hù dọa, bằng không, một khi hắn đem chúng ta dự định đối phó vạn giới thánh tin tức nói cho vạn giới thánh mà nói, trong thời gian ngắn, chỉ sợ ta là không có biện pháp đem vạn giới thánh săn giết. Trong miệng lẩm bẩm một tiếng, Diệp Trần quay người đi ra ngoài. Tiềm long thế giới hải vực bên trong một chỗ vực sâu. Tổ long lão tổ ngồi ở một trương san hô làm thành trên ngai vàng, sắc mặt xanh xám vô cùng. Thiên nhân, lại là nhất tôn thiên nhân, vì cái gì không phải ta hải tộc xuất hiện mới thiên nhân. Tổ long lão tổ thân thể run nhẹ nhẹ, rõ ràng tâm tình tương đương kích động. Hồi lâu sau, hắn mới bình tĩnh trở lại, trong đôi mắt dị sắc thoáng qua, trong đầu càng là bắt đầu cân nhắc, sau đó hải tộc muốn thế nào lựa chọn. Nếu như Vũ Hoàng Vương Chiêu không có hữu thiên người chấn giữ lời nói, cái kia Vũ Hoàng Vương Chiêu thực lực, ước chừng cũng liền hòa hải tộc cùng với thú tộc cộng lại không sai biệt lắm tương đương. Lại thêm thượng nhất cái vạn giới thánh, tổ long lão tổ bọn người bên này thực lực, đầy đủ đem Vũ Hoàng Vương Chiêu quấy long trời lở đất. Loại hỗn loạn này, đối với quanh năm bị nhân tộc áp chế thú tộc hòa hải tộc mà nói, tuyệt đối không phải chuyện gì xấu. Nhưng mà, bây giờ mới thiên nhân xuất hiện, tổ long lão tổ liền cũng không còn dám dạng này mạo hiểm. Quả thật, hải tộc cùng thú tộc sau lưng thật có nhất tôn thiên nhân, nhưng mà cái này tôn thiên nhân cũng không tại tiềm long thế giới, nếu là Diệp Trần trở thành thiên nhân chi phía sau,
Liều lĩnh đem hải tộc cùng thú tộc diệt hết lời nói, dù cho cái kia hai tôn thiên nhân sau này vì hải tộc cùng thú tộc báo thù, cũng không cách nào thay đổi thú tộc hòa hải tộc bị diệt chuyện thực. Cho nên, tại gặp phải lựa chọn thời điểm, Tổ Long lão tổ đương nhiên phải suy nghĩ cho kỹ kết quả. Nhân tộc lại ra hiện liễu nhất tôn thiên nhân, ta hải tộc cùng thú tộc dù cho liên thủ, cũng không cách nào cùng nhân tộc chống lại, lúc này, vẫn là phải tránh né mũi nhọn, nếu là ta hải tộc có thể xuất hiện nhất tôn thiên nhân, đến lúc đó hải tộc sẽ lại không sợ người tộc. Trong miệng thở dài một cái, Tổ Long lão tổ triệt để từ bỏ đem Vũ Hoàng Vương Chiêu sắp tập kích thánh tộc thánh địa tin tức cáo chi vạn giới thánh dự định. Thần niệm khẽ động, Tổ Long lão tổ lại bắt đầu liên lạc Beastai thú thần. Lão thú thần hư ảnh, tại Tổ Long lão tổ trước mặt chậm rãi hiện lên, cái này hai tôn nửa bộ thiên nhân cấp cường giả, cấp tốc giao lưu liễu khởi tới. Cùng lúc đó, Vũ Hoàng Vương Chiêu Hoàng Thành Chi bên trong, một tôn tôn cường giả, ở đây tụ tập. Trừ những thứ này ra cường giả bên ngoài, Diệp Trần từ thiên ngoại thiên thần cung mang về những thần kia ma, bây giờ cũng đầy mặt lạnh nhiên đứng ở một bên. Vũ Hoàng Vương Chiêu vô số cường giả, nhìn thấy những thần ma này, phần lớn bị sợ một cái nhảy. Thực lực của bọn hắn cũng là cự đầu cấp cường giả, đương nhiên biết được thiên ngoại thiên thần cung nổi những thần ma này. Nhưng mà, những thần ma này còn chưa bao giờ rời đi thiên ngoại thiên thần cung, bây giờ vậy mà xuất hiện ở đây, tự nhiên để bọn hắn kinh hãi vô cùng. Mà khi bọn hắn biết được, những thần ma này chính là trợ thủ của bọn họ thời điểm, những cường giả này, tất cả đều nhếch miệng cười liễu khởi tới. Phải biết, những thần ma này thực lực, thế nhưng là tương đương với thiên vương cấp cường giả, bây giờ một chút nhiều nhiều ngày như vậy vương cấp cường giả hỗ trợ, lần này tập kích thánh tộc thánh địa xác suất thành công, nhất định sẽ tăng lên rất nhiều. Tại mọi người phía trước một tòa cung điện bên trong, Diệp Trần hòa phòng thủ mộ lão nhân hai người, ở vào ở đây. Diệp Trần, ta mặc dù đã sớm đoán được, triều đình bên trong, khẳng định có nội ứng, nhưng mà ta lại không nghĩ rằng, tên nội gián này lại là Viên Thụy. Chờ lần này chém giết vạn giới thánh, ta nhất định hạ lệnh, đem triều đình bên trong võ giả tra rõ một lần, miễn cho về sau xuất hiện lần nữa Viên Thụy loại tồn tại này. Phòng thủ mộ lão nhân sắc mặt lạnh như băng nói. Nửa ngày trước, Diệp Trần hòa hắn nói ra hoài nghi Viên Thụy chính là dị tộc người thời điểm, phòng thủ mộ lão nhân còn có chút không tin. Bất quá xuất phát từ cẩn thận, hắn mới đáp ứng hòa Diệp Trần diễn như thế một tuồng kịch. Cuối cùng, thế mà chứng minh Viên Thụy thật là dị tộc người, kết quả như thế, đương nhiên nhường phòng thủ mộ lão nhân tương đương phẫn nộ. Lấy Viên Thụy thân phận, ngoại trừ việc quan hệ bổ thiên kế vạch nội dung, hắn không có tham gia bên ngoài, có liên quan Vũ Hoàng Vương Chiêu khắc tất cả trọng yếu quyết định, cơ hồ tất cả đều có Viên Thụy tham gia. Triều đình phía trước chế định qua mấy lần quyết sách trọng đại, cuối cùng thành quả, tất cả đều bất tận nhân ý. Hiện tại xem ra, sở dĩ sẽ xuất hiện kết quả như vậy, rất lớn nguyên nhân, cũng là bởi vì Viên Thụy quan hệ. Cho nên, cũng khó trách phòng thủ mộ lão nhân sẽ như vậy phẫn nộ, thậm chí nói ra, sau này muốn đem trong triều đình tất cả võ giả, tất cả đều tra rõ một lần. Không cần như thế, tiền bối, có thể trở thành trong triều đình nhân vật trọng yếu dị tộc, ngụy trang chắc chắn tương đương thành công, liền xem như tra rõ, cũng tra không ra cái gì, cho nên căn bản không có cần thiết này lãng phí thời gian. Diệp Trần đứng ở một bên, lắc lắc đầu đảo, hơn nữa, ta đã kiểm tra triều đình bên trong đại bộ phận nhân vật trọng yếu, trong đó cũng không giống Viên Thụy loại tồn tại này. Ngươi hôm nay cảm giác chi năng lực, đã đại đại vượt qua chúng ta, ngươi cảm ứng hẳn không sai. Phòng thủ mộ lão nhân gật đầu một cái, chợt thần sắc trịnh trọng nói, Diệp Trần, lần này tập kích thánh tộc thánh địa, ngươi thật sự có chắc chắn đem vạn giới thánh chém giết sao? Nếu chỉ là ta một người, đương nhiên không nắm chắc, bất quá cộng thêm tiền bối ba người hỗ trợ, chắc chắn có thể thành công, hơn nữa liền xem như không thành công, chúng ta cũng không thiệt hại cái gì. Diệp Trần cười nói, phòng thủ mộ lão nhân cũng nhếch miệng cười liễu khởi tới đảo, đúng vậy a, lần này Viên Thụy sự kiện, ngược lại cũng không hoàn toàn là chuyện xấu, ít nhất, mượn cơ hội này, hải tộc chính là cái kia lão gia hỏa, lại bị ngươi cho hù sợ, đã như thế, ngắn thì gian chi bên trong, đầu kia lão tổ long cùng với Beastai lão thú thần, chỉ sợ là không dám nhằm vào chúng ta vừa vặn mượn cơ hội này, đem Vũ Hoàng Vương Chiêu cảnh nội phản loạn triệt để thanh lý. Võ giả thế giới, thực lực mới là căn bản. Hôm nay tiềm long thế giới, nhìn như hỗn loạn vô cùng, nhưng nếu là xuất hiện một cỗ chấn áp tính chất lực lượng, loại hỗn loạn này, rất nhanh sẽ bị lắng lại. Cho nên, nếu như Diệp Trần bọn người, hôm nay chém giết vạn giới thánh, Beastai thú thần, hải tộc tổ long lão tổ, cũng tất nhiên sẽ bị chấn nhiếp, không có những thứ này nửa bộ thiên nhân cấp cường giả tại phía sau màn dở trò,
Vũ Hoàng Vương Chiêu cảnh nội hỗn loạn, chẳng mấy chốc sẽ lắng lại. Đến lúc đó, Vũ Hoàng Vương Chiêu liền có thể tập trung lực lượng, chấn áp trung vực cái kia phiến tử vong hải dương. Tiền bối, thời gian cũng không còn nhiều lắm, nên chúng ta thời khắc xuất phát. Diệp Trần quét mắt một mắt ngoại giới, trong miệng chậm rãi nói. Phòng thủ mộ lão nhân cũng bỗng nhiên đứng lên nói, không tệ, chúng ta xuất phát. Diệp Trần hòa phòng thủ mộ lão nhân, nhanh chân từ nơi này ngôi đại điện bên trong đi ra ngoài. Nam vực, một mảnh liên miên đại sơn bên trong, đứng vững vô số cao vút thánh trụ. Ở đây, chính là thánh tộc mới thánh địa. Tài vạn giới thánh trở về, hơn nữa dẫn dắt thánh tộc dòng chính, phản bội Vũ Hoàng Vương Chiêu sau đó, thánh tộc thực lực, chẳng những không có suy yếu, ngược lại tăng lên gấp bội liễu khởi tới. Thánh tộc thánh địa, bị vạn giới thánh trực tiếp di chuyển đến rồi Nam vực. Nguyên bản ở vào Nam vực cảnh nội vô số thế lực lớn nhỏ, trong đó chỉ ít có năm thành, bức bách tại vạn giới thánh áp lực, đầu hàng thánh tộc. Mượn nhờ loại thủ đoạn này, toàn bộ Nam vực, bây giờ một nửa trở lên diện tích, đã tất cả đều thuộc về thánh tộc tất cả. Hơn nữa, thánh tộc khuếch trương chi thế, vẫn còn lâu mới có được kết thúc. Dựa theo thánh tộc loại này khuếch trương, sớm muộn có một ngày, toàn bộ Nam vực đều sẽ bị thánh tộc thánh địa nuốt hết. Vạn thịnh suối, hèn hạ vô sỉ. Một cái vạn thịnh suối tính là gì, ta nhìn các ngươi hẳn là mắng là vạn giới thánh, nếu không phải là lời của hắn, chỉ cần một vạn thịnh suối tính là gì. Vậy dứt khoát mắng toàn bộ thánh tộc tính toán, nếu không phải thánh tộc lời nói, chúng ta há lại sẽ luân lạc tới loại tình trạng này. Dạng này mắng lời nói, chẳng phải là cả kia bên cạnh cái kia mấy vị thánh tộc lão huynh cũng mắng. Thánh tộc trong thánh địa, một mảnh mở rộng quảng trường, rậm rạp chẳng chịt một cây căn hình trụ, cao vút ở đây. Mỗi một căn hình trụ đỉnh, đều có một tôn cường giả thân ảnh, bị một mực gò bó ở đây. Những cường giả này, chính là có những năm này thánh tộc ra ngoài chinh chiến, đánh bại cường giả. Có nhưng là trong triều đình cường giả, càng có thánh tộc người, cũng bị trói buộc ở đây, chịu đủ dài vò. Những cường giả này thực lực bị phong cấm, toàn thân ngay cả động đậy một chút cũng không thể. Hơn nữa trên thân còn bị cắt đứt ra liễu nhất đạo đạo vết nứt, một cỗ tiên huyết, từ trên người bọn họ chảy xuôi xuống, theo sau lưng hình trụ, chảy vào trên mặt đất trong lõm. Thánh tộc bên trong, vốn là có tế tự thiên địa quen thuộc. Chỉ là, dĩ vãng thánh tộc tế tự, cũng là dùng dị tộc cường giả tinh huyết. Mà bây giờ, những này nhân tộc cường giả, lại bị trói buộc ở đây, trở thành lần tiếp theo tế tự sử dụng tế phẩm. Có tư cách bị trói ở chỗ này cường giả. Cơ hồ mỗi một cái thực lực cũng không tính là yếu, từ một phương cường giả, luân lạc tới tình trạng hôm nay, những cường giả này, đương nhiên tương đương không cam tâm, có không ít người, bị trói buộc ở đây sau đó, liền bắt đầu phá khẩu đại mắng. Mắng chửi đi, coi như các người mắng lớn tiếng đến đâu, cũng không có người có thể nghe được, đến rồi ta thánh tộc cúng tế một khắc này, còn không phải tất cả đều muốn chết. Không sai, ta lại khuyên các ngươi một câu, muốn sống, liền ngoan ngoãn chịu thua, hàng phục ta thánh tộc. Sau này còn có thể có một đầu sinh lộ. Những thứ này hình trụ phía dưới, mấy danh thánh tộc tử đệ, mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ, ngẩng đầu nhìn phía trên đám người, trong miệng mang theo cười chào phúng ý. Đối diện với mấy cái này Vu thánh tộc là địch người, bọn hắn đương nhiên không có cái gì lòng thương hại. Bất quá, khi bọn hắn ánh mắt đảo qua bên cạnh mấy căn hình trụ thời điểm, trong đôi mắt lại xuất hiện mấy phần lấp lóe chi ý, phảng phất không đành lòng nhìn cái này mấy căn hình trụ đồng dạng. Bọn hắn sở dĩ sẽ như thế, là bởi vì, cái này mấy căn hình trụ phía trên, trói buộc đồng dạng chính là thánh tộc người. Thánh thư trưởng lão bọn hắn, đối với chúng ta thánh tộc cũng coi như là cống hiến khá lớn, nhất là thánh thư trưởng lão, từ nhỏ lớn lên tại thánh tộc bên trong, bây giờ bởi vì một câu nói, tộc trưởng bọn hắn liền muốn xử tử thánh thư trưởng lão mấy người, tựa hồ có chút quá mức đem, bằng không chúng ta cùng đi tìm tộc trưởng, cho thánh thư trưởng lão cầu xin tha. Rất lâu, phía dưới một danh thánh tộc đệ tử, mới nhìn không được thấp giọng nói. Nhưng mà hảo ý của hắn, lại lập tức bị phản đối của những người khác. Ngươi muốn chết sao, thế mà dám can đảm xuất hiện ý nghĩ như vậy, thánh thư trưởng lão bọn hắn vì cái gì bị tộc trưởng trừng phạt, còn không phải bởi vì thánh thư trưởng lão bọn hắn phản đối chúng ta thánh tộc cùng thú tộc cùng với hải tộc những gì tộc này hợp tác, cho nên mới bị trừng phạt, hơn nữa loại này trừng phạt, vẫn là lão tổ tông trực tiếp hạ lệnh, ai dám phản đối. Những thứ này thánh tộc đệ tử trong miệng lão tổ tông, chính là chỉ vạn giới thánh. Mặc dù thực lực thấp, nhưng mà những thứ này phổ thông thánh tộc đệ tử cũng biết, hôm nay thánh tộc, mặc dù có vạn giới thánh như thế một tôn nửa bộ thiên nhân cấp cường giả,
nhưng mà chỉ dựa vào vạn giới thánh nhất người, căn bản ngăn không được triều đình đại quân. Bởi vậy, thánh tộc thánh địa nếu là muốn bình yên vô sự lời nói, nhất định phải cùng thú tộc cùng với hải tộc hợp tác. Mặc dù thánh tộc bên trong phần lớn người, cũng không muốn cùng những dị tộc này hợp tác. Nhưng mà vì sinh tồn, bọn hắn nhưng lại không thể không như thế. Ông, những thứ này thánh tộc đệ tử, đang nhỏ giọng lẩm bẩm, đột nhiên, bọn hắn mắt tối sầm lại, đột ngột hôn mê đi. Ở bên cạnh họ, Diệp Trần thân ảnh, chậm rãi hiện ra. Ngẩng đầu nhìn phía trên bị chói chói đám người, Diệp Trần ánh mắt, rất nhanh liền tập trung ở kỳ trung nhất trên thân người. Thánh thư trưởng lão, cái này vị thánh tộc trưởng lão, đã từng thế nhưng là cố ý chiếu cố qua Diệp Trần rất nhiều. Vì liễu Diệp Trần, thánh thư trưởng lão trước đây thậm chí không tiếp trực tiếp đuổi tới tiên tổ mộ viên bên trong, sau đó càng là bồi tiếp Diệp Trần, tại huyết nguyệt cảnh nội sông sáo một phen. Ở vào hình trụ trên đám người, cũng đã sớm phát hiện bên dưới dị thường. Phần lớn người, tất cả đều sắc mặt kinh ngạc nhìn về phía đột ngột xuất hiện Diệp Trần. Hôm nay thánh tộc thánh địa, tuy không thể xưng là tiềm long thế giới chỗ nguy hiểm nhất, thế nhưng là cũng tuyệt đối có thể xưng đầm rồng hang hổ. Có vạn giới thánh như thế một tôn nửa bộ thiên nhân cấp cường giả tọa chấn, liền xem như lại đến một tôn nửa bộ thiên nhân cấp cường giả, chỉ sợ cũng không chiếm được lợi ích. Mà giờ khắc này, lại có người lặng yên không tiếng động đi tới nơi này. Tiểu tử, ngươi là đến tìm cái chết sao, thừa dịp không có người phát hiện ngươi, ngươi vẫn là nhanh chóng rời đi à. Chớ đi, mau đưa đại gia cứu được, đại gia thế nhưng là Mê La Tông tông chủ, thực lực cũng đạt tới cự đầu cấp, chờ ta hồi phục tự do, chắc chắn sẽ không bạc đãi ngươi. Ở vào hình trụ trên đám người, đối mặt với Diệp Trần, không ngừng kêu la liễu khởi tới. Bản tính thiện lương người, đang tại thuyết phục Diệp Trần mau chóng rời đi. Mà những tính cách kia hung ác, làm người ích kỷ người, tự nhiên miệng đầy hứa hẹn, muốn Diệp Trần đem bọn hắn nhanh chóng cứu được. Diệp Trần, tứ chu chúng nhân phản ứng như thế, đương nhiên cũng đã kinh động đến bị chói chói tại một căn hình trụ trên thánh thư trưởng lão bọn người. Những người khác thì cũng thôi đi, phần lớn không biết Diệp Trần, ngược lại là thánh thư trưởng lão, một mắt liền nhận ra liễu Diệp Trần thân phận. Trước đây, hắn tự mình đi gặp qua Diệp Trần nhất lần, những năm này cũng không thiếu chú ý Diệp Trần. Thậm chí, liền Diệp Trần đã đạt đến thần đạo cực cảnh sự tình, cùng với về sau Diệp Trần bị tử khí đánh trúng, sắp gặp tử vong sự tình, hắn cũng tất cả đều biết được, trong lòng đã từng vì Diệp Trần tiếc hận rất lâu. Lại không nghĩ rằng, Diệp Trần chẳng những không có tử vong, ngược lại xuất hiện ở đây. Thánh thư trưởng lão, đã lâu không gặp, Diệp Trần nhìn xem thánh thư trưởng lão, nhếch miệng cười liễu khởi tới. Thánh thư trưởng lão nhưng là mặt mũi tràn đầy vội vàng, thúc giục nói, Diệp Trần, ngươi đi nhanh một chút a. Hôm nay thánh tộc, đã không phải là năm đó thánh tộc, đừng nói là ngươi, liền xem như triều đình đại quân đến đây, cũng không làm gì được thánh tộc. Ta trước đem trưởng lão cứu được lại nói, Diệp Trần lắc lắc đầu đảo. Vung tay lên, thánh thư trưởng lão chỗ ở cái kia căn hình trụ, lập tức bắt đầu héo rút liễu khởi tới. Chỉ một lát sau, cái này căn hình trụ đã thu nhỏ đến chỉ có một người cao, thánh thư trưởng lão cũng đứng yên trên mặt đất. Trên mặt đã bắt đầu lộ ra kinh ngạc thần sắc thánh thư trưởng lão, thân thể run lên, một cỗ lực lượng xuất hiện ở trong cơ thể hắn, đem hắn giam cầm trong cơ thể, tất cả đều tách ra. Diệp Trần, ngươi như thế nào? Thánh thư trưởng lão sắc mặt hồ nghi nhìn hướng Diệp Trần. Trong cơ thể hắn cấm chế, thế nhưng là một tôn cự đầu cấp cường giả tự mình phong cấm, mà Diệp Trần nhìn qua, cũng chính là một danh thần đạo vũ giả mà thôi. Thần đạo vũ giả cường thịnh trở lại, cũng tuyệt đối không có khả năng mạnh hơn một tôn cự đầu cấp cường giả. Liền xem như khi xưa cổ quân lâm, cũng không có đánh vỡ loại này thiết tắc. Đương nhiên, lĩnh ngộ liễu trung cố hết sức lượng Diệp Trần, kỳ thực đã không thể xem như thần đạo vũ giả, bởi vì hắn lực lượng trong cơ thể, đã toàn bộ chuyển hóa thành liễu trung cố hết sức lượng. Có người tới, cứu thánh thư trưởng lão, Diệp Trần hơi biến sắc mặt, quay người hướng về thân hậu nhất chỗ nhìn lại. Trong bóng tối, hơn 10 đạo thân ảnh, chậm rãi nổi lên. Quyền vạn tuổi, hỏng bét, lại là hắn, Diệp Trần ngươi đi mau. Thánh thư trưởng lão nhìn người tới, lập tức thần sắc kinh hãi nói. Ngược lại là Diệp Trần, nghe được quyền vạn tuổi ba chữ, trên mặt lập tức nổi lên hiếu kỳ thần sắc. Thánh tộc đệ nhất thiên tài quyền vạn tuổi, cái tên này Diệp Trần thế nhưng là nghe nói qua không biết bao nhiêu lần. Thậm chí liền thánh thư trưởng lão bản thân, cũng từng tương Diệp Trần liệt vào thánh tộc thứ hai thiên tài, mà đệ nhất thiên tài chính là quyền vạn tuổi. Hôm nay Diệp Trần,
tự nhiên không quan tâm cái gì đệ nhất thiên tài vẫn là thứ hai thiên tài. Hắn chỉ là thuần túy hiếu kỳ, cái này vị thánh tộc đệ nhất thiên tài, rốt cuộc là nhân vật bậc nào. Cái kia hơn 10 đạo thân ảnh, rất nhanh xuất hiện tại Diệp Trần trước mặt. Mười mấy người bên trong, phía trước nhất một người, chính là một mặt sắc lạnh lùng, dáng dấp mặc dù không tính toán quá đẹp trai, thế nhưng là góc cạnh rõ ràng, cho nhân nhất loại mãnh liệt cảm giác áp bách nam nhân. Mà người đàn ông thực lực, thình lình đã đạt đến cự đầu cấp, hơn nữa nhìn khí tức, thực lực của hắn, liền xem như tại cự đầu cấp trong cường giả, cũng coi như là tương đương tồn tại cường hãn. Quyền Vạn Tuổi vốn là thánh tộc đệ nhất thiên tài, vạn giới thánh lão tổ trở về sau đó, đem hắn thu làm đệ tử nhập thất, cho nên Quyền Vạn Tuổi ở nơi này trong vòng 10 năm, tiến bộ cực lớn, không những đã bước vào cự đầu cấp, thậm chí còn tự tay chém giết qua rất nhiều cự đầu cấp cường giả. Thánh thư trưởng lão đứng tại Diệp Trần bên cạnh, cười khổ vì Diệp Trần giải thích nói. Hắn thấy, Quyền Vạn chi tiêu hàng năm hiện, hắn hòa Diệp Trần hai người, xem như triệt để không có sinh lộ. Lớn mật, thế mà dám can đảm lẻn vào ta thánh tộc bên trong. Quyền Vạn Tuổi dẫn người xuất hiện tại Diệp Trần trước mặt, đối xử lạnh nhạt quét mắt bốn phía một mắt, lập tức đoán được chuyện gì xảy ra, ánh mắt lạnh lùng, trực tiếp rơi vào liễu Diệp Trần trên thân. Hắn là Diệp Trần, chủ nhân, nhất định muốn cẩn thận người này. Diệp Trần chưa mở miệng, Quyền Vạn Tuổi bên cạnh, một xanh hắc bào người, liền tràn đầy bi phẫn nói. Nghe được cái này âm thanh, Diệp Trần có chút bất ngờ nhìn về phía hắc bào nhân này, ánh mắt xuyên thấu qua trên người đối phương áo bào đen, lập tức thấy được bộ dáng của đối phương. Vũ Xuân Thu, ngươi lại ở chỗ này, Diệp Trần sắc mặt ngạc nhiên nói. Đi theo Quyền Vạn Tuổi sau lưng người này, bỗng nhiên chính là ban đầu ở tiên tổ trong mộ viên, hòa Diệp Trần đánh một trận Vũ Xuân Thu. Trước đây Diệp Trần mặc dù chém giết Vũ Xuân Thu, thế nhưng lại cảm ứng được, Vũ Xuân Thu cũng không triệt để chết đi, không nghĩ tới, hôm nay hắn thế mà xuất hiện ở đây. Diệp Trần, đem ta Vạn Long Thần Đỉnh trả lại, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Trần, Vũ Xuân Thu trong đôi mắt, để lộ ra vô tận phẫn nộ. Trước đây, chính là nhân vi Diệp Trần, hắn thật vất vả luyện thành âm dương thần thể, bị Diệp Trần triệt để phá hủy, liên đới Vũ Xuân Thu nhiều năm góp nhặt bảo vật, cũng tất cả đều mất đi. Mặc dù về sau, hắn mượn nhờ Cản Thi nhất tộc bí thuật, lần nữa trùng sinh, thế nhưng là cũng lại không có trước kia kỳ ngộ, cuối cùng càng là trở thành Quyền Vạn Tuổi thủ hạ chính là một tôn khôi lỗi. Loại kết cục này, có thể nói tất cả đều là bởi vì vi Diệp Trần, cho nên Vũ Xuân Thu đối với Diệp Trần, tự nhiên tràn đầy oán hận, hận không thể lập tức tương Diệp Trần chém thành muôn mảnh. Bất quá so sánh giết chết Diệp Trần, Vũ Xuân Thu càng muốn làm hơn, là đem trước đây bị Diệp Trần cướp đi Vạn Long Thần Đỉnh cướp về. Vạn Long Thần Đỉnh chính là Cản Thi nhất tộc trọng bảo, nếu là có thể cướp đoạt trở về, Vũ Xuân Thu thậm chí có thể hồi phục những ngày qua thân thể. Hắn chính là Diệp Trần. Quyền Vạn Tuổi nhìn chằm chằm Diệp Trần, lông mày gắt gao nhăn lại, trên mặt lộ ra một cỗ sát khí đạo, người này cũng là xuất thân thánh tộc, không tưởng nhớ thánh tộc truyền thừa tri ân, lại cùng triều đình bên kia đánh lửa nóng, hôm nay tuyệt đối không thể nhường người này còn sống rời đi ở đây. Quyền Vạn Tuổi bên người mười mấy danh vũ giả, lặng yên không một tiếng động ở giữa, đã vây ở bốn phía. Diệp Trần, ngươi nhanh lên nghĩ biện pháp rời đi, ta tận lực giúp ngươi dây dưa một ít thời gian. Thánh thư trưởng lão nhìn xem một màn này, sắc mặt xanh xám, lặng yên hướng về phía Diệp Trần truyền âm nói. Diệp Trần đưa tay tại thánh thư trưởng lão trên bờ vai vỗ một cái, cười nói, không sao, thánh thư trưởng lão, ngươi không cần khẩn trương như vậy, ta cũng là chợt gặp được Vũ Xuân Thu, cho nên hơi kinh ngạc mà thôi, những người trước mắt này, còn không làm gì được chúng ta. Khẩu khí thật lớn, Diệp Trần, ngươi nghĩ rằng chúng ta không biết tình trạng của ngươi sao, 10 năm trước hoàn thành một trận chiến, ngươi bị tử khí ăn mòn, có thể sống đến bây giờ, đoán chừng cũng là vận khí thật tốt, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, ngươi còn có cái gì bản sự. Vũ Xuân Thu hừ lạnh một tiếng, phất tay triệu hoán ra một tôn chiến thi, khống chế tôn này chiến thi, hướng về Diệp Trần giết tới đây. Thánh thư trưởng lão hơi biến sắc mặt, đang muốn ra tay, lại không nghĩ, đứng bên cạnh hắn Diệp Trần, đột ngột duỗi ra ngón tay, hướng về phía Vũ Xuân Thu chỗ xa xa một điểm. Vũ Xuân Thu cùng hắn khống chế tôn này chiến thi, thân thể run lên, lập tức dừng lại ngay tại chỗ. Sau một khắc, Vũ Xuân Thu thân thể, phịch một tiếng, hóa thành liễu nhất chồng cho tàn tiêu thất. Như thế nhất tôn thần đạo võ giả, thế mà cứ như vậy quỷ dị trực tiếp chết đi. Tình cảnh như vậy, nhưng tứ chu chúng nhân, tất cả đều sợ hết hồn. Liền Quyền Vạn Tuổi, sắc mặt cũng trở nên ngưng trọng vô cùng. Quả nhiên có chút bản sự,
khó trách dám can đảm tự tiện xông vào ta thánh tộc thánh địa, bất quá hôm nay, ngươi hẳn phải chết. Quyền vạn tuổi sắc mặt băng lãnh, quát lạnh một tiếng, liền muốn trực tiếp ra tay. Lại không nghĩ, nguyên bản cùng hắn đối mặt Diệp Trần, bây giờ lại đột nhiên giống như phát hiện cái gì nhiều hứng thú đồ vật đồng dạng, ánh mắt liền nhìn cũng không nhìn hắn một mắt, ngược lại nhìn về phía hướng trên đỉnh đầu một chỗ. Quyền vạn tuổi thân là thánh tộc đệ nhất thiên tài, bây giờ càng là một tôn cự đầu cấp cường giả, lúc nào bị người dạng này coi nhẹ qua, cho nên lập tức giận tím mặt, toàn thân pháp tắc chi lực ngưng kết, ầm vang hướng về Diệp Trần đánh tới. Đối mặt quyền vạn tuổi công kích, Diệp Trần lại tựa hồ như phảng phất giống như bất giác, một mực chờ đến quyền vạn chi tiêu hàng năm hiện tại hắn bên cạnh, hắn mới tùy ý vung tay lên, đảo cút xa một chút cho ta. Ầm ầm, làm cho tất cả mọi người mắt kinh ngây mồm một màn xuất hiện. Cự đầu cấp cường giả quyền vạn tuổi, tại Diệp Trần trước mặt, thậm chí ngay cả sức hoàn thủ cũng không có, bị Diệp Trần tiện tay vung lên, trực tiếp đánh bay ra ngoài. Bất quá hắn thân ảnh vừa bay đến giữa không trung, một cái sắc mặt lạnh lùng trung niên nam tử thân ảnh, liền đột ngột xuất hiện, đem quyền vạn tuổi cứu phía dưới. Quyền vạn tuổi mặt mũi tràn đầy đỏ bừng, quát lớn một tiếng, đang muốn đối với Diệp Trần tiếp tục ra tay. Nhưng mà, cứu quyền vạn tuổi người kia, lại trực tiếp phất tay, ngăn trở quyền vạn tuổi bước kế tiếp cử động. Đi, các ngươi đều lui xuống trước đi, người này không phải là các ngươi có thể đối phó. Người tới nhàn nhạt một câu nói, quyền vạn tuổi lại ngay cả phản bác một câu cũng không dám, lập tức thối lui đến tại chỗ rất xa, xa xa ngắm nhìn bên này. Bởi vì giờ khắc này xuất hiện người này, chính là bây giờ thánh tộc bên trong, không nghi ngờ chút nào đệ nhất nhân vạn giới thánh. Vạn giới thánh đứng lơ lửng trên không, sắc mặt nghiêm trọng, nhìn chằm chằm phía dưới Diệp Trần. Diệp Trần giá đồng dạng ngẩng đầu, cùng vạn giới thánh rằng co cùng một chỗ. Bốn phía, thánh thư trưởng lão cùng với những cái kia bị trói tại hình trụ trên vô số cường giả, bây giờ tất cả đều đã toàn thân run rẩy, lòng tràn đầy sợ hãi. Thực lực của bọn hắn, có lẽ cũng coi như là cường giả, nhưng mà tại vạn giới thánh tôn này nửa bộ thiên nhân trước mặt, nhưng căn bản không tính là gì. Nhất là thánh thư trưởng lão loại này thần đạo vũ giả, tại vạn giới thánh trước mặt, thậm chí ngay cả đứng vững dũng khí cũng không có. Diệp Trần, thánh thư trưởng lão âm thanh run rẩy, muốn nói điều gì, lại chỉ kêu một tiếng Diệp Trần tên, liền cũng lại nói không ra lời. Diệp Trần nhếch nhếch miệng, bắt lấy thánh thư mở ra, trực tiếp đem thánh thư trưởng lão thu vào phù đồ cổ tháp nội bộ tiểu trong thế giới. Không có thánh thư trưởng lão ở một bên, Diệp Trần thân ảnh lăng không dựng lên, đứng ở vạn giới thánh trước mặt. Hắn lại có lòng can đảm cùng ta sư tôn đứng chung một chỗ. Nơi xa, quyền vạn tuổi nhìn xem một màn này, trong đôi mắt đã sớm lộ ra mấy phần thần sắc khiếp sợ. Phía dưới hình trụ lên vô số cường giả, cũng tất cả đều biến mắt kinh ngây mồm, căn bản không dám tin tưởng, bây giờ tùy ý xuất hiện tiểu tử này, thế mà cũng là một tôn nửa bộ thiên nhân cấp cường giả. Vạn giới thánh sắc mặt băng lãnh, ánh mắt dừng lại tại Diệp Trần trên thân, trên dưới quét mắt mấy lần, hắn mới lạnh lùng mở miệng nói, không nghĩ tới, Vũ Hoàng Vương Chiêu bên trong, thế mà lại xuất hiện người thứ hai cổ quân lâm, chắc hẳn đây chính là triều đình can đảm dám đối với ta xuất thủ sức mạnh chỗ. Vạn giới thánh thế mà cảm ứng được triều đình tại ngoại giới bố trí, điểm ấy ngược lại là cũng không kỳ quái, hắn dù sao cũng là một tôn nửa bộ thiên nhân cấp cường giả, Diệp Trần bọn người ở tại thánh tộc thánh địa chi bên ngoài, bố trí lâu như vậy, nếu là vạn giới thánh nhất điểm không có phát giác, đó mới cổ quái. Cho nên, nghe được vạn giới thánh sở nói, Diệp Trần thần sắc không thay đổi, khóe miệng lộ ra mấy phần nụ cười lạnh nhạt đạo, không nghĩ tới các hạ đã cảm ứng được những thứ này, đã như vậy, vậy chúng ta bây giờ tựa hồ không có gì có thể nói. Vạn giới thánh hừ lạnh nói, Diệp Trần, ngươi cũng tu hành qua nguyên thần thập nhị cuốn, xem như ta thánh tộc hậu nhân, vì cái gì không trọng quy thánh tộc, ngược lại giúp đỡ triều đình đối phó ta thánh tộc, cử động lần này đơn giản thẹn với ngươi sở học thánh tộc tuyệt học. Diệp Trần ngữ khí cũng dần dần băng lãnh xuống đạo, thánh tộc tuyệt học đối ta xác thực trợ giúp cực lớn, nhưng mà truyền thụ cho ta thánh tộc tuyệt học sư tôn Tần Thích Thiên, muốn thấy được, tuyệt đối không phải hôm nay thánh tộc. Tần Thích Thiên mặc dù là thánh tộc quân vương, nhưng mà hắn lại cùng Đoạn Phi Bạch, Mộ Dung Tiên bọn người, quan hệ vô cùng tốt. Có thể cùng Mộ Dung Tiên Đoạn Phi Bạch chờ Vũ Hoàng Vương Chiêu kiên định người ủng hộ trở thành hảo hữu, có thể thấy được trước kia, Tần Thích Thiên đồng dạng cũng là tương đương ủng hộ Vũ Hoàng Vương Chiêu. Mà bây giờ vạn giới thánh lãnh đạo thánh tộc, nhưng là muốn thoát ly Vũ Hoàng Vương Chiêu, vì thế thậm chí không tiếc cùng dị tộc hợp tác. Chỉ là điểm ấy, liền đại đại vi phạm với thánh tộc rất nhiều đám tiền bối tâm ý. Dù sao,
liền xem như Vũ Hoàng Vương Chiêu cùng thánh tộc tranh đấu lợi hại hơn nữa, cũng là đồng tộc ở giữa tranh đấu, lẫn nhau tương chi gian, ra tay Metropolis có chừng mực. Tỷ như nói lần này, dù là Vũ Hoàng Vương Chiêu đã có diệt vong thánh tộc chi lực, thế nhưng là cũng sẽ không làm như vậy, nhiều lắm là chỉ có thể đem thánh tộc bên trong ngoan cố phần tử thanh lý. Còn nếu là hải tộc hoặc thú tộc cường đại lên, bọn hắn đối nhân tộc, cũng sẽ không có nửa phần lưu tình. Bởi vậy, chỉ là vạn giới thánh dẫn dắt thánh tộc, hòa hải tộc cùng với thú tộc hợp tác chuyện này, liền để người vô pháp tiếp nhận. Xem ra ngươi quyết tâm đã định, đối với ta thánh tộc đã không có gì cảm tình, đã như vậy, vậy ta liền không còn nói nhảm, Diệp Trần, ngươi dẫn dắt triều đình đại quân tới đây, hơn nữa bố trí nguyên trận, đem ta thánh tộc thánh địa bao phủ, chẳng lẽ là cho là, dựa vào ngươi như thế một tôn chưa trở thành chân chính thiên nhân tồn tại, liền có thể đem ta đánh giết. Nhìn chằm chằm Diệp Trần, vạn giới thánh cười lạnh liễu khởi tới. Nghe được vạn giới thánh mà nói, Diệp Trần chân mày hơi nhíu lại. Lấy vạn giới thánh cảm giác chi năng lực, nghĩ đến cũng đã có thể cảm ứng được, thời khắc này thánh tộc thánh địa bốn phía, đến cùng xuất hiện bao nhiêu triều đình cao thủ. Không nói những cái khác, chỉ là phòng thủ mộ lão nhân chờ nhân tam vị nửa bộ thiên nhân cấp cường giả, liền tuyệt không phải vạn giới thánh nhất người có thể đối phó. Lại thêm Diệp Trần như thế một tôn lĩnh mộ liễu trung cố hết sức lượng tồn tại, hôm nay triều đình có cực lớn có thể đem vạn giới thánh triệt để chấn áp, thậm chí đánh giết. Nhưng mà dù cho như thế, vạn giới thánh lại vẫn có thể sắc mặt bình tĩnh, tựa hồ đối với những thứ này cũng không lo nghĩ đồng dạng. Chẳng lẽ đến rồi bây giờ, trong tay hắn còn có cái gì át chủ bài? Nhìn chằm chằm vạn giới thánh, Diệp Trần tâm trung thầm hô một tiếng. Tựa hồ đoán ra liễu Diệp Trần trong lòng hồ nghi, vạn giới thánh ngửa đầu cười to một tiếng nói, Diệp Trần, ngươi cũng đã biết, trước kia vì cái gì ta thua với liễu cổ quân lâm, hắn lại không có giết ta, ngược lại tùy ý ta rời đi, đó là bởi vì, hắn căn bản giết không được ta, ngươi bây giờ mặc dù lĩnh ngộ chân chính thiên nhân sức mạnh, thế nhưng là liền trước kia cổ quân lâm cảnh giới đều chưa đạt đến, liền dám một thân một mình lẻn vào thánh tộc thánh địa, cũng đừng trách ta giết ngươi nơi này. Theo vạn giới thánh cười to, cao vút tại thánh tộc thánh địa chi nội vô số cây cây cột, đột ngột lấp lóe liễu khởi tới. Mỗi lần lấp lóe, những cây cột này phía trên, đều sẽ hiện ra một cái đồ đằng bộ dáng đường vân. Diệp Trần tùy thời quét mắt một mắt, liền tại tứ chu cái này rất nhiều trên cây cột, thấy được bao quát man nghiêu, thiên mã các loại rất nhiều đồ đằng đường vân. Đồng thời, bốn phía ông một tiếng, toàn bộ thánh tộc thánh địa, phảng phất đột ngột bị một tầng lực lượng đáng sợ bao phủ. Cỗ này lực lượng đáng sợ xuất hiện, liền giấu ở một bên, chuẩn bị tùy thời xuất thủ phòng thủ mộ lão nhân bọn người, cũng bị kinh động, nhìn không được hiện ra thân ảnh, đánh giá trước mặt bao phủ lại thánh tộc thánh địa cỗ này lực lượng đáng sợ. Càng là dò xét, phòng thủ mộ lão nhân bọn người trong lòng, thì càng chấn kinh. Bởi vì, này cỗ lực lượng, thế mà không kém gì trước kia thủ hộ hoàng thành thiên nhân chi trận. Phải biết, thủ hộ hoàng thành tòa kia thiên nhân chi trận, chính là cổ quân lâm tự tay sáng tạo, hơn nữa còn cần rất nhiều cự đầu cấp cường giả sức mạnh hội tụ, mới có thể phát huy ra lớn như vậy uy lực. Mà bây giờ, thánh tộc thánh địa bốn phía bao phủ cỗ lực lượng này, xuất hiện đột ngột không nói, hết lần này tới lần khác còn cường đại như vậy. Không đợi, nếu là xuất hiện ngoài ý muốn gì nhưng là không xong, ta xuất thủ trước, đánh vỡ tầng này phòng ngự, tiếp đó chúng ta đồng loạt ra tay, giết vào thánh tộc thánh địa chi nội. Phòng thủ mộ lão nhân quyết định thật nhanh, cảm thấy không ổn, hướng về phía bên cạnh đám người hạ lệnh. Đồng thời, thân ảnh nhoáng một cái, phòng thủ mộ lão nhân xuất hiện ở thánh tộc trên thánh địa phương, lăng không một trưởng, hướng về phía dưới thánh tộc thánh địa bắt tới. Một mảnh tạp nhạp không gian loạn lưu, giống như từng thanh lưỡi dao, tại thánh tộc trên thánh địa phương xuất hiện. Theo một mảnh âm vang thanh âm, phòng thủ mộ lão nhân đánh ra không gian loạn lưu, vậy mà không có thể phá vỡ thánh tộc thánh địa bốn phía một tầng phòng ngự. Phòng thủ mộ lão nhân bọn người, thấy vậy càng là sắc mặt đại biến. Bọn hắn lần này đến đây tập kích vạn giới thánh, vốn cho rằng đã nắm chắc thắng lợi trong tay, bọn hắn ba vị nửa bộ thiên nhân cấp cường giả, lại thêm thượng nhất cái lĩnh mộ liễu trung cố hết sức lượng Diệp Trần, vây công vạn giới thánh nhất người, tuyệt đối là dư xài. Cho nên, Diệp Trần phía trước một thân một mình tiến đến giải cứu thánh thư trưởng lão thời điểm, phòng thủ mộ lão nhân bọn người, cũng không ngăn cản Diệp Trần. Mà giờ khắc này, thánh tộc thánh địa chi nội phát sinh biến cố, lại làm cho phòng thủ mộ lão nhân bọn người, trong lòng sinh ra một loại cảm giác bất an. Hiện tại Diệp Trần thế nhưng là người trọng yếu nhất, đơn thuần luận tầm quan trọng mà nói, liền xem như thánh thư trưởng lão bọn người, cũng kém xa Diệp Trần.
Mọi người cùng nhau ra tay, mau chóng đánh vào bên trong. Sắc mặt xanh mét phòng thủ mộ lão nhân, lập tức hạ lệnh. Binh tổ bọn người, cùng một chỗ liên thủ, bắt đầu công kích đến phương thánh tộc thánh địa. Nhưng mà, để bọn hắn tâm tình trọng là, ba vị nửa bộ thiên nhân cấp cường giả liên thủ, lại thêm rất nhiều thiên vương cấp cường giả, vậy mà cũng không thể đánh vỡ phía dưới tầng này phòng ngự. Chỉ là loại phòng ngự này cường độ, liền vượt xa liễu thiên nhân chi trận. Vạn giới thánh thủ bên trong, lại còn có lá bài tẩy như vậy, lần này là chúng ta khinh thường, chỉ mong Diệp Trần có thể chống đỡ. Phòng thủ mộ lão nhân trong lòng thầm thở dài một tiếng, chỉ có thể toàn lực công kích tới trước mặt tầng này phòng ngự, muốn mau chóng đem đánh vỡ. Thánh tộc thánh địa chi nội, Diệp Trần hòa vạn giới thánh vẫn như cũ rằng co cùng một chỗ. Bất quá bây giờ, hai người đỉnh đầu, sắc trời đã hoàn toàn tối xuống. Đây chính là ngươi lá bài tẩy cuối cùng. Diệp Trần quét mắt bốn phía, tự nhiên cũng đã nhìn thấy, bị ngăn tại phía ngoài phòng thủ mộ lão nhân bọn người. Toàn bộ tiềm long thế giới, có thể một chút ngăn trở ba vị nửa bộ thiên nhân cấp cao thủ tập kích tồn tại, cơ hồ đã chẳng khác gì là thiên nhân cấp cường giả. Liền xem như Vũ Hoàng Vương Chiêu, cũng chưa từng như vậy thủ đoạn, nhưng mà vạn giới thánh thủ bên trong lại có, cái này tự nhiên nhượng Diệp Trần có chút thổn thức. Hơn nữa, từ vạn giới thánh thi triển những thủ đoạn này bên trong, Diệp Trần vậy mà cảm thấy một loại cảm giác quen thuộc. Diệp Trần, ngươi nên cũng cảm thấy, chiêu này cấm thư, chính là ta thánh tộc tuyệt học nguyên thần thập nhị cuốn cấm chiêu. Vạn giới thánh lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Trần, trong đôi mắt mang theo vài phần dữ tợn nói, nguyên thần thập nhị cuốn, chính là ta thánh tộc tiên tổ lấy được một môn tuyệt thế võ học, dựa vào môn võ học này, thậm chí có thể trực tiếp tu luyện thành thiên nhân, chỉ là điểm ấy, nguyên thần thập nhị cuốn liền có thể xưng là tiềm long thế giới đệ nhất võ học. Ta mặc dù không có thể mượn nhờ nguyên thần thập nhị cuốn tu luyện tới thiên nhân cảnh giới, nhưng mà thực lực của ta, nhưng cũng vượt xa vậy nửa bộ thiên nhân cấp cường giả, cho nên ngươi hôm nay, chắc chắn phải chết. Theo vạn giới thánh thanh âm, Diệp Trần bốn phía lần nữa phát sinh biến hóa, từ những cái kia đồ đằng chi trụ thượng nổi lên hư ảnh, từng cái lấp lóe mà ra, đã biến thành gầm thét thần thú. Những thần thú này, mỗi một đầu đều khí tức cường đại, tại Diệp Trần bên cạnh không ngừng bay lượn. Mỗi lần bay vút qua, Diệp Trần chỗ ở không gian, đều sẽ phát sinh một lần biến hóa, biến càng ngày càng ngưng kết. Nếu nói Diệp Trần nguyên bản chỗ ở không gian, chính là một đoàn khí thể mà nói, cái kia bây giờ mảnh không gian này, đang tại dần dần hướng về thể rắn chuyển biến, dù cho là Diệp Trần, ở trong đó hành động cũng trở nên khó khăn rất nhiều. Trực tiếp tu luyện thành là thiên nhân võ học, đơn giản nực cười. Diệp Trần cau mày, đứng tại trên không, tâm trung lãnh hừ một tiếng. Chỉ có giống như là hắn dạng này, lĩnh ngộ liễu trung cố hết sức lượng tồn tại, mới hiểu, trên đời này, căn bản không có khả năng có cái gì võ học, có thể để người ta trực tiếp tu luyện tới thiên nhân cấp. Có lẽ, cái này nguyên thần thập nhị cuốn cùng vạn cổ thần tùy trải qua một dạng, cũng có thể nhường võ giả đến gần vô hạn sức mạnh cuối cùng. Thế nhưng là vĩnh viễn không thể nhường võ giả trực tiếp sắp hết cố hết sức lượng tu luyện thành công. Bất quá, Diệp Trần mặc dù tin tưởng điểm ấy, đối với vạn giới thánh sở nói, cũng tương đương khinh thường, thế nhưng là vạn giới thánh bây giờ cho thấy thực lực, nhưng cũng nhượng Diệp Trần trong lòng có chút chấn kinh. Vạn giới thánh mặc dù không hiểu rõ nguyên thần thập nhị cuốn chân chính bản chất, thế nhưng là thực lực của hắn, lại chính như hắn nói tới, đã vượt qua phổ thông nửa bộ thiên nhân cấp cường giả. Lạc tiền bối, Diệp Trần cau mày đứng tại chỗ, âm thầm cũng đã bắt đầu liên hệ Lạc Thiên Quân. Lạc Thiên Quân kiến thức rộng rãi, nhìn trời người dài, cũng vượt xa Diệp Trần, cho nên đối mặt giờ phút này loại tình huống, Diệp Trần tự nhiên muốn trước tiên hỏi thăm một chút Lạc Thiên Quân, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Đến nỗi như thế nào từ nơi này thoát thân, điểm ấy Diệp Trần ngược lại là cũng không thèm để ý. Vạn giới thánh mặc dù biểu hiện hung hãn như vậy, nhưng mà hắn nhưng lại không chân chính lĩnh ngộ sức mạnh cuối cùng, cho nên căn bản vốn không biết sức mạnh cuối cùng đáng sợ. Quả thật, Diệp Trần bây giờ có lẽ không phải là đối thủ của hắn, nhưng nếu là Diệp Trần muốn rời khỏi nơi này, tuyệt đối là dễ như trở bàn tay. A, Diệp Trần, ngươi đây là đang địa phương nào, chẳng lẽ đã đến Liễu Thiên Nhân Đại Lục? Lạc Thiên Quân vừa mới tỉnh lại, cảm ứng bốn phía một cái tình trạng, lập tức kinh ngạc nói. Không có, ta còn tại Tiềm Long Thế Giới, dưới mắt kêu gọi tiền bối, chính là muốn nhường tiền bối hỗ trợ xem, bây giờ ta bốn phía những vật này, rốt cuộc là thứ đồ gì? Diệp Trần nhếch nhếch miệng đảo. Lạc Thiên Quân dừng lại phút chốc, mấy lần nữa mở miệng nói, Diệp Trần, không nghĩ tới ngươi tại Tiềm Long Thế Giới, liền có thể đụng tới dạng này đại cơ duyên, ngươi bốn phía những vật này, gọi là trước tiên thiên chân linh,
cũng coi như là một loại thiên nhân cấp vật liệu luyện khí, có thể giúp ngươi luyện chế thiên nhân quyền trượng, ngươi có thể muôn ngàn lần không thể buông tha. Cái gì, có thể giúp ta luyện chế thiên nhân quyền trượng? Diệp Trần hai mắt tỏa sáng đảo. Cái gọi là thiên nhân quyền trượng, chính là thiên nhân đủ khả năng sử dụng thần binh. Thiên nhân cùng đồng dạng võ giả khác biệt, vậy võ giả, bởi vì tu luyện võ học khác biệt, cho nên cần luyện chế thần khí, cũng không giống nhau. Giống như là Diệp Trần, phía trước bởi vì tu luyện kiếm đạo, cho nên nhất là thường xài thần khí, chính là quân vương thánh kiếm. Nhưng mà trở thành thiên nhân chi phía sau, liền cùng đồng dạng võ giả bất đồng thật lớn. Thiên nhân sức mạnh trên người, chỉ có sức mạnh cuối cùng như thế một loại, cho nên trong tay thần binh, cũng chỉ có một cái tác dụng, đó chính là giúp thiên nhân tăng phúc trong cơ thể sức mạnh cuối cùng. Bởi vậy, thiên nhân trong tay thần binh, liền bị xưng là thiên nhân quyền trượng. Thiên nhân quyền trượng, đại biểu là thiên nhân quyền thế, cũng chỉ có chân chính thiên nhân, mới có thể đem thôi động. Diệp Trần còn tưởng rằng, chính mình nhất định phải đến Liễu Thiên Nhân Đại Lục, mới có thể cân nhắc thiên nhân quyền trượng sự tình, không nghĩ tới, ở đây thế mà cũng đã đụng phải có thể ngưng luyện thiên nhân quyền trượng tài liệu. Vạn giới thánh tại sao có thể có ngưng luyện thiên nhân quyền trượng tài liệu? Hơn nữa, hắn tựa hồ đã nắm giữ lợi dụng những tài liệu này biện pháp. Diệp Trần hưng phấn phút chốc, liền lại hỏi thăm Liễu Khởi tới. Lạc Thiên Quân đạo, Diệp Trần, ngươi bây giờ gặp phải đối thủ này, đích thật là một tôn khó được thiên tài nhân vật, hắn tu luyện võ học, hẳn là một loại đẳng cấp cao pháp thuật võ học, mượn nhờ loại võ học này, hắn có thể đủ thôi động những thứ này trước tiên thiên chân linh, đẳng cấp cao pháp thuật võ học, tăng thêm trước tiên thiên chân linh, tất nhiên nhờ người này thực lực tăng nhiều, nhưng mà cảnh giới của hắn cùng thực lực dù sao vẫn là quá kém, không có nắm giữ sức mạnh cuối cùng, những vật này trong tay hắn. Căn bản cũng là lãng phí, chỉ có đến Liễu Diệp Trần trong tay ngươi, những vật này mới có thể phát huy ra uy lực chân chính. Diệp Trần nghe vậy, khóe miệng lộ ra mấy phần ý cười đảo, nói như vậy, hôm nay ta có thể đem người này thành công chém giết. Đây là đương nhiên, ngươi có thể lĩnh ngộ Liễu Trung Cố hết sức lượng tồn tại, hơn nữa đối phương bày ra loại trận thế này, đối với ngươi thế nhưng là có rất nhiều lợi. Lạc Thiên Quân khinh thường nói, pháp thuật cấp võ học, chính là cự đầu cấp võ giả tu luyện võ học. Nhưng mà trên thực tế, thiên nhân tu luyện võ học, cũng đồng dạng được xưng là pháp thuật cấp võ học. Bất quá, số đông cự đầu cấp võ giả tu luyện pháp thuật cấp võ học, đều chỉ có thể xưng là cơ sở pháp thuật cấp võ học. Giống như là Diệp Trần phía trước tu luyện giới ấn, còn có đại kim cương trường lực, đều thuộc về cơ sở pháp thuật cấp võ học, là pháp thuật cấp trong võ học, thấp nhất chờ tồn tại. Còn chân chính thiên nhân tu luyện pháp thuật cấp võ học, liền muốn cao đẳng nhiều. Đồng dạng, thiên nhân thi triển pháp thuật cấp võ học uy lực, cũng muốn so cự đầu cấp cường giả cường đại quá nhiều. Tại thiên nhân đại lục, thiên nhân mặc dù không có cụ thể đẳng cấp phân chia, nhưng mà căn cứ vào mỗi cái thiên nhân tu luyện pháp thuật cấp độ khác biệt, liền có thể phân chia ra mỗi nhất tôn thiên nhân thực lực chênh lệch. Thiên nhân đại lục pháp thuật cấp võ học, thấp nhất chính là cái này cơ sở cấp võ học, thứ yếu chính là nhất cấp pháp thuật cấp võ học, cao nhất nhưng là 12 cấp pháp thuật cấp võ học. Thiên nhân cấp độ thực lực, liền cũng nhờ vào đó phân thành Liễu nhất cấp đến 12 cấp. Diệp Trần bây giờ, cũng không trở thành chân chính thiên nhân, cho nên tối đa cũng liền tu luyện một chút cơ sở cấp pháp thuật võ học mà thôi. Nhưng mà Thánh Tộc Nguyên Thần Thập Nhị Cuốn, lại rõ ràng là vượt qua cơ sở cấp pháp thuật võ học tồn tại. Chính là bởi vì Nguyên Thần Thập Nhị Cuốn tiêu chuẩn quá cao, cho nên Vạn Giới Thánh mới có thể cho rằng, Nguyên Thần Thập Nhị Cuốn là có thể nhường võ giả trực tiếp tu luyện thành là thiên nhân võ học. Hắn cũng không tin tưởng, những pháp thuật này cấp võ học, tất nhiên cao minh, nhưng mà đối với võ giả lĩnh ngộ sức mạnh cuối cùng, cũng không có cái gì trợ giúp. Nói như vậy, một danh vũ giả, cũng là trước tiên lĩnh ngộ sức mạnh cuối cùng, sau đó mới bắt đầu tu luyện những thứ này cao đẳng pháp thuật cấp võ giả. Lạc Thiên Quân trong miệng lẩm bẩm, đem các loại có liên quan thiên nhân tư liệu, mơ hồ hòa Diệp Trần nói một lần. Chợt, sự chú ý của hắn chuyển tới bốn phía những thứ này bay múa trước tiên thiên chân linh trên thân đảo, Diệp Trần, thiên nhân ngưng tụ thiên nhân quyền trượng, đối với vu thiên nhân mà nói, tương đối quan trọng, cho nên ngươi muốn nhanh chóng bắt đầu ngưng tụ thiên nhân quyền trượng, dưới mắt chính là một cái cơ hội, lấy được những thứ này trước tiên thiên chân linh, ngươi chỉ cần lại sưu tập một chút những bảo vật khác, liền có thể ngưng kết ra một cái cơ bản nhất thiên nhân quyền trượng. Cơ bản nhất thiên nhân quyền trượng, chẳng lẽ ta ngưng tụ ra thiên nhân quyền trượng sau đó, còn có thể không ngừng đem thăng cấp? Diệp Trần hiếu kỳ nói. Lạc Thiên Quân đạo, đây là tự nhiên, thiên nhân quyền trượng không giống với võ giả bình thường sử dụng thần khí, đồng dạng thần khí,
Một khi hình thành, liền gần như không thể đổi sửa đổi. Nhưng mà thiên nhân quyền trượng khác biệt. Thiên nhân quyền trượng là nương theo thiên nhân nhất âm thanh tồn tại. Một cái thiên nhân quyền trượng cũng là có thể không ngừng phát sinh thay đổi. Theo thiên nhân thực lực tăng thêm, thiên nhân quyền trượng cũng sẽ tùy theo trở nên mạnh mẽ. Điểm ấy ngươi về sau liền sẽ biết được. Dưới mắt, ngươi vẫn là mau chóng giải quyết bốn phía những thứ này trước tiên, Thiên Chân Linh lại nói. Bị Lạc Thiên Quân như thế nhắc nhở một câu, Diệp Trần mới bỗng nhiên tỉnh lại, có chút giờ khóc giờ cười nhìn bốn phía. Vừa rồi, hắn vậy mà trầm mê ở Lạc Thiên Quân giới thiệu bên trong, hoàn toàn không để ý đến bây giờ hắn còn đối mặt với vạn giới thánh như thế một tôn đối thủ đáng sợ. Bất quá, dựa theo Lạc Thiên Quân nói tới, Diệp Trần muốn triệt để chiến thắng vạn giới thánh, tựa hồ cũng không tính quá khó. Hơn nữa, Diệp Trần còn có thể từ đây trong chiến đấu, thu được lợi ích cực kỳ lớn. Quét mắt một mắt bốn phía, Diệp Trần cũng không lựa chọn trực tiếp ra tay, mà là trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, hai tay ngón tay, ở trước mặt mình thật nhanh vũ động liễu khởi tới. Loại tình huống này, nhưng trốn ở một bên vạn giới thánh, cũng có chút ngạc nhiên. Thánh tộc trong thánh địa trước tiên Thiên Chân Linh, chính là vạn giới thánh trong lúc vô tình phát hiện, sau đó, vạn giới thánh hao phí cực lớn tinh lực, đem các loại trước tiên Thiên Chân Linh bố trí trở thành trận pháp, cùng tự thân tu luyện nguyên thần thập nhị cuốn kết hợp, từ đó nhường tự thân bảo phát ra sức mạnh cực kỳ đáng sợ. Loại lực lượng này, thậm chí ngay cả trước đây đã lĩnh ngộ liễu thiên nhân lực lượng cổ quân lâm, cũng không cách nào triệt để chiến thắng. Đương nhiên, trước kia một trận chiến, vạn giới thánh cuối cùng vẫn thua ở liễu cổ quân lâm trong tay. Nhưng mà mượn nhờ những thứ này trước tiên thiên chân linh, vạn giới thánh vẫn là thành công từ cổ quân lâm trong tay đào tẩu, hơn nữa chạy trốn tới một chỗ liền cổ quân lâm cũng không cách nào phát hiện chỗ, cứ như vậy ẩn núp gần 10 vạn năm. Một mực chờ đến gần nhất, cổ quân lâm khí tức tại tiềm long thế giới tiêu thất, vạn giới thánh mới lần nữa quay về tiềm long thế giới. Vạn giới thánh còn tưởng rằng, không có liễu cổ quân lâm, hôm nay tiềm long thế giới, lại không có người có thể làm gì hắn. Thế nhưng là hắn lại không nghĩ rằng, Diệp Trần thế mà lại trở thành người thứ hai cổ quân lâm, lĩnh ngộ được liễu trung cố hết sức lượng tồn tại. Bất quá, đối với Diệp Trần, vạn giới thánh lại cũng không phải là quá mức kiêng kỵ, bởi vì hắn có thể cảm ứng được, Diệp Trần khí tức, kém xa năm đó cổ quân lâm, lại thêm, Diệp Trần thể nội đoàn kia như có như không tử khí, càng làm cho vạn giới thánh có chiến thắng Diệp Trần lòng tin. Mặc kệ tiểu tử này chơi hoa dạng gì, chỉ cần ta tiếp tục thôi động những thứ này trước tiên thiên chân linh, làm cho những này trước tiên thiên chân linh, dung nhập thân thể của ta bên trong, thực lực của ta liền sẽ bảo tăng, đến lúc đó lại giết chết tiểu tử này, chính là chuyện dễ như trở bàn tay. Mắt thấy Diệp Trần khoanh chân ngồi xuống, vạn giới thánh cũng không gấp gáp ra tay, mà là tại mặt khác một chỗ, cũng đồng dạng khoanh chân ngồi xuống. Nói đến, vạn giới thánh dù sao không phải là chân chính thiên nhân, cho nên cho dù là muốn mượn dùng những thứ này trước tiên thiên chân linh sức mạnh, cũng cần một đoạn thời gian, chậm rãi cùng những thứ này trước tiên thiên chân linh dung hợp. Trong lúc nhất thời, bất kể là Diệp Trần vẫn là vạn giới thánh, hai người tất cả cũng không có bất kỳ động tác gì, mà là riêng phần mình ngồi ở một chỗ, vì chiến đấu kế tiếp, làm cuối cùng chuẩn bị. Vạn giới thánh trên thân, bắt đầu mơ hồ hiện ra từng đạo đồ đằng đường vân. Mỗi một đạo đồ đằng đường vân hiện lên, bốn phía bay múa những cái kia trước tiên thiên chân linh, đều sẽ có một đạo gào thét một tiếng, tới sinh ra cộng minh. Mà Diệp Trần bên này, động tĩnh liền muốn nhỏ đi rất nhiều. Diệp Trần hai tay ngón tay, không ngừng đánh ra từng đạo sức mạnh cuối cùng, những thứ này sức mạnh cuối cùng, tại Diệp Trần trước mặt, không ngừng ngưng kết. Ngay từ đầu, những thứ này sức mạnh cuối cùng, giống như từng đạo ve ti, cơ hồ không cách nào nhìn thấy. Nhưng mà theo Diệp Trần ngưng tụ sức mạnh cuối cùng tăng nhiều, những thứ này ve ti cũng càng ngày càng rõ, mãi đến cuối cùng hóa thành liễu nhất đoàn hơi nước trắng mịt mờ tồn tại. Diệp Trần, thiên nhân quyền trượng hình thái, cũng không cố định, ngươi thích gì hình thái, liền có thể đem luyện thành cái gì hình thái. Lạc Thiên Quân thanh âm, tại Diệp Trần vang lên bên tai. Không sai, bây giờ Diệp Trần chính là căn cứ vào Lạc Thiên Quân chỉ đạo, đang tại ngưng luyện thuộc về mình thiên nhân quyền trượng. Đương nhiên, không có tài liệu khác phụ trợ, Diệp Trần bây giờ đủ khả năng ngưng luyện thiên nhân quyền trượng, chỉ có thể coi là thiên nhân quyền trượng hình thức ban đầu, chẳng khác gì là một cái xác rỗng mà thôi. Bất quá cái này xác rỗng, đối với Diệp Trần bây giờ lại có trợ giúp lớn. Bởi vì kế tiếp, Diệp Trần liền muốn mượn nhờ cái này xác rỗng, đem bốn phía những cái kia trước tiên thiên chân linh, tất cả đều lấy đi. Thời gian từng giờ trôi qua, trong nháy mắt, Diệp Trần lâm vào thánh tộc thánh địa chi nội, cũng đã ước chừng qua cả ngày thời gian.
Thời gian dài như vậy trôi qua, Diệp Trần hòa vạn giới thánh hai người, lại vẫn không có bất cứ động tĩnh gì. Cái này, chẳng những để cho phía dưới rất nhiều thánh tộc người, lo lắng vạn phần. Ở vào thánh tộc thánh địa bốn phía phòng thủ mộ lão nhân bọn người, cũng tất cả đều nhìn không được sắc mặt đột biến, trong lòng bắt đầu hoài nghi, có phải hay không Diệp Trần chân đã gặp vạn giới thánh độc thủ. Đại gia thêm chút sức, mau chóng đem nơi này phòng ngự đánh vỡ. Phòng thủ mộ lão nhân sắc mặt âm trầm, lần nữa hạ lệnh. Ba tôn nửa bộ thiên nhân cấp cường giả, cộng thêm mấy chục danh thiên vương cấp cường giả liên thủ, cùng một chỗ tấn công song phương thánh tộc thánh địa. Dù cho tầng này phòng ngự, chính là vạn giới thánh mượn nhờ trước tiên thiên chân linh bố trí ra, nhưng cũng bắt đầu không chịu nổi. Đây là cái gì? Rất nhanh, phòng thủ mộ lão nhân bọn người, liền phá vỡ tầng ngoài cùng phòng ngự, thấy được thánh tộc thánh địa bốn phía, không ngừng bay múa những cái kia trước tiên thiên chân linh. Những thứ này trước tiên thiên chân linh, mỗi một đầu đều giống như thượng cổ hung thú, mặc dù hắn khí tức cũng không tính quá cường đại, nhưng lại vẫn cho nhân nhất loại 10 phần cảm giác áp bách mãnh liệt. Cho nên, dù cho là phòng thủ mộ lão nhân chờ nửa bộ thiên nhân cấp cường giả, nhìn thấy những thứ này trước tiên thiên chân linh, cũng lập tức hãi nhiên biến sắc. Chư vị tiền cùng thế hệ, ta không sao, ở đây liền giao cho ta tốt, trong vòng 3 ngày, ta sẽ đem vạn giới thánh kích bại, các ngươi chỉ cần ở một bên giúp ta lược trận liền có thể. Đang lúc phòng thủ mộ lão nhân bọn người, dự định tiếp tục tiến đánh những thứ này trước tiên thiên chân linh thời điểm, bọn hắn bên tai, lại đột ngột vang lên Liễu Diệp Trần thân ảnh. Do dự phút chốc, phòng thủ mộ lão nhân mới cắn răng lại lệnh đạo, đại gia trước tiên lui ra ngoài một chút, chờ đợi Diệp Trần tin tức. Thánh tộc trên thánh địa phương, bởi vì, này chút trước tiên thiên chân linh tồn tại, mảnh không gian này, đã biến giống như một mảnh độc lập không gian đồng dạng. Ở trong đó, sau đó Diệp Trần hòa vạn giới thánh xa xa tương đối. Ầm ầm. Tại loại này dị tượng, kéo dài gần 2 ngày sau đó, một tiếng nổ ầm ầm âm thanh, đột ngột vang lên. Toàn bộ thánh tộc thánh địa, cũng bị triệt để chấn động. Vạn giới thánh trong miệng, đột nhiên rít lên một tiếng. Chợt, hắn thọc sâu dựng lên, thân ảnh vọt hướng lên bầu trời, đồng thời, vạn giới thánh thân thể, bắt đầu không ngừng biến lớn. Cơ hồ trong nháy mắt, vạn giới thánh thân thể, liền biến chừng hàng trăm hàng ngàn trượng cao lớn như vậy, giống như một tôn cự nhân, hoành dắt tại thiên địa chi ở giữa. Chân linh phụ thân, cự nhân nhất một dạng vạn giới thánh, trong miệng gầm thét một tiếng. Bốn phía bay khắp nơi múa những cái kia trước tiên thiên chân linh, nhanh chóng hướng về vạn giới thánh bay đi, hơn nữa cùng vạn giới thánh thân thể, dung hợp tại liễu nhất khởi. Vạn giới thánh trên thân, bắt đầu không ngừng vặn vẹo, hai đầu cánh tay, đã biến thành hai đầu không ngừng vặn vẹo cự long, hai chân cũng biến thành hai cái cự trảo, trước ngực cùng trên lưng, càng là nổi lên rất nhiều bướu thịt vậy khác thường thân thể. Duy nhất coi như bình thường, chính là đầu của hắn, nhưng mà tóc của hắn, đã từ lâu biến thành liễu nhất tôn tôn tiểu xà, không ngừng vặn vẹo. Thời khắc này vạn giới thánh, đơn giản đã thành liễu nhất đầu triệt đuôi quái vật. Thế mà đem rất nhiều trước tiên thiên chân linh, toàn bộ sáp nhập vào thể nội, dạng này xác thực có thể nhường thực lực của hắn tăng nhiều, nhưng mà đối với hắn tổn thương, cũng tuyệt đối không nhỏ. Diệp Trần ngồi ở một bên, mắt lạnh nhìn đây hết thảy. Vạn giới thánh thời khắc này bộ dáng, hoàn toàn chính xác làm người ta kinh ngạc. Nhưng mà đối với Diệp Trần mà nói, cũng không tính là gì, Diệp Trần nhất mắt thì nhìn xuyên, vạn giới thánh linh hồn, đã cùng cái này rất nhiều trước tiên thiên chân linh giao dung cùng một chỗ, nhưng mà loại này giao dung, cũng không phải là chân chính dung hợp. Vạn giới thánh đây là đem mình linh hồn, xem như liễu thiên nhân quyền trượng vỏ bọc, cho nên mới có thể hút vào nhiều như vậy trước tiên thiên chân linh. Nhưng mà, hắn mặc dù đã đạt đến nửa bộ thiên nhân cảnh giới, sức mạnh cũng đã cường đại đến cực hạn. Đáng tiếc, hắn cách lĩnh ngộ sức mạnh cuối cùng, dù sao vẫn là kém một bước. Cho nên dù cho là vạn giới thánh linh hồn, cũng tuyệt đối không cách nào dung nạp những thứ này trước tiên thiên chân linh. Vạn giới thánh vận dụng bí thuật, mặc dù miễn cưỡng đem dung nạp đến liễu nhất khởi. Nhưng mà, cử động lần này đối với vạn giới thánh linh hồn, chắc chắn cũng sẽ tạo thành tổn thương cực lớn. Đến lúc đó, không cần Diệp Trần ra tay, vạn giới thánh chính mình liền sẽ không chịu nổi những thứ này trước tiên thiên chân linh. Giống. Vạn giới thánh dung hợp cái này rất nhiều trước tiên thiên chân linh, sức mạnh cũng đã bành trướng đến rồi cực hạn, hai cái giống như bánh xe vậy cực lớn con mắt, chợt để mắt tới Liễu Diệp Trần. Ầm ầm. Vạn giới thánh hai đầu cánh tay biến thành cự long, hướng về Diệp Trần ngang tàng đánh tới. Giới ấn, Diệp Trần đối xử lạnh nhạt quét mắt vạn giới thánh nhất mắt,
cũng không ra tay, mà là trên thân chợt nổi lên một tầng giống như bọt khí vậy thế giới bích màng. Cơ sở pháp thuật cấp võ học giới ấn, không chỉ có riêng chỉ có thể dùng được tới địch nhân công kích, dùng để phòng ngự, cũng đồng dạng có thể. Vạn giới thánh cái này ngang tàng nhất kích, vậy mà không có thể tương Diệp Trần bên người giới ấn đánh vỡ. Thiên nhân lực lượng xác thực cường đại, nhưng mà ngươi còn không có thực sự trở thành thiên nhân, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, ngươi chút sức mạnh này, có thể kháng trụ ta bao nhiêu lần công kích. Vạn giới thánh khẩu bên trong gào thét một tiếng, lần nữa hướng về Diệp Trần đánh tới. Hưu, mấy đạo tiếng rít, tại vạn giới thánh nhất bên cạnh đột ngột xuất hiện. Phòng thủ mộ lão nhân đám người thân ảnh, chợt thoáng hiện. Mặc dù Diệp Trần đã dặn dò bọn hắn, không cần ra tay, nhưng mà mắt thấy vạn giới thánh bây giờ biến đáng sợ như thế, mà Diệp Trần cũng chỉ có sức hoàn thủ, phòng thủ mộ lão nhân bọn người, vẫn không kềm chế được, ra tay trước, muốn vì Diệp Trần phân tán áp lực. Lăn đi, đối xử lạnh nhạt quét mắt một mắt phòng thủ mộ lão nhân bọn người, vạn giới thánh phảng phất không chút nào chấn giữ mộ lão nhân bọn người để vào mắt đồng dạng, miệng trung lãnh quát to một tiếng. Phòng thủ mộ lão nhân cùng binh tổ ba người, dù sao cũng là cùng vạn giới thánh nhất dạng nửa bộ thiên nhân cấp cường giả. Trước đó không lâu, bọn hắn càng là cùng vạn giới thánh giao thủ qua một lần. Kết quả bây giờ, thế mà bị vạn giới thánh như thế coi nhẹ, trong lòng ba người tự nhiên rất là tức giận, đồng loạt ra tay, hướng về vạn giới thánh công hai. Nhưng mà, để bọn hắn khiếp sợ là, vạn giới thánh nơi ngực hiện lên vô số xấu xí bướu thịt, trong đó mấy cái, đột ngột biến lớn, hóa thành từng đầu dị thú hóa thân, vậy mà quả thực là đem phòng thủ mộ lão nhân ba vị này nửa bộ thiên nhân cấp cường giả bước cho lui. Phòng thủ mộ lão nhân bọn người trong lòng rất là giận mình. Nửa bộ thiên nhân, đã là tiềm long thế giới bên trong, cao cấp nhất cường giả, trừ liễu thiên nhân bên ngoài, bọn hắn có thể xưng vô địch. Mà giờ khắc này, vạn giới thánh đồng thời đối mặt bọn hắn ba vị nửa bộ thiên nhân cường giả, lại còn có thể đem bọn hắn bước lui, thực lực này, có phần cũng quá mạnh một chút. Không đợi phòng thủ mộ lão nhân bọn người công kích lần nữa vạn giới thánh, càng để cho người nóng lòng một màn xuất hiện. Chu vi công vạn giới thánh rất nhiều thiên vương cấp cường giả, tại vạn giới thánh một chiêu phía dưới, thế mà nhao nhao gặp nạn. Vạn giới thánh thân bên trên toát ra những thịt kia lửu, tựa hồ ẩn chứa cực kỳ cường đại ăn mòn đặc tính, một danh thiên vương cấp cường giả, chưa tới kịp tránh né, thân thể liền trực tiếp bị ăn mòn hết hơn phân nửa. May mắn, cái này tôn thiên vương cấp cường giả, chính là Diệp Trần từ thiên ngoại thiên thần cung mang về một tôn thiên làm cho. Cái này tôn thiên sử thân thể, bị ăn mòn hết hơn phân nửa, liền cánh sau lưng, cũng hoàn toàn biến mất. Nhưng mà thể chất của nó, dù sao cùng võ giả tầm thường khác biệt, còn dư lại một nửa thân thể, chợt tiêu tan, hóa thành vô số điểm sáng, ở một bên một lần nữa ngưng kết liễu khởi tới. Chờ nó thân ảnh thời điểm xuất hiện lần nữa, thân thể của nó đã khôi phục bình thường. Bởi vì thể chất đặc thù, cái này tôn thiên sử khí tức, thậm chí cũng không có phát sinh bao nhiêu biến hóa. Chỉ là loại thể chất này, liền để những thần ma này chiến lực, vượt xa vậy thiên vương cấp cường giả. Nhưng mà, những thần ma này không e ngại vạn giới thánh công kích, thế nhưng là khác thiên vương cấp cao thủ, giống như là Đoạn Phi Bạch bọn người, cũng không dám như vậy ngạnh kháng vạn giới thánh tập kích, từng cái nhao nhao lựa chọn lui lại tránh né. Vạn giới thánh nhất người, ngạnh kháng nhiều như vậy triều đình cao thủ, lại còn có thể chiếm được thượng phong. Một màn này, để cho phía dưới xem cuộc chiến không thiếu vạn giới thánh tử trung phần tử, nhìn không được lớn tiếng gieo hò liễu khởi tới. Ngay lúc này, vẫn không có động tĩnh Diệp Trần, đột ngột đứng liễu khởi tới. Diệp Trần trong tay, bây giờ nhiều hơn một thanh sáng lấp lánh trường kiếm, nhìn thanh trường kiếm này bộ dáng, bỗng nhiên chính là Diệp Trần sử dụng nhiều nhất quân vương thánh kiếm. Quân vương thánh kiếm mặc dù là ngàn văn cấp bậc thần khí, nhưng mà đối với này khắc Diệp Trần mà nói, liền xem như vạn văn thần khí, cũng đã không có tác dụng gì. Đối với nhất tôn thiên nhân tới nói, chỉ hữu thiên nhân quyền trượng, mới có tác dụng chỗ, những thứ khác thần khí, cho dù là Diệp Trần trong tay trọng yếu nhất phù đồ cổ tháp, cũng hoàn toàn không có tác dụng gì, chớ nói chi là cái này quân vương thánh kiếm. Xem như thánh tộc chế tạo thần khí, quân vương thánh kiếm trên thực tế chính là bắt chước vạn giới thánh vũ khí chế tạo ra. Mặc dù đến rồi bây giờ, quân vương thánh kiếm đối với Diệp Trần đã không có tác dụng gì, thế nhưng là xem như đi theo Diệp Trần thời gian dài nhất thần khí, Diệp Trần đối với quân vương thánh kiếm, vẫn như cũ còn có 10 phần thâm trầm cảm tình. Bởi vậy lần này, tại ngưng luyện thiên nhân quyền trượng hình thức ban đầu thời điểm, Diệp Trần liền trực tiếp đem quân vương thánh kiếm, xung đương luyện chế thiên nhân quyền trượng tài liệu, đem trực tiếp dung nhập liễu thiên nhân quyền trượng bên trong.
Mà thiên nhân quyền trượng hình thức ban đầu, càng là trực tiếp dùng quân vương thánh kiếm hình dạng. Thiên nhân quyền trượng, cũng không cố định hình thái, thiên nhân hoàn toàn có thể căn cứ chính mình yêu thích, tới sửa đổi thiên nhân quyền trượng hình thái. Diệp Trần bây giờ, liền đem mình thiên nhân quyền trượng, ngưng luyện trở thành quân vương thánh kiếm hình thái. Trên thực tế, nếu như hắn nguyện ý, trong tay hắn thiên nhân quyền trượng, hoàn toàn có thể trực tiếp biến hóa thành một cây đao hình thái, thậm chí một khỏa thủy tinh cầu hình thái. Đối với Vu thiên nhân quyền trượng tới nói, hình thái biến hóa, cũng không ảnh hưởng uy lực. Bây giờ Diệp Trần trong tay thiên nhân quyền trượng, từ bên ngoài nhìn vào, hỏa quân vương thánh kiếm cũng không khác nhau quá nhiều, nhưng mà cái này thiên nhân quyền trượng mặt ngoài, nhưng lại có một tầng óng ánh tia sáng, giống như một tầng sắc ngoài đồng dạng. Trước tiên thiên chân linh, tất cả đều tới đây cho ta đem. Diệp Trần đứng lên, hướng về phía trước mặt vạn giới thánh, trực tiếp huy vũ trong tay cái này thiên nhân quyền trượng. Đối với Diệp Trần cử động, vạn giới thánh vốn là không thèm để ý chút nào. Nhưng mà, chờ Diệp Trần trong tay thiên nhân quyền trượng, tới gần đến bên người hắn thời điểm, vạn giới thánh sắc mặt đột nhiên hiện ra hoảng sợ thần sắc. Bởi vì, vạn giới thánh thể bên trong những thứ này trước tiên thiên chân linh, vậy mà đã hoàn toàn mất khống chế, cái này từng đầu trước tiên thiên chân linh, ở trong cơ thể hắn không ngừng sôi trào. Phốc, vạn giới thánh cánh tay trái, đột nhiên đứt gãy, hóa thành liễu nhất đạo lưu quang, dung nhập liễu Diệp Trần trong tay thiên nhân quyền trượng bên trong. Hấp thu một đầu trước tiên thiên chân linh, Diệp Trần trong tay thiên nhân quyền trượng, nội bộ đột ngột ra hiện liễu nhất khỏa sáng lấp lánh tia sáng. Từ vạn giới thánh tay cụt chỗ, từng đầu trước tiên thiên chân linh, điên cuồng xông ra, hướng về Diệp Trần trong tay thiên nhân quyền trượng phóng đi. Tất cả trở lại cho ta không có khả năng, vạn giới thánh khẩu bên trong gào thét, thế nhưng là không cách nào thay đổi, những thứ này trước tiên thiên chân linh, tất cả đều bị Diệp Trần dọn dẹp sự thật. Hấp thu liễu khởi mã số trăm con trước tiên thiên chân linh sau đó, Diệp Trần trong tay thiên nhân quyền trượng phía trên, đã xuất hiện mấy trăm khỏa sáng lấp lánh điểm sáng, những điểm sáng này tại thiên nhân quyền trượng nội bộ vừa đi vừa về lấp lóe, phảng phất giống như một mảnh tinh không. Diệp Trần đem hấp thu rất nhiều trước tiên thiên chân linh thiên nhân quyền trượng nhắc tới mình trước mặt, ngưng thần liếc mắt nhìn, lúc này mới hài lòng gật đầu một cái. Bây giờ hắn ngưng luyện ra tới thiên nhân quyền trượng, chính là một cái xác rỗng, cần đem nội bộ bổ khuyết đầy, mới xem như xong thành liễu nhất đem thiên nhân quyền trượng sơ bộ ngưng luyện. Nhưng mà, có thể bổ khuyết đến thiên nhân quyền trượng bên trong bảo vật, tại tiềm long thế giới thế nhưng là tương đương hiếm thấy. Bây giờ dù cho là hấp thu cái này mấy trăm trước tiên thiên chân linh, Diệp Trần trong tay thiên nhân quyền trượng, cũng bất quá mới nhiều mấy trăm khỏa óng ánh điểm sáng mà thôi, khoảng cách thiên nhân quyền trượng triệt để hình thành, còn không biết cần bao lâu. Bất quá cái này đã đủ để nhượng Diệp Trần hài lòng. Mượn nhờ cái này thứ kỳ hội, Diệp Trần đem thiên nhân quyền trượng hình thức ban đầu ngưng luyện ra tới, sau này chỉ cần hắn tiếp tục sưu tập đầy đủ tài liệu, sớm muộn có thể đem cái này thiên nhân quyền trượng, triệt để ngưng luyện thành công. Một bên khác, theo vạn giới thánh thân bên trên những thứ này trước tiên thiên chân linh trôi đi, vạn giới thánh thân thể cũng bắt đầu cấp tốc thu nhỏ. Cuối cùng, hắn lần nữa khôi phục dáng dấp ban đầu. Hơn nữa cùng phía trước so sánh, thời khắc này vạn giới thánh, rõ ràng khí tức suy yếu rất nhiều. Không gian lồng giam, đã sớm ở một bên nhìn chằm chằm phòng thủ mộ lão nhân ba người, thấy vậy lập tức lần nữa hướng về vạn giới thánh tập kích tới. Lúc này, cũng không phải hạ thủ lưu tình thời điểm. Vạn giới thánh thực lực quá mạnh, cho dù là bây giờ khí tức suy yếu rất nhiều, thực lực của hắn, vẫn mạnh hơn thiên vương cấp cường giả. Nếu để cho hắn có cơ hội thở dốc, vẹn vẹn vạn giới thánh nhất người, liền sẽ cho Vũ Hoàng Vương chiêu mang đến hủy diệt tổn thương. Một tôn nửa bộ thiên nhân cấp cường giả lực hủy diệt, tuyệt đối không thể nghi ngờ. Cái này cũng là vì cái gì, trước kia hoàng thành một trận chiến, chỗ hữu thiên vương cấp trở lên cường giả, tất cả đều muốn chuyển rời đến bên trong hư không chiến đấu nguyên nhân. Bị phòng thủ mộ lão nhân không gian lực lượng đánh lên thân thể trong nháy mắt, vạn giới thánh đã phản ứng tới. Hắn dù sao cũng là một tôn nửa bộ thiên nhân cấp cường giả, sắc mặt lại cũng không còn phía trước bình tĩnh hắn, trên mặt mang mấy phần dữ tợn, trong miệng gào thét một tiếng, trên thân bắt đầu hiện ra man nghiêu rất nhiều hư ảnh. Nguyên thần thập nhị cuốn. Đến rồi bây giờ, vạn giới thánh cũng chỉ còn dư môn này thánh tộc tuyệt học có thể thi triển. 12 vị thần thú hư ảnh, tại vạn giới thánh thân bên cạnh hiện lên. Lúc này, Diệp Trần thân ảnh, lại đột ngột xuất hiện ở vạn giới thánh thân bên cạnh. Miệng há ra, vạn giới thánh thân bên cạnh vòng quanh những thần thú này hư ảnh, thế mà bị Diệp Trần trực tiếp hút tới.
Mấy nguồn đem các loại hư ảnh nuốt vào, Diệp Trần Lăng không hướng về vạn giới thánh bắt mấy cái, vạn giới thánh thân bên trên vậy mà bắt đầu hiện ra từng tia tinh huyết. Những thứ này tinh huyết, rất nhanh liền hóa thành liễu nhất đầu thần thú bộ dáng, bị Diệp Trần đều nắm ở trong tay. Ngươi lại đem trong cơ thể ta thần thú tinh huyết toàn bộ cướp đi. Vạn giới thánh trên mặt mang mấy phần màu xám trắng, ngẩng đầu nhìn hướng Diệp Trần, trong đôi mắt đã bắt đầu lộ ra thần sắc sợ hãi. Trước kia vạn giới thánh đối mặt cổ quân lâm, đều còn bảo vệ tính mệnh. Nhưng mà bây giờ, đối mặt Diệp Trần, hắn lại có loại hoàn toàn bị khắc chế cảm giác. Điểm ấy, nhường vạn giới thánh tâm bên trong vô cùng hoảng sợ. Vạn giới thánh nhưng lại không biết, ở vào đối diện hắn Diệp Trần, bây giờ đối với cái này cũng là có chút kinh ngạc. Hắn mặc dù vận dụng thiên nhân quyền trượng, đem vạn giới thánh thân lên trước tiên thiên chân linh toàn bộ hút đi, nhưng mà cũng không nghĩ đến, hắn lại có thể cùng vạn giới thánh thể bên trong nguyên thần thập nhị cuốn chi lực, sinh ra cộng minh. Bây giờ Diệp Trần thể nội, phía trước dung nhập man ngưu tinh huyết hòa thiên mã tinh huyết, đều đã tiêu thất. Nhưng mà mượn nhờ trung cực tâm linh lực lượng, Diệp Trần nhưng như cũng có thể thi triển nguyên thần thập nhị cuốn. Bây giờ hắn chính là mượn nhờ trung cực tâm linh lực lượng, cùng với hắn tu luyện qua nguyên thần thập nhị cuốn, trực tiếp đem vạn giới thánh thân lên nguyên thần thập nhị cuốn chi lực, tất cả đều cướp đoạt ra. Diệp Trần, đây chính là dùng sức mạnh cuối cùng thúc giục pháp thuật cấp võ học đáng sợ, cái này vạn giới thánh mặc dù tu luyện nguyên thần thập nhị cuốn nhiều năm, tại nguyên thần thập nhị cuốn tạo nghệ phía trên, vượt xa ngươi, nhưng là bởi vì ngươi nắm giữ sức mạnh cuối cùng nguyên nhân, ngươi lại có thể dễ dàng đem hắn trên người nguyên thần thập nhị cuốn chi lực áp chế, thậm chí tước đoạt. Lạc Thiên Quân âm thanh bình tĩnh nói. Trước mắt loại chuyện này, đối với Lạc Thiên Quân mà nói, không đáng kể chút nào. Dù sao, thiên nhân cùng nửa bộ thiên nhân ở giữa, mặc dù chỉ kém một bước, nhưng mà một bước này, nhưng lại có khác biệt một trời một vực. Vạn giới thánh lần này cũng coi như là xui xẻo, vừa vặn đụng phải đồng dạng tu luyện qua nguyên thần thập nhị cuốn ta. Diệp Trần nhếch nhếch miệng, nhìn về phía trước mặt vạn giới thánh. Bị Diệp Trần đem nguyên thần thập nhị cuốn sức mạnh rút ra sau khi đi ra, vạn giới thánh khí tức, thế mà lần nữa suy yếu xuống, biến mấy ngày liền vương cấp cường giả cũng không bằng. Bất quá, nếu để cho hắn đầy đủ thời gian, nhưng hắn lần nữa hấp thu đến đầy đủ thần thú tinh huyết, hắn sớm muộn còn có thể khôi phục. Phòng thủ mộ lão nhân bọn người, bây giờ đã xuất hiện ở vạn giới thánh thân phía sau. Không gian lồng giam. Phòng thủ mộ lão nhân một chiêu không gian lồng giam, đem vạn giới thánh trực tiếp phong tỏa tại một cái hình tròn không gian chi nổi, tiện tay đem cái này hình tròn không gian tóm vào trong tay, phòng thủ mộ lão nhân trên mặt, cuối cùng lộ ra vui mừng. Vạn giới thánh thế mà thật sự bị đánh bại, hơn nữa bị phòng thủ mộ lão nhân bắt sống, tình cảnh như vậy, không chỉ có nhường phòng thủ mộ lão nhân sắc mặt đại hỉ, bốn phía rất nhiều triều đình cao thủ, cũng người người thần sắc đại hỉ. Vạn giới thánh nhất trừ, Vũ Hoàng Vương Chiêu cách cục, rất nhanh liền có thể khôi phục dĩ vãng tình huống. Đến lúc đó, Vũ Hoàng Vương Chiêu liền có thể lần nữa chỉnh hợp nhân tộc sức mạnh, đem thú tộc hòa hải tộc triệt để áp chế lại. Diệp Trần, chúng ta xử trí như thế nào vạn giới thánh? Phòng thủ mộ lão nhân nắm lấy trong tay bóng rổ hình không gian, nhìn về phía một bên Diệp Trần. Vạn giới thánh dù sao cũng là một tôn nửa bộ thiên nhân cấp cường giả, liền xem như thật muốn giết chết đối phương, cũng tuyệt đối không dễ dàng, hơn nữa hơn phân nửa còn muốn Diệp Trần ra tay mới có thể. Lại thêm lần này có thể cầm xuống vạn giới thánh, hoàn toàn là Diệp Trần công lao, cho nên, phòng thủ mộ lão nhân liền trực tiếp đem xử trí như thế nào vạn giới thánh quyền lợi, giao cho liễu Diệp Trần trong tay. Diệp Trần nhìn chằm chằm phòng thủ mộ lão nhân trong lòng bàn tay vạn giới thánh. Liên tiếp bị thương nặng, thời khắc này vạn giới thánh, sắc mặt đã 10 phần tái nhợt, trong đôi mắt cũng mang theo vài phần tuyệt vọng. Đến rồi bây giờ, đoán chừng liền xem như chính hắn, cũng không cho là mình có thể tiếp tục sống sót. Đem hắn giao cho ta, ta có thể bảo đảm, hắn sau đó sẽ lại không xuất hiện tại tiềm long thế giới. Diệp Trần trầm ngâm phút chốc, đem phòng thủ mộ lão nhân trong tay bóng rổ hình không gian, trực tiếp thỉnh cầu tới. Lần này đối phó vạn giới thánh, Diệp Trần có thể nói thu hoạch cực lớn, chẳng những mượn nhờ vạn giới thánh chi thủ, đem thiên nhân quyền trượng hình thức ban đầu tu luyện thành công. Hơn nữa từ vạn giới thánh thân bên trên, Diệp Trần còn tháo rời ra đại lượng tu luyện nguyên thần thập nhị cuốn cần tinh huyết. Có những thứ này tinh huyết, Diệp Trần thậm chí có thể trực tiếp đem nguyên thần thập nhị cuốn tu luyện tới viên mãn chi cảnh. Là một môn đẳng cấp cao pháp thuật võ học, Diệp Trần nếu là đem nguyên thần thập nhị cuốn tu luyện thành công, thực lực tất nhiên sẽ lần nữa tinh tiến.
Huống chi vạn giới thánh dù sao cũng là tiềm long thế giới một tôn nửa bộ thiên nhân cấp cường giả, cứ như vậy giết, khó tránh khỏi có chút thật là đáng tiếc một chút. Ngược lại Diệp Trần lập tức phải rời đi tiềm long thế giới, đi tới thiên nhân đại lục, dứt khoát liền trực tiếp đem vạn giới thánh dẫn đi. Nói không chừng, tại thiên nhân đại lục, vạn giới thánh ngược lại sẽ có mới cơ duyên. Vạn giới thánh bị triều đình trấn áp tin tức, rất nhanh liền tại tiềm long thế giới các nơi truyền ra. Tin tức này, cơ hồ cho tiềm long thế giới mang đến một hồi động đất. Những cái kia bội phản Vũ Hoàng Vương chiêu thế lực lớn nhỏ, từng cái bắt đầu biến thấp thỏm lo âu, trong đó không ít người, thậm chí bắt đầu muốn liên lạc thú tộc hòa hải tộc, vọng tưởng mượn nhờ hải tộc cùng Beastie sức mạnh, đối kháng Vũ Hoàng Vương chiêu. Nhưng mà, để bọn hắn tuyệt vọng là, thú tộc hòa hải tộc thế lực, thế mà thối lui ra khỏi nhân tộc khu vực, khôi phục những ngày qua phạm vi thế lực. Thú tộc hòa hải tộc chư đa vũ giả, thậm chí so trước đó còn muốn khắc chế rất nhiều, phảng phất căn bản không dám trêu chọc người tộc đồng dạng. Không có vạn giới thánh, không có hải tộc cùng thú tộc, Vũ Hoàng Vương chiêu bên trong, cách cục cấp tốc ổn định lại, rất nhiều lòng mang dã tâm hạng người, cũng không thể không lần nữa hướng Vũ Hoàng Vương chiêu cúi đầu. Toàn bộ Vũ Hoàng Vương chiêu, cơ hồ chỉ còn lại có ở vào trung vực cái kia phiến tử vong hải dương cái này một cái uy hiếp. Nhưng mà, mảnh này tử vong hải dương, Vũ Hoàng Vương chiêu căn bản vô pháp xử trí, chỉ có thể tùy thời giám sát lấy tử vong hải dương biến hóa. Một mảnh giống như lưỡi đao vậy cuồng phong trước mặt, Diệp Trần thân ảnh xuất hiện ở đây. Đao phong lộ. Diệp Trần nhìn xem trước mặt đao phong lộ, quay đầu liếc mắt nhìn sau lưng tiềm long thế giới. Mặc dù từ hắn bây giờ vị trí, căn bản không có khả năng nhìn thấy bất kỳ vật gì, nhưng mà Diệp Trần lại như cũng nhìn không được nhìn nhiều mấy lần. Chờ ta đem muội muội các nàng tìm được, lập tức liền trở về. Thầm nghĩ trong lòng một tiếng, Diệp Trần tung người tiến nhập trước mặt đao phong lộ. Thiên ngoại thiên thần cung nội, Diệp Trần thân ảnh ở trong đó xuyên thẳng qua, rất nhanh liền tìm được ám thần chỗ. Nhìn thấy Diệp Trần xuất hiện, ám thần lập tức lộ ra nét mừng đạo, Diệp Trần, ngươi rốt cuộc đã đến. Lúc này, ám thần kỳ thực thật có chút lo lắng Diệp Trần sẽ thả hắn bồ câu, nếu là thật sự như thế, cái kia ám thần nhưng là triệt để xong đời. Những ngày này, hắn đã mấy lần cảm ứng được, bản thể của hắn đang tại tiềm long thế giới bốn phía tìm kiếm tung tích của hắn. Nếu để cho bản thể của hắn phát hiện hành tung của hắn mà nói, chỉ sợ sau một khắc, chính là hắn triệt để thời điểm tử vong. Diệp Trần gật đầu một cái, bay lượn đến rồi ám thần bên cạnh, tiện tay đem ám thần từ phía trước bố trí ngăn cách hơi thở nguyên trận bên trong cầm ra, thân ảnh của hai người đi tới tòa kia thiên nhân thông đạo trước mặt. Ngươi cẩn thận, ta muốn bắt đầu tiến vào thiên nhân thông đạo bên trong. Một tay nắm lấy ám thần, Diệp Trần trực tiếp tiến nhập trước mặt cái này giống như mặt kính vậy thiên nhân thông đạo. Thân ảnh của hai người tiến vào thiên nhân thông đạo bên trong, cái thông đạo này mặt ngoài chỉ là nổi lên một tia gợn sóng, chợt liền khôi phục bình thường, phảng phất cái gì cũng không có xảy ra một dạng. Nhưng mà Diệp Trần hòa ám thần thân ảnh của hai người cũng đã xuất hiện ở một mảnh diệu quang hải dương chi trung. Tại tứ xung quanh diệu quang bên trong, vô số tràng cảnh không ngừng thoáng hiện. Sinh ra, hủy diệt, sinh tồn, tử vong, vô số cuồn cuộn hình ảnh, thậm chí từng cái sinh linh sinh lão bệnh tử, phảng phất giống như huyễn ảnh một dạng, ở bên cạnh họ không ngừng thoáng hiện. Thì không trường sông, Diệp Trần đứng ở nơi này một mảnh diệu quang bên trong, trong đầu đột ngột toát ra một cái từ ngữ. Bây giờ bọn hắn vị trí, rõ ràng chính là một đầu mênh mông cuồn cuộn thì không trường sông. Thế gian hết thảy, cũng là tại thì không trường hà ảnh hưởng dưới vận hành, bây giờ xuất hiện tại Diệp Trần hai nhân tứ xung quanh vô số hư ảo hình ảnh, kỳ thực căn bản chính là vô số giống tiềm long thế giới dạng này thế giới hư ảo bên trong, mỗi ngày đều đang phát sinh sự thật. Diệp Trần, ngươi thấy được a, chỉ có đánh vỡ thì không trường sông, mới có thể chân chính đến thiên nhân đại lục, muốn phá bỏ đầu này thì không trường sông, nhất định phải nắm giữ sức mạnh cuối cùng mới có thể. Ám thần cùng tại Diệp Trần bên cạnh, một mặt sợ hãi nói. Đối mặt thì không trường sông sức mạnh, dù cho là nửa bộ thiên nhân cấp cường giả, cũng sẽ cảm thấy kính sợ, huống chi là ám thần loại tồn tại này. Ám thần thực lực kỳ thực cũng không tính quá mạnh, liền một danh thiên vương cấp cường giả cũng không bằng, nhưng mà nắm giữ nhất tôn thiên nhân hơn phân nửa trí nhớ hắn, lại nắm giữ rất nhiều thủ đoạn thần bí, cho nên hắn có thể đủ cùng huyết thần giáo quá thượng trường lão nhờ và chút quan hệ. Trước tiên không nóng này đánh vỡ thì không trường sông, ta còn có một việc cần làm. Diệp Trần lắc đầu, ánh mắt lại đặt ở trước mặt đầu này thì không trường trong sông. Từ Diệp Trần góc độ nhìn,
Đầu này thì không trường trong sông, cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều có vô số tràng cảnh sinh ra. Trong đó, thậm chí cũng có tiềm long thế giới từng bức họa. Bất quá, Diệp Trần ánh mắt cũng không có chú ý những thứ này, mà là đem tinh lực đặt ở một gia hiện số lần nhiều nhất vũ trụ thế giới bên trong. Một cái vũ trụ thế giới tại thì không trường Hà Nội hiện lên số lần càng nhiều, đã nói cái này vũ trụ thế giới càng cường đại. Giống như là tiềm long thế giới, kỳ thực tại thì không trường Hà Nội vô số vũ trụ thế giới bên trong, chỉ có thể coi là bình thường vũ trụ thế giới mà thôi. Chính là cái thế giới này, Diệp Trần quan sát phút chốc, thân ảnh nhoáng một cái, mang theo ám thần, hướng thẳng đến thì không trường trong sông, cường đại nhất chính là cái kia vũ trụ thế giới vọt tới. Theo từng đợt không gian cảm giác áp bách, Diệp Trần hòa ám thần thân ảnh, trực tiếp đánh vỡ liễu thế giới bích màng, tiến nhập một cái to lớn vô cùng trong tiểu thế giới. Diệp Trần, ngươi đây là muốn làm cái gì, chúng ta lại thứ tiến vào những thứ này vũ trụ thế giới, muốn lần nữa đi tới thiên nhân đại lục mà nói, nhưng là phiền phức nhiều. Ám thần mặt mũi tràn đầy buồn bực nói. Diệp Trần cũng không nói chuyện, mà là khoát tay áo, lật bàn tay một cái, trong tay lấy ra một cái hình tròn không gian. Ở nơi này hình tròn không gian chi nội, bỗng nhiên chính là vạn giới thánh. Diệp Trần tiện tay chào một cái này phong ấn lại vạn giới thánh hình tròn không gian, lập tức vỡ vụn. Vạn giới thánh thân ảnh nhoáng một cái, liền từ lớn chừng ngón cái, khôi phục được thường nhân lớn nhỏ, động thân đứng thẳng tại Diệp Trần trước mặt hai người. Đối xử lạnh nhạt quét mắt ám thần một mắt, vạn giới thánh ánh mắt, rơi vào liễu Diệp Trần trên thân đạo, ngươi không giết ta, ngươi ngươi sẽ phải hối hận. Diệp Trần nhếch miệng, không để ý đến vạn giới thánh, mà là trực tiếp vung tay lên, đem phù đồ của tháp nội bộ tiểu thế giới cửa vào mở ra. Ước chừng mấy chục đạo thân ảnh, lập tức từ trong đó lũ lượt mà ra. Đây là địa phương nào? Diệp Trần tiểu tử, ngươi cũng quá hèn hạ, thế mà âm thầm đối với chúng ta ra tay. Tiểu tử này đến cùng chuyện gì xảy ra, vì cái gì rõ ràng chỉ có thần đạo cảnh giới, thế nhưng lại so với ta cái này cự đầu cấp cường giả, còn muốn đáng sợ vô số lần. Từng tiếng gầm gừ, từ nơi này chút thân ảnh trong miệng truyền ra. Bất quá khi bọn hắn nhìn thấy ở tại bọn hắn trước mặt ngạo nghễ mà đứng Diệp Trần thời điểm, trong đôi mắt lập tức lộ ra mấy phần sợ hãi thần sắc. Chính là Diệp Trần, trước đây không lâu, đem bọn hắn toàn bộ bắt sống, cho nên đến bây giờ, những người này nhìn thấy Diệp Trần, tự nhiên sẽ có mấy phần sợ hãi. Các ngươi cố gắng xem, đây là địa phương nào? Diệp Trần ngữ khí đạm nhiên, thuận miệng nói. Trước mặt những người này, cũng là cùng vạn giới thánh nhất dạng, là tiềm long thế giới cường giả. Bọn hắn mặc dù lựa chọn phản bội Vũ Hoàng Vương Chiêu, thế nhưng là tự thân cũng không có làm ác quá nhiều, cho nên đối với như thế nào xử phạt vấn đề của bọn hắn, triều đình cũng có chút đau đầu. Nếu là trực tiếp giết bọn hắn thực sự có chút đáng tiếc, những người này cơ hồ mỗi một cái đều xem như chúa tể một phương, thực lực cường đại. Nếu là không giết bọn hắn, lấy giá tâm của bọn hắn to lớn, sớm muộn còn có thể nhấc lên phong bạo mới. Cuối cùng, vẫn là Diệp Trần giải quyết vấn đề này. Ngược lại hắn đã quyết định, đem vạn giới thánh mang ra tiềm long thế giới, tất nhiên có thể mang đi một cái vạn giới thánh, đương nhiên có thể mang đi càng nhiều võ giả. Chỉ cần để bọn hắn rời đi tiềm long thế giới, bọn hắn thích làm sao giày vò, cũng sẽ không đối với tiềm long thế giới tái tạo thành ảnh hưởng gì. Ở đây tựa hồ có chút không thích hợp, giống như không phải tiềm long thế giới. Theo Diệp Trần nhắc nhở, lập tức có người phản ứng lại. Thành vi cự đầu cấp cường giả sau đó, liền có thể ngưng luyện chân chính thiên nhân bậc thang hòa thiên nhân chi môn. Đạt đến nửa bộ thiên nhân cấp, thậm chí có thể đánh khai thiên nhân chi môn. Mà thiên nhân chi môn sau lưng, chính là vừa rồi Diệp Trần chỗ ở thì không trường sông. Đối với vu thì không trường hà chi bên ngoài chư đa vũ trụ thế giới, tại tiềm long thế giới cũng không phải gì đó bí mật, cho nên phần lớn cự đầu cấp võ giả, cơ hồ tất cả đều nghe nói qua. Nhất là vạn giới thánh, bản thân hắn chính là nửa bộ thiên nhân cấp cường giả, thậm chí trực tiếp vượt qua thiên nhân chi môn, từng tiến vào dị vũ trụ thế giới. Cho nên bây giờ, hắn cũng là trước hết nhất cảm thấy không đúng người. Các ngươi cảm ứng không sai, ở đây cũng không phải là tiềm long thế giới, mà là một cái khác cỡ lớn vũ trụ thế giới, hơn nữa thế giới này, quy mô so với tiềm long thế giới còn muốn khổng lồ mấy phần, các ngươi lưu tại nơi này tu luyện, nói không chừng sau này cũng có thể trở thành thiên nhân. Diệp Trần ngữ khí lạnh nhạt nói, đừng nói dễ nghe như vậy. Ngươi chỉ là muốn lưu vong chúng ta thôi. Một bên vạn giới thánh, ngữ khí lãnh đạm nói. Càng là cường đại vũ trụ thế giới, tu hành tài nguyên tự nhiên là càng là phong phú.
Đối với võ giả bình thường mà nói, chợt đến một cái thập phần cường đại vũ trụ thế giới, tự nhiên sẽ có rất nhiều chỗ tốt, giống như là trước đây Diệp Trần từ chân linh thế giới đến tiềm long thế giới một dạng. Nhưng mà đối với vạn giới thánh loại này nửa bộ thiên nhân cấp cường giả, thay đổi thay thế một cái vũ trụ thế giới, căn bản không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Thực lực của hắn đã đạt đến những thứ này vũ trụ thế giới cực hạn, trừ phi hắn có thể trở thành thiên nhân, bằng không mà nói, bất kể là đến thế giới kia, đối với vạn giới thánh mà nói cũng sẽ không có biến hóa. Vạn giới thánh cũng biết, Diệp Trần đem bọn hắn đưa đến ở đây, rõ ràng chính là muốn để bọn hắn rời xa tiềm long thế giới. Dù sao, nửa bộ thiên nhân cấp cường giả mặc dù có thể tiến vào thì không trường trong sông, thế nhưng là rất khó tại thì không trường Hà Nội đi lại. Cho nên, dù cho là vạn giới thánh lưu lạc đến cái này không biết tên vũ trụ thế giới, muốn rời khỏi mà nói, cũng không hề dễ dàng. Lưu vong liền lưu vong, bất kể nói thế nào, dù sao cũng tốt hơn bị giết. Vạn giới thánh thân bên cạnh, mấy danh cự đầu cấp cường giả nhếch miệng, dứt khoát bay thẳng lên, hướng về nơi xa bay đi, căn bản vốn không ở đây dừng lại lâu, chỉ sợ Diệp Trần đổi ý, đem bọn hắn bắt về. Có Liễu Đệ một nhóm rời đi võ giả, còn dư lại võ giả, mặc dù có không ít người trong lòng có chút không cam tâm, thế nhưng là cũng chỉ có thể đi theo rời đi. Không có ai hỗ trợ, bọn hắn đời này rất khó quay về tiềm long thế giới. Trong nháy mắt, ở đây liền chỉ còn lại Liễu Diệp Trần, ám thần cùng với vạn giới thánh ba người. À, ngươi tại sao còn chưa đi, chẳng lẽ còn muốn Diệp Trần đem ngươi đưa về tiềm long thế giới? Ám thần nhìn chằm chằm vạn giới thánh, tức giận nói. Hắn thấy, cũng là bởi vì vạn giới thánh bọn người, Diệp Trần mới có thể vẽ vời thêm chuyện, đến đây một phe này vũ trụ thế giới đi chuyến này. Bởi vậy, hắn đối với vạn giới thánh đương nhiên không có cái gì tốt thái độ. Vạn giới thánh lạnh lùng quét mắt ám thần một mắt, tựa hồ không thèm để ý ám thần, mà là nhìn hướng Diệp Trần đạo, Diệp Trần, ngươi có muốn hay không tìm được cổ quân Lâm tung tích? Cái gì? Diệp Trần sắc mặt đột biến. Hắn lần này đi tới thiên nhân đại lục, tuy nói là vì tìm kiếm Diệp Giao bọn người, nhưng nếu là có khả năng, Diệp Trần giá vô cùng hy vọng có thể đem cổ quân Lâm tìm được. Cổ quân Lâm chính là xuất từ tiềm long thế giới nhất tôn thiên nhân, phía trước 100.000 này năm bên trong, một mực là hắn đang tỏa trấn tiềm long thế giới, cho nên tiềm long thế giới mới có thể an ổn phát triển 100.000 này năm. Ngoài trừ vạn giới thánh, thú thần cùng với tổ long lão tổ bên ngoài, trong nhân tộc bộ ba vị bốn vị nửa bộ thiên nhân cấp cường giả, tất cả đều là ở nơi này 10 vạn năm bên trong đản sinh. Chỉ là điểm ấy, liền có thể nhìn ra cổ quân Lâm đối với tiềm long thế giới nhân tộc tầm quan trọng. Liền xem như tại thiên nhân đại lục, nếu là Diệp Trần có thể tìm được cổ quân Lâm mà nói, cũng tất nhiên sẽ để cho mình tình cảnh chuyển biến tốt đẹp rất nhiều. Bởi vậy, bây giờ nghe được vạn giới thánh nói như vậy, Diệp Trần mới có thể thần sắc đột biến. Chẳng lẽ ngươi có thể đủ tìm được cổ quân Lâm tung tích? Diệp Trần nhìn chằm chằm vạn giới thánh, trầm giọng nói. Vạn giới thánh mặt không đổi sắc đạo, đương nhiên, năm đó ta hòa cổ quân Lâm giao thủ mấy lần, lẫn nhau tương chi gian, đã sớm vô cùng quen thuộc, trọng yếu hơn là, cổ quân Lâm trong tay, có ta một kiện tín vật, cái này tín vật, đối với cổ quân Lâm mà nói, trọng yếu vô cùng, dựa vào cái này tín vật, chỉ cần khoảng cách không phải quá xa, ta đều có thể cảm ứng được cổ quân Lâm khí tức. Diệp Trần, ngươi đừng bị hắn cho lừa gạt. Một khi đến Liễu Thiên Nhân Đại Lục, loại cảm ứng này hơi thở phương thức, sẽ toàn bộ mất đi hiệu lực, gia hỏa này không biết đạo Thiên Nhân Đại Lục kỳ lạ, cho nên mới sẽ như vậy nói chuyện với ngươi. Ám thần ở một bên nhếch miệng, nhắc nhở Diệp Trần đạo. Thiên Nhân Đại Lục cùng tiềm long thế giới loại này thế giới hư ảo so sánh, hoàn toàn chính xác có bất đồng rất lớn. Cho nên, tại tiềm long thế giới áp dụng cảm ứng phương pháp, đến Liễu Thiên Nhân Đại Lục, rất có thể sẽ mất đi hiệu lực, điểm ấy rất bình thường. Dù sao liền xem như chân chính thiên nhân, tại thiên nhân đại lục, cũng không thể tùy ý làm bậy. Vạn giới thánh minh lộ vẻ không biết đạo thiên nhân đại lục kỳ lạ, cho nên mới sẽ đối với Diệp Trần nói những thứ này. Nghĩ rõ ràng điểm ấy, Diệp Trần nhìn về phía vạn giới thánh ánh mắt, biến bình thản mấy phần đạo, như vậy hiện tại, ngươi có thể đủ cảm ứng được cổ quân Lâm khí tức sao? Diệp Trần lời này, đã gần như điều khản. Dù sao, dưới mắt bọn hắn liền chỗ ở cái này vũ trụ thế giới. Đến cùng tên gọi là gì cũng không biết, cổ quân Lâm thân là nhất tôn thiên nhân, tuy có khả năng sẽ đến nơi đây, thế nhưng là có khả năng lớn hơn, căn bản không có tiếp xúc qua cái này vũ trụ thế giới. Diệp Trần hỏi như vậy, đã cơ hồ chẳng khác gì là trêu chọc. Nhưng mà, hắn lại không nghĩ rằng, hắn hỏi thăm sau đó, vạn giới thánh thế mà thật sự điểm một chút đầu đạo, đúng vậy,
Nếu không phải là ở đây cảm ứng được Liễu Cổ Quân Lâm khí tức, ta cũng sẽ không đột nhiên đối với ngươi nhắc lên điểm ấy. Lần này, Diệp Trần trên mặt lần nữa lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Cổ Quân Lâm khí tức thật sự xuất hiện qua ở đây. Diệp Trần nhìn chằm chằm Vạn Giới Thánh, nhìn không được dò hỏi. Đây là đang để cho người ta có chút khó có thể tin. Đến rồi bây giờ, ta tựa hồ không có lý do gì lừa ngươi, ta mặc dù muốn lật đổ Vũ Hoàng Vương Chiêu, nhưng mà Tiềm Long thế giới cũng coi như là quê hương của ta cũng không muốn nhường quê quán hủy hoại chỉ trong chốc lát, cho nên ngươi nếu là có thể tìm được Cổ Quân Lâm, tiếp đó đem tên kia có thể nắm giữ Tử Khí Thiên Nhân cường giả đánh bại, cũng coi như là ta vì quê quán làm một điểm cống hiến. Vạn Giới Thánh nhãn trong mắt, lộ ra mấy phần buồn bã thần sắc đạo. Hắn chính là hòa Cổ Quân Lâm cùng một cái thời kỳ thiên tài cường giả. Thậm chí có thể nói, tại cùng thời kỳ, liền xem như Cổ Quân Lâm, cũng không sánh được Vạn Giới Thánh. Nhưng mà đáng tiếc, Cổ Quân Lâm cái sau vượt cái trước, triệt để vượt qua Vạn Giới Thánh không nói, bây giờ lại xuất hiện một cái Diệp Trần, rõ ràng lại sẽ siêu việt Vạn Giới Thánh. Tuần tự bài qua hai lần, Vạn Giới Thánh xem như triệt để hết hy vọng, tâm tính sẽ phát sinh thay đổi, ngược lại cũng không phải không có khả năng. Diệp Trần nhìn chằm chằm Vạn Giới Thánh, trầm ngâm phút chốc, mới tiếp tục nói, tốt à, lần này ta tin ngươi một lần, ngươi nếu là thật có thể giúp ta tìm đến bệ hạ lời nói, ta có thể giúp ngươi trở lại Tiềm Long thế giới. Vạn Giới Thánh yên lặng gật đầu một cái, cũng không nói nhiều. Diệp Trần mở ra điều kiện, kỳ thực căn bản không có bao nhiêu sức hấp dẫn. Nếu là Diệp Trần tìm được Cổ Quân Lâm mà nói, có Cổ Quân Lâm cái này vì thiên nhân tỏa trấn Tiềm Long thế giới, Vạn Giới Thánh liền xem như có thể trở lại Tiềm Long thế giới, cũng căn bản vô pháp lại nhấc lên bất luận cái gì bọt nước. Vạn Giới Thánh quét mắt một mắt bốn phía, bay thẳng lên, hướng về một phương hướng bay đi. Diệp Trần hòa ám thần, theo sát ở phía sau hắn. Mặc dù ám thần vô cùng lo lắng muốn đuổi tới thiên nhân đại lục, nhưng mà Diệp Trần không đi, hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lưu lại. Cũng may, ở trước mắt cái này vũ trụ thế giới bên trong, tạm thời không cần lo lắng bản thể của hắn sẽ cùng tới. Diệp Trần tam nhân hướng về phía trước đi tới phút chốc, một tòa quy mô thật lớn thành trì xuất hiện ở ba người trước mặt. Chỉ nhìn một cách đơn thuần kích thước lời nói, tòa này cực lớn thành trì, cơ hồ so Vũ Hoàng Vương Chiêu Hoàng Thành còn muốn khổng lồ, chỉ là bởi vì kiến trúc hình dạng có chút loại khác quan hệ, tòa thành trì này khí thế nhìn qua kém xa Vũ Hoàng Vương Chiêu Hoàng Thành. Bệ hạ khí tức, chẳng lẽ cũng ở nơi đây xuất hiện qua sao? Ngắm nhìn đi trước thành trì, Diệp Trần quay đầu nhìn về phía Vạn Giới Thánh đạo. Vạn Giới Thánh lắc lắc đầu đạo, ta chỉ có thể đại khái xác định, Vạn Giới Thánh khí tức, hoàn toàn chính xác tựu ra bây giờ cái này một phương thế giới bên trong, đến nỗi vị trí cụ thể, ta liền không cách nào xác định. Nếu là dạng này, vậy chúng ta muốn tìm được bệ hạ lời nói, chẳng phải là tương ngộ làm khó khăn, thậm chí căn bản không có khả năng tìm được bệ hạ rơi xuống. Diệp Trần cau mày đầu đạo. Vạn Giới Thánh đạo, sẽ không, Cổ Quân Lâm nói thế nào cũng là nhất tôn thiên nhân cấp cường giả, nếu như xuất hiện ở đây một phương thế giới lời nói, đó chính là một tôn cường giả vô địch, hơn nữa sẽ phải chịu cái này một phương thế giới bài xích, cái này một phương thế giới thổ dân cường giả, không có khả năng không phát hiện được hành tung của hắn, bởi vậy, chúng ta chỉ cần tìm được cái này một phương thế giới cường giả, nghĩ bọn hắn hỏi thăm một chút, liền có thể biết được tình huống cụ thể. Này ngược lại là một cái biện pháp, Diệp Trần hai mắt tỏa sáng đạo. Hắn suýt nữa quên mất, dị thế giới đản sinh thiên nhân, nếu như muốn tiến vào một cái khác gì vũ trụ thế giới, sẽ phải chịu mãnh liệt bài xích. Cái này cũng là vì cái gì, mưu đồ Tiềm Long thế giới na tôn thiên nhân, không cách nào đem bản thể buông xuống đến Tiềm Long thế giới, chỉ có thể nghĩ biện pháp ngưng kết tử khí phân thân nguyên nhân. Chúng ta trước vào thành, thám thính một chút tin tức, sau đó lại quyết định bước hành động kế tiếp. Diệp Trần trầm ngâm chốc lát nói. Ba người lần nữa bay lên, tiến nhập trước mặt khổng lồ thành trì chi nổi. Sau một canh giờ, Diệp Trần tam nhân đã ngồi ở bên trong thành một gian rượu lâu chi bên trên. Tuy loại rượu này lâu chi nổi, sẽ không xuất hiện cái gì cường giả chân chính, nhưng mà người ở đây lắm lời tạp, đối với muốn biết một chút có liên quan thế giới này tin tức Diệp Trần tam nhân mà nói, đã đủ rồi. Tùy ý điểm một chút tiểu lầu món ăn đặc sắc, Diệp Trần tam nhân liền yên lặng ngồi ở chỗ này, lặng lẽ chú ý tứ chu chúng nhân trò chuyện. Lấy Diệp Trần tam nhân thực lực, bốn phía những thứ này cao nhất chỉ có thần đạo danh giới võ giả, lẫn nhau tương chi gian trò chuyện, căn bản vô pháp giấu giếm bọn hắn. Từ tứ chu chúng nhân trong lúc nói chuyện với nhau, Diệp Trần tam nhân rất nhanh liền tổng kết ra không thiếu đối bọn hắn tin tức hữu dụng.
Tỷ như nói, cái này vũ trụ thế giới, tên là Đông Dương thế giới, cái này một phương thế giới, so Tiềm Long thế giới còn muốn hỗn loạn nhiều. Ở nơi này một phương thế trong giới hạn, không chỉ có nhân tộc một cái tộc đàn, còn có A-tu-la tộc, thiên khung tộc, xà nhân tộc các loại mười mấy cường đại tộc đàn. Càng kinh người hơn chính là, cơ hồ mỗi cái cường đại tộc đàn, đều có ít nhất một vị nửa bộ thiên nhân cấp cường giả tỏa chấn. Theo lý thuyết, Đông Dương thế trong giới hạn, chỉ là trên mặt nổi nửa bộ thiên nhân cấp cường giả, thì có ước chừng hơn 10 vị nhiều, vụng trộm, có lẽ còn có càng nhiều nửa bộ thiên nhân cấp cường giả. Chỉ là nhìn những thứ này nửa bộ thiên nhân cấp cường giả số lượng, liền có thể nhìn ra, cái này Đông Dương thế giới, thực lực so với Tiềm Long thế giới, thực sự mạnh hơn nhiều lắm. Diệp Trần Tam Nhân nghe được tin tức cũng không phải ít, chỉ là đáng tiếc là, lại không có bất luận cái gì có liên quan cổ quân lâm tin tức xuất hiện. Nói cho cùng, sẽ đến loại rượu này trong lâu võ giả, cấp độ thực lực vẫn là quá thấp một chút, liền xem như cổ quân lâm thật sự xuất hiện, bọn hắn cũng sẽ không biết được. Đi thôi, chúng ta chuyển sang nơi khác, tốt nhất cùng Đông Dương thế giới cự đầu cấp cao thủ tiếp xúc một chút. Diệp Trần âm thầm hướng về phía bên người Vạn Giới Thánh hai người truyền âm nói. Vạn Giới Thánh cùng ám thần, rõ ràng cũng sớm đã có chút không kiên nhẫn, nghe vậy trực tiếp đứng liễu khởi tới. Ngay lúc này, một cái quần áo xốc xách nữ tử, đột nhiên từ bên ngoài tử lầu vọt vào. Ở sau lưng nàng, vài tên khí tức cường đại thần đạo vũ giả, theo sát lấy xông tới. Nữ tử này tựa hồ có chút hoảng hốt chạy bừa, cho nên mới sẽ xông vào rượu lâu chi nội, nhưng mà rượu lâu chi nội, diện tích cũng không tính quá lớn, tử lầu tầng cao hơn, tức thì bị thiết chí nguyên trận cấm chế, nữ tử này căn bản không xông lên được. Bị ngăn ở rượu lâu chi nội, nữ tử này chỉ có thể mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng quay đầu, cùng bên ngoài xông vào mấy danh vũ giả rằng có liễu khởi tới. Hắc hắc, cô nàng, ta nhìn ngươi còn có thể chạy đến đâu mà đi, bản đại gia coi trọng nữ nhân, còn không có cái kia có thể đào thoát lòng bàn tay của ta. Theo cười lạnh một tiếng, một người dáng dấp xấu xí, mập cùng một viên thịt tựa như nam tử, từ bên ngoài quán rượu vừa đi vào. Nói là đi tới, nhưng mà hắn loại vóc người này, càng giống là ở trên mặt đất nhấp nhô. Nhìn thấy cái này viên cầu tựa như nam tử, rượu lâu chi nổi, không ít người lập tức sắc mặt đại biến. Là Thất Vũ Tông thiếu tông chủ, nghe nói người này tốt nhất sắc, nữ tử này phải gặp tai ương. Không có cách nào, Thất Vũ Tông thế lực cường đại, chúng ta có thể trêu chọc không nổi. Cái này thiếu tông chủ đã làm hại không biết bao nhiêu nữ tử, thật không biết hắn lúc nào gặp báo ứng. Từng tiếng thấp giọng tiếng chửi rủa âm, truyền vào Diệp Trần Tam Nhân trong tai, để bọn hắn ba người trên mặt đồng thời lộ ra liễu cổ quái thần sắc. Bởi vì bọn hắn cũng không nghĩ đến, bọn hắn lại ở chỗ này đụng tới loại này cầu huyết sự tình. Cái kia bị vây ở trung gian nữ tử, mắt thấy bốn phía đã không có bất kỳ đường ra, cắn răng một cái, trên thân vậy mà đột ngột toát ra một tầng huyết hồng sắc lộng lẫy, thân ảnh của nàng, càng là một chút hóa thành đếm đạo ảnh tử, từ nơi này chút trong võ giả ở giữa xuyên thẳng qua, hướng về nơi xa bỏ trốn mà đi. Chẳng ai ngờ rằng, nữ tử này lại còn có tuyệt chiêu như vậy át chủ bài. Liền vây tại tứ xung quanh những cái kia võ giả, bất ngờ không đề phòng, thế mà nhường nữ tử này, trực tiếp chạy ra ngoài. Nhưng mà, nữ tử này còn không có móc ra quá xa, một đạo nam tử mặc áo trắng, đột ngột xuất hiện, vồ giữa không trung, liền đem nữ tử này một lần nữa chảo trở về, sách trong tay, đi trở lại rượu lâu chi nội. Thiếu chủ, người nguy muốn, tiện tay đem sắc mặt đã trắng hiếu nữ tử vứt trên mặt đất, cái này trắng y nam tử mới đi hướng một bên. Cái kia viên cầu một dạng Thất Vũ Tông thiếu chủ, thấy vậy tự nhiên đại hỉ, cười gần hướng đi trên đất nữ tử. Bên trong tửu lâu những người khác, mắt thấy một màn này, cũng chỉ có thể ở trong lòng thở dài. Chỉ có Diệp Trần Tam Nhân vị trí, Vạn Giới Thánh thần sắc đột biến, kinh ngạc nói Thiên Ma Vũ, là cổ quân lâm Thiên Ma Vũ. Ngươi là nói nữ tử kia vừa rồi thi triển chiêu kia bí thuật, là cổ quân lâm sáng tạo ra. Diệp Trần nhìn về phía Vạn Giới Thánh đạo. Vạn Giới Thánh vẻ mặt nghiêm túc đạo, không sai, này Thiên Ma Múa, vẫn là cổ quân lâm chưa trở thành thiên nhân thời điểm sáng tạo ra một môn thân pháp. Cũng coi như là có phần vi thần kỳ, ta có thể chắc chắn, nữ tử này vừa rồi thi triển, đích đích xác xác chính là cổ quân lâm độc chế Thiên Ma Vũ. Nói như vậy, nữ tử này phải cùng bệ hạ có quan hệ. Diệp Trần trên mặt lập tức lộ ra mấy phần nhiều hứng thú thần sắc. Vốn là hắn liền đã dự định, trước lúc rời đi, đem nữ tử kia cứu. Bây giờ biết hắn hòa cổ quân lâm có quan hệ, Diệp Trần tự nhiên càng thêm sẽ không tùy ý nữ tử này bị người độc thủ. Hai vị, còn xin các ngươi ra tay,
đem cái này nữ tử cứu, hỏi rõ ràng thiên ma vũ sự tình. Diệp Trần tâm trung lẩm bẩm một tiếng, âm thầm hướng về phía ám thần hòa vạn giới thánh truyền âm. Trong ba người, Diệp Trần bây giờ hiện ra cảnh giới, vẫn là thần đạo cảnh giới. Mà vạn giới thánh cùng ám thần, thì tất cả đều là cự đầu cấp cường giả. Vừa rồi đem nữ tử kia bắt trở lại trắng y nam tử, cũng là một danh cự đầu cấp cường giả, nếu là Diệp Trần xuất thủ, tất nhiên có thể trực tiếp đánh giết tên này trắng y nam tử, nhưng mà hắn nắm dữ liễu trung cố hết sức lượng sự tình, cũng hơn nửa sẽ lộ ra ánh sáng. Cho nên, Diệp Trần có thể không ra tay, hay là muốn tận lực không xuất thủ. Việc này đơn giản, giao cho ta tốt, ám thần ở một bên hừ lạnh một tiếng, trực tiếp đứng lên, đi về phía trước nữ tử kia. Thất vũ môn thiếu chủ phía trước mang tới mấy danh thần đạo vũ giả hộ vệ, thấy vậy lập tức sắc mặt băng lãnh, quát lạnh một tiếng, từ tứ phía vây ám thần. Ám thần cười lạnh một tiếng, một ngón tay, tại trước mặt những thứ này thần đạo vũ giả trên thân, nhanh chóng gảy một cái. Những võ giả này, thân thể vậy mà cấp tốc biến khô cạn, cả người cũng bắt đầu mất đi sức sống. Ám thần bản thể, chính là một tôn nắm giữ liễu trung cực tử vong lực lượng tồn tại đáng sợ. Ám thần mặc dù chỉ là một đạo phân thân, thế nhưng là cũng đồng dạng nắm giữ không thiếu tử vong lực lượng. Trước mặt những võ giả này, liền cự đầu cấp cũng chưa tới, đương nhiên ngăn không được ám thần tùy ý mấy chỉ. Mắt thấy ám thần dễ dàng như vậy liền đem thủ hạ chính là hộ vệ toàn bộ đánh bại, tên kia viên cầu tựa như thất vũ tông thiểu tông chủ, cùng với về sau xuất hiện cái kia danh cự đầu cấp trắng y nam tử, tất cả đều sắc mặt đột biến. Trắng y nam tử thân ảnh nhoáng một cái, chắn vị kia viên cầu trước mặt thiếu chủ, dương mắt lạnh lẽo ám thần đạo, các hạ là người nào, vậy mà dám can đảm ở đắc tội ta thất vũ tông. Ta đối với thất vũ tông không có hứng thú, ám thần nhếch miệng, đi đến trên mặt đất nữ tử kia bên cạnh, khom lưng đem đỡ liễu khởi tới. Liếc qua tên kia thất vũ tông thiểu chủ hai người, ám thần cũng lười lại để ý tới hai người, mang theo nữ tử này, đi trở về đến liễu Diệp Trần bên cạnh hai người. Diệp Trần hòa vạn giới thánh hai người, đồng dạng không tiếp tục để ý cái kia thất vũ tông thiểu chủ. Đối với bọn hắn tới nói, đừng nói thất vũ tông thiểu chủ một cái như vậy thần đạo vũ giả, liền xem như cái kia cự đầu cấp trắng y nam tử, cũng căn bản không tính là gì. Cô nương, không cần sợ hãi, chúng ta chỉ là muốn hỏi một chút ngươi, ngươi vừa rồi thi triển thân pháp võ học, là từ địa phương nào học được? Diệp Trần nhìn về phía trước mặt cái này sắc mặt trắng bệch nữ tử, dò hỏi. Nữ tử này vốn là còn chút lo nghĩ, nghe được Diệp Trần hỏi thăm lại là có liên quan tự thân võ học vấn đề, lúc này mới có chút thoải mái đạo, ta không biết, ta học võ học, cũng là từ cha ta chỗ học được, cụ thể làm sao tới, ta cũng không biết. Vậy ngươi cha hiện tại ở đâu nhi? Diệp Trần vội vàng nói. Nghe Diệp Trần hỏi như vậy, cô gái này sắc mặt, càng thêm tái nhợt mấy phần, mặt mũi tràn đầy bi thương thần sắc đạo, bị thất vũ tông nhân bắt đi, mẹ ta là thất vũ tông nhân, bởi vì cùng ta cha có tư tình, cho nên rất sớm đã bị thất vũ tông bắt đi, cha ta đem nuôi lớn, muốn đem mẹ ta cứu ra, nhưng mà kết quả. Nữ tử này tính cách tựa hồ có chút đơn thuần, cho nên đối mặt Diệp Trần tam nhân, thế mà cũng không bao nhiêu phòng bị. Lại thêm, những lời này đoán chừng trong lòng nàng đã nhẫn nhịn rất lâu, bây giờ thật vất vả đụng tới mấy cái chịu nghe nàng nói ra nhân, cho nên liền nói một hơi đi ra. Xem ra, muốn biết có liên quan thiên ma vũ sự tình, còn muốn đem cha hắn cứu ra mới được. Diệp Trần mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ nhìn về phía vạn giới thánh hai người. Ám thần chỉ là nhếch miệng, vạn giới thánh thần sắc trên mặt căn bản không có mảy may biến hóa. Đối với nửa bộ thiên nhân cấp hắn mà nói, liền xem như nắm giữ bốn vị nửa bộ thiên nhân vũ hoàng vương chiêu, cũng không tính là cái gì, huống chi là một cái thất vũ tông. Chúng ta đến thất vũ tông đi một chuyến tốt, Diệp Trần đứng lên, cười nói một câu. Ánh mắt liếc hướng một bên, ánh mắt rơi vào một bên vị kia thất vũ tông thiểu tông chủ trên thân hai người phút chốc, Diệp Trần nói bổ sung, liền hai người bọn họ cũng mang lên, đoán chừng sẽ tiện lợi rất nhiều. Cái gì? Bởi vì vi Diệp Trần bây giờ nói chuyện cũng không có thể giấu giếm, cho nên lời của hắn rõ ràng truyền vào vị kia thất vũ tông thiểu tông chủ cùng với trắng y nam tử trong tai, để bọn hắn hai người sắc mặt đột biến. Bất quá, chưa chờ bọn hắn làm ra phản ứng gì, đã lộ ra không kiên nhẫn thần sắc vạn giới thánh, nhất ba trưởng đánh ra, giống như là đập con ruồi một dạng, trực tiếp đem hai người vỗ đã hôn mê, sách trong tay. Đi thôi, Diệp Trần gật đầu một cái, mang theo nữ tử này, đi ra tửu lâu. Đợi đến Diệp Trần bọn người rời đi tửu lâu, bên trong tửu lâu chúng đa vũ giả, lúc này mới một mảnh xôn xao. Không nghĩ tới,
Vừa rồi ba người kia, lại là ba vị ẩn tàng sâu đậm siêu cấp cường giả. Ta xem không phải ba vị, là hai vị, ở giữa cái kia công tử trẻ tuổi, vẫn là thần đạo vũ giả, thực lực có mạnh hơn nữa cũng mạnh không đến đến nơi đâu. Nói cũng là, bất quá hai vị khác nhưng là kinh người. Diệp Trần Tam Nhân, đương nhiên không thèm để ý những người này bình luận, rời đi tiểu lâu, ba người lập tức hướng về tòa thành trì này một cái phương hướng đi đến. Bây giờ bọn hắn chỗ ở tòa thành trì này, tên là Trắng Vũ Thành. Chỉ là nhìn tên liền có thể nhìn ra, Trắng Vũ Thành hòa Diệp Trần ba người bây giờ muốn tìm Thất Vũ Tông, có rất chặt chẽ quan hệ. Trên thực tế, toàn bộ Trắng Vũ Thành, chính là bị Thất Vũ Tông cùng với một cái khác tông môn thống trị, tòa này Trắng Vũ Thành, cũng là Thất Vũ Tông chỗ cốt lõi. Cái này cũng là vì cái gì, vị này viên cầu tựa như Thất Vũ Tông thiểu tông chủ, sẽ ở Trắng Vũ Thành bên trong, làm việc không chút kiêng kỵ nguyên nhân chủ yếu. Diệp Trần Tam Nhân, một bên chạy tới Thất Vũ Tông tông môn chỗ, âm thầm cũng đã bắt đầu chú ý bốn phía tin tức, sưu tập có liên quan Thất Vũ Tông tin tức. Thất Vũ Tông chính là tòa này Trắng Vũ Thành bá chủ, cho nên Diệp Trần bọn người đi không bao xa, liền khoảng tin tưởng liễu Thất Vũ Tông nội tình. Thất Vũ Tông mặc dù là Đông Dương thế giới một cái thế lực cường đại một trong, thế nhưng là cũng không phải là mạnh nhất mười mấy một trong những thế lực, bởi vì tại Thất Vũ Tông bên trong, cũng không nửa bộ thiên nhân cấp cường giả. Thất Vũ Tông mạnh nhất cường giả, chính là hai tôn thiên vương cấp cường giả. Theo lý thuyết, trước mặt cái này Thất Vũ Tông, bản thân thực lực, không sai biệt lắm có thể cùng phản loạn Vũ Hoàng Vương chiêu bay cánh nhất tộc so sánh. Nắm giữ hai tôn thiên vương cấp cường giả thế lực, dù cho tại Đông Dương thế giới, cũng coi như là thập phần cường đại. Bất quá dạng này một cái thế lực cường đại, đối với này khắc Diệp Trần Tam Nhân mà nói, cũng không tính là gì. Diệp Trần hòa vạn giới thánh tự nhiên không cần nhiều lời, Diệp Trần bây giờ, đã có thể so với nửa bộ thiên nhân thực lực. Mà vạn giới thánh, mặc dù bởi vì bị Diệp Trần rút lấy trong cơ thể nguyên thần thập nhị cuốn chi lực, dẫn đến thực lực đại tổn, nhưng mà hắn dù sao cũng là một tôn lão tư cách nửa bộ thiên nhân cấp cường giả, thời khắc này thực lực, cũng viễn siêu thiên vương cấp cường giả. Liền xem như thực lực yếu nhất ám thần, bằng vào rất nhiều quỷ dị thủ đoạn, cũng đủ để cùng Thất Vũ Tông đụng một cái. Cho nên, Diệp Trần Tam Nhân, đương nhiên sẽ không đem một cái Thất Vũ Tông coi ra gì. Tại Diệp Trần ba người mang theo nữ tử kia, còn có Thất Vũ Tông thiểu tông chủ bọn người chạy tới Thất Vũ Tông đồng thời, Thất Vũ Tông bên trong, cũng đã sớm biết được liễu Thất Vũ Tông thiếu tông chủ sự tình. Lớn mật, ở nơi này Trắng Vũ Thành, lại còn có người dám can đảm cùng chúng ta Thất Vũ Tông đối đầu, đơn giản tự tìm cái chết. Thất Vũ Tông bên trong, liên tiếp mấy đạo cự đầu cấp cường giả khí tức bay lên, khí thế hung hăng hướng về Diệp Trần bọn người phía trước chỗ ở rượu lâu trùng đi. Bất quá, không chờ bọn họ xông ra bao xa, một mảnh tầng mây dày đặc, liền trực tiếp che chắn tại liễu Thất Vũ Tông phía trên. Có người tập kích Thất Vũ Tông, cái này vài tên mới vừa rời đi Thất Vũ Tông hạch tâm chi địa cự đầu cấp võ giả, lập tức sắc mặt đại biến, dừng thân ảnh, ngẩng đầu nhìn về phía trên tầng mây. Lấy bọn hắn cự đầu cấp cường giả thực lực, đương nhiên liếc mắt một cái thấy ngay trong tầng mây hết thảy. Trong tầng mây, rõ ràng là Diệp Trần mấy người, đồng thời một bên còn có vị kia Thất Vũ Tông thiếu tông chủ bọn người. Là bọn hắn, cái này mấy danh cự đầu cấp cường giả, nhìn thấy Diệp Trần Tam Nhân thân ảnh, lập tức giận tím mặt. Bất quá, bởi vì cái kia vị thiểu tông chủ bọn người, còn tại Diệp Trần ba người trong tay, cho nên những thứ này cự đầu cấp cường giả, mới không có cưỡng ép ra tay, mà là yên lặng chờ chờ liễu khởi tới. Vị công tử này, nơi này chính là Thất Vũ Tông tông môn trọng địa, chúng ta cứ như vậy vượt qua, e rằng không tốt lắm đâu. Diệp Trần bên cạnh, cái kia bị bọn hắn cứu được nữ tử, có chút nơm nớp lo sợ nói. Cô gái này tên là Vân Nhu, bị Diệp Trần bọn người cứu một khắc này, nàng vốn đang cảm thấy có chút cảm kích Diệp Trần Tam Nhân. Nhưng mà, nhìn thấy Diệp Trần Tam Nhân sau đó cử động sau đó, Vân Nhu liền cơ hồ bị dọa mộng. Đây chính là Thất Vũ Tông, Diệp Trần vẻn vẹn ba người, lại muốn đối phó toàn bộ Thất Vũ Tông. Vân Nhu cô nương, ngươi yên tâm đi, ta đây hai vị đồng bạn, thực lực thế nhưng là mạnh rất. Diệp Trần cười nhìn về phía Vân Nhu đảo. Lời của hắn, nhường một bên ám thần hòa vạn giới thánh hai người, nhìn không được trợn trắng mắt. Nói đùa, bây giờ ba người bọn họ ở trong, thực lực mạnh nhất, thế nhưng là Diệp Trần. Diệp Trần thuận miệng cùng Vân Nhu trò chuyện liễu khởi tới, ít nhất hắn phải hiểu rõ, Vân Nhu phía trước lời nói, rốt cuộc là có thật hay không. Hơn nữa, Diệp Trần giá muốn từ Vân Nhu trong miệng thám thính một chút, phụ thân của nàng, đã có làm hay không cái gì tội ác tài trời sự tình.
Nếu là Vân Nhu phụ thân, cũng là một tôn ác nhân mà nói, Na Diệp chần chờ sau đó tuyệt đối sẽ không cứu hắn, chỉ cần từ trong miệng hắn hỏi thăm ra có liên quan Thiên Ma Vũ tin tức, lập tức liền sẽ xoay người rời đi. Bất quá sau một lát, Diệp Trần liền hài lòng gật đầu một cái. Vân Nhu nàng này, tính cách có chút đơn thuần, Diệp Trần tùy ý vài câu, liền đem muốn biết toàn bộ hỏi thăm đi ra. Bọn hắn hai cha con, hẳn là đều xem như loại kia có chút đơn thuần tu sĩ, cơ hồ không có ra ngoài cùng người đã từng quen biết, tự nhiên cũng sẽ không làm cái gì chuyện ác. Đã như vậy, Na Diệp Trần cũng không để ý thuận tiện đem Vân Nhu phụ thân cứu ra. Hai vị, động thủ đi. Diệp Trần hòa Vân Nhu nói chuyện với nhau phút chốc, mấy người bọn họ đã đi tới Liễu Thất Vũ Tông phía trên, Diệp Trần quét một vòng phía dưới Thất Vũ Tông, thuận miệng nói. Ám thần cười hắc hắc, quay đầu nhìn về phía Tống Hậu Na vị Thất Vũ Tông thiếu tông chủ bọn người. Những thứ này Thất Vũ Tông nhân, bao quát vị kia cự đầu cấp trắng y nam tử, đã sớm sắc mặt trắng bệch. Bọn hắn căn bản không nghĩ tới, tại một gian tử lâu bên trong đụng phải mấy danh vũ giả, chính là dám can đảm trực tiếp khiêu khích Thất Vũ Tông tổng bộ tồn tại đáng sợ. Chư vị, các ngươi nếu là thật giết lời của chúng ta, ta Thất Vũ Tông cao tầng sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi. Cái kia cự đầu cấp trắng y nam tử, sắc mặt khó coi nói. Lúc này, hắn cũng chỉ có khẩn cầu, Diệp Trần bọn người sẽ lo lắng một chút Thất Vũ Tông uy danh, bỏ qua cho bọn hắn lần này. Ai nói chúng ta dự định giết các ngươi những con kiến hôi này, đơn giản ô uế tay của chúng ta. Ám thần nhếch miệng, ánh mắt lại nhìn chằm chằm vị kia viên cầu tựa như Thất Vũ Tông thiểu tông chủ nửa người dưới, cười nói, ta nghe nói ngươi giống như tốt hơn sắc, nếu là như vậy, liền để đại gia thuận tiện giúp ngươi giải thoát một chút tốt. Tiện tay hướng về phía cái này vị thiểu tông chủ nửa người dưới một điểm, cái này vị thiểu tông chủ sắc mặt, lập tức trắng bệch, trong miệng phát ra tiếng kêu thảm thiết âm. Ám thần một chiêu này, thế mà trực tiếp phế đi mệnh căn của hắn. Hơn nữa, lấy ám thần nắm giữ đủ loại tử vong bí kỹ, hắn chiêu này, e là cho dù là nửa bộ thiên nhân cấp cường giả, cũng không cách nào dễ dàng giúp cái này vị thiểu tông chủ khôi phục. Làm xong những thứ này, ám thần sắc mặt lạnh lẽo, trực tiếp cầm lên trước mặt mấy người, từ giữa không trung đem bọn hắn trực tiếp ném xuống tốt, cút xuống cho ta, nhớ kỹ giúp chúng ta cùng các ngươi tông chủ truyền lời, ngoan ngoãn đem chúng ta mong muốn người thả đi ra, nếu không, chúng ta liền tự mình đánh vào Thất Vũ Tông bên trong. Diệp Trần đứng ở một bên, nhìn xem ám thần hành động. Nếu như xem như ám thần đối thủ, ám thần xem như, tự nhiên sẽ để cho người ta tương đương khó chịu, nhưng nếu là đứng tại ám thần bên này, nhìn xem ám thần dùng những thứ này thủ đoạn tàn nhẫn trừng trị người xấu, vẫn là để người có chút thống khoái. Trên bầu trời, vị kia Thất Vũ Tông thiếu tông chủ mấy người, giống như một khối đá một dạng, từ giữa không trung trực tiếp rơi xuống, hung hăng nện ở Liễu Thất Vũ Tông tông môn chi nổi. Là thiếu tông chủ, tình cảnh như vậy, đã sớm gây nên Liễu Thất Vũ Tông bên trong không ít người chú ý. Không thiếu cự đầu cấp cường giả, từ Thất Vũ Tông bên trong bay ra, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm phía trên tầng mây. Vừa rồi, Diệp Trần bọn người chào Liễu Thất Vũ Tông thiếu tông chủ bọn người, cho nên bọn hắn mới không tiện ra tay, nhưng mà bây giờ, Diệp Trần bọn người thế mà trực tiếp đem bắt được con tin ném xuống, cái này, vừa để cho người ta phẫn nộ, nhưng lại làm người ta kinh ngạc, đối phương nếu không phải có đầy đủ thực lực, sao dám không chút kiêng kỵ như vậy? Theo ám thần đem cái này vị thiểu tông chủ bỏ lại, Thất Vũ Tông nội bộ, vài tên đầu đội màu, khí độ bất phàm nam tử, đột ngột xuất hiện. Tông chủ, đại trưởng lão, khắc cự đầu cấp cường giả, nhìn thấy cái này vài tên màu nam tử, lập tức sắc mặt đại biến, cùng cung kính kính hành lễ. Cái này vài tên màu nam tử, chính là Thất Vũ Tông bên trong, mạnh nhất mấy danh cao tay. Đứng ở phía trước hai người, càng là hai tôn thiên vương cấp đáng sợ cường giả. Ngẩng đầu nhìn chằm chằm phía trên Diệp Trần bọn người, cái này hai vị thiên vương cấp cường giả, sắc mặt lập tức ngưng trọng rất nhiều. Những người khác không cách nào nhìn ra Diệp Trần tam nhân thực lực, nhưng mà hai người bọn họ lại có thể phân biệt ra được. Diệp Trần hòa ám thần thì cũng thôi đi, chân chính để cho hai người để ý, chính là đứng tại trong ba người vạn giới thánh. Nửa bộ thiên nhân cấp cường giả, liền xem như khí tức suy yếu, cũng so với thiên vương cấp cường giả muốn càng thêm cường đại. Chuyện gì xảy ra, các ngươi thế mà trêu chọc phải một tôn nửa bộ thiên nhân cấp cường giả. Cái này hai vị thiên vương cấp cường giả, phất tay đem lúc trước bị ám thần bỏ lại tới tên kia trắng y nam tử gọi tới, trưng cầu ý kiến hỏi thăm liễu khởi tới. Trắng y nam tử mặt mũi tràn đầy khổ tâm, đem lúc trước phát sinh đủ loại, nói ra. Cái gì, đòi hỏi vừa mới bắt trở lại tên phạm nhân kia,
Tráng y nam tử mà nói, làm cho những này Thất Vũ Tông cao tầng, sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Kỳ thực, bất kể là Vân Nhu phụ thân, vẫn là nàng mẫu thân, đối với Thất Vũ Tông mà nói, đều chỉ có thể tính là không đáng kể tiểu nhân vật, đương nhiên không đáng giá nhắc tới, liền xem như trực tiếp thả bọn hắn, cũng căn bản không tính là gì. Bất quá làm như vậy, thế nhưng là đại đại có hại Thất Vũ Tông mặt mũi. Sư huynh, đối mặt một tôn nửa bộ thiên nhân cấp cường giả, liền xem như chúng ta Thất Vũ Tông lùi một bước tựa hồ cũng không tính là gì. Trầm mặc phút chốc, một cái Mào nam tử nói. Tên này Mào nam tử, chính là Thất Vũ Tông hai danh thiên vương cấp một trong cường giả, cho nên đề nghị của hắn, Thất Vũ Tông tông chủ bình thường đều sẽ nghe. Mà Thất Vũ Tông tông chủ, dĩ nhiên chính là mặt khác một vị thiên vương cấp cường giả. Vị này Thất Vũ Tông tông chủ, suy tư phút chốc, cuối cùng gật đầu một cái, phân phó một bên một danh thiên vương cấp cường giả đạo, đi đem bọn hắn muốn người tìm ra, giao cho bọn hắn. Là, tông chủ, một danh cự đầu cấp cường giả, cấp tốc rời đi. Mà bốn phía còn dư lại rất nhiều cự đầu cấp cường giả, phần lớn sắc mặt kinh ngạc nhìn xem đây hết thảy. Bọn hắn căn bản không nghĩ tới, tông chủ bọn người thế mà lại lựa chọn cúi đầu. Bất quá, kinh ngạc phút chốc, bọn hắn liền phản ứng lại, quay đầu nhìn về phía trên bầu trời đứng lơ lửng trên không Diệp Trần bọn người, thầm nghĩ trong lòng, ở trong đó, đoán chừng thì có liền tông chủ đại nhân cũng không thể không cúi đầu cường giả, so tông chủ đại nhân còn mạnh hơn cường giả, cũng chỉ có Đông Dương thế giới cao cấp nhất một nhóm cường giả. Không chỉ là những thứ này Thất Vũ Tông cao thủ, toàn bộ Trắng Ngọc Thành địa phương khác, cũng có Hứa Đa vũ giả, yên lặng chú ý đến Thất Vũ Tông bên này. Diệp Trần tam nhân thẳng hướng Thất Vũ Tông tổng bộ động tĩnh thực sự quá lớn một chút, cho nên tự nhiên hấp dẫn không ít người chú ý. Những võ giả này, còn tưởng rằng Thất Vũ Tông bên trong, sẽ phát sinh một hồi đại chiến. Ai biết, cuối cùng lại là Thất Vũ Tông trực tiếp lựa chọn cúi đầu. Khoảng cách Thất Vũ Tông tổng bộ chỉ có cách xa mười mấy dặm một chỗ, một danh lão giả quay đầu về sau lưng hai danh niên khinh nam nữ đạo, các ngươi xem, đây chính là cường giả đỉnh cao bá khí, đơn thương độc mã giết vào Thất Vũ Tông bực này tông môn, còn có thể trực tiếp bức bách đối phương không thể không cúi đầu, các ngươi cũng muốn kiệt lực tu hành, nói không chừng, tương lai cũng có thể có một ngày như vậy. Là, sư phó, cái này hai danh niên khinh nam nữ, ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu Diệp Trần tam nhân, trong đôi mắt, tràn đầy cực nóng. Những chuyện tương tự, tại toàn bộ Trắng Ngọc Thành các nơi cơ hồ đều có phát sinh. Một tôn cường giả vô địch, bất kể là tại Tiềm Long thế giới, vẫn là tại Đông Dương thế giới, đều có thể nhận được đầy đủ tôn kính. Bất quá thời gian qua một lát, Thất Vũ Tông bên trong, vừa rồi rời đi cái kia danh cự đầu cấp cường giả, trong tay mang theo một cái vết thương khắp người trung niên nam tử, thật nhanh chạy về. Phụ thân, trên bầu trời Vân Nhu, nhìn thấy cái này trung niên nam tử, lập tức con mắt đỏ lên. Nàng và phụ thân sống nương tựa lẫn nhau nhiều năm như vậy, đối với phụ thân đương nhiên cảm tình cực sâu. Thất Vũ Tông tông chủ liếc qua Vân Nhu phụ thân, tiện tay vung lên, một cỗ pháp tắc lực lượng nâng đối phương, khiến cho chậm rãi phi thăng, rơi vào Liễu Diệp Trần ba người trước mặt, cất cao giọng nói, cái này vị đại người, người ngươi muốn, ta đã cho các ngươi, nếu là đại nhân không ngại, không bằng đến ta Thất Vũ Tông bên trong một lần. Vị này Thất Vũ Tông tông chủ, cũng muốn nhân cơ hội này, cùng vạn giới thánh tạo mối quan hệ. Dù sao, tại Đông Dương thế giới, chỉ có những thứ này nửa bộ thiên nhân cấp cường giả, mới là cao cấp nhất cường giả. Liền xem như Thất Vũ Tông nhóm thế lực này, cũng phải cùng nửa bộ thiên nhân cấp cường giả tạo mối quan hệ, tốt nhất là có một tôn nửa bộ thiên nhân cấp cường giả làm hậu trường, đã như thế, liền xem như đắc tội khác đứng đầu nhất thế lực, cũng không cần lo lắng bị diệt môn. Không cần, vạn giới thánh bây giờ đương nhiên không có hứng thú cùng Thất Vũ Tông nhiều người giao tiếp, lạnh lùng nói một tiếng, liền lười nhác đáp lại đối phương. Ám thần cười mỉm đi qua, đem Vân Nhu phụ thân đưa đến Liễu Diệp Trần trước mặt. Chợt bị người mang ra, Vân Nhu phụ thân đến bây giờ vẫn có chút mờ mịt. Kỳ thực từ bị bắt một khắc này, hắn đã làm xong tùy thời tử vong chuẩn bị, lại không nghĩ rằng, còn có lại thấy ánh mặt trời một khắc này. Mà giờ khắc này, sắc mặt mờ mịt hắn, đột ngột thấy được Vân Nhu, lập tức sắc mặt đại biến, Nhu Nhi, ngươi như thế nào cũng tới nơi này, ta không phải là đã nói với ngươi, tuyệt đối không nên tới Trắng Ngọc Thành sao. Vân Nhu phụ thân, vô ý thức liền ngay cả âm thanh quát lớn Vân Nhu. Bất quá, cho dù ai đều có thể nhìn đi ra, hắn loại này quát lớn, kỳ thực là đối với Vân Nhu quan tâm. Lần này, nếu không phải là đụng tới Liễu Diệp Trần bọn người, Vân Nhu đến đây Trắng Ngọc Thành, hạ chàng chỉ sợ cũng phải tương đương hỏng bét, bởi vậy,
Vân Nhu phụ thân căn dặn, kỳ thực mới là chính xác. Vân Nhu bây giờ mặt mũi tràn đầy hưng phấn, bổ nhào vào cha mình bên cạnh nói, phụ thân, ta lấy hậu nhất định nghe lời ngươi. Vân Nhu phụ thân mặt mũi tràn đầy cương chiều sờ lên Vân Nhu tóc, thở dài một cái, ánh mắt nhìn hướng Diệp Trần ba người đạo, đa tạ ba vị đại người ân cứu mạng. Đến rồi bây giờ, hắn đương nhiên có thể nhìn ra, lực áp thất vũ tông, là hắn cứu ra người, chính là Diệp Trần tam nhân. Đối với cái này loại có thể áp chế lại thất vũ tông đáng sợ cường giả, Vân Nhu phụ thân căn bản không dám khinh thường chút nào, thái độ cũng lộ ra 10 phần cung kính. Ân, Diệp Trần khẽ gật đầu, chợt liền trực tiếp dò hỏi, Vân Nhu cô nương phía trước thi triển một môn võ học này, dường như là ngươi truyền thụ cho Vân Nhu, ta muốn hỏi một chút, môn võ học này, ngươi là từ chỗ nào học được? Vân Nhu thi triển võ học, Vân Nhu phụ thân sửng sốt một chút, chợt giật mình nói, đại nhân hỏi thăm là thiên ma vũ a, môn võ học này, chính là gia truyền của ta võ học, nghe nói là tiên tổ từng trong lúc vô tình đã cứu một tôn thực lực cường đại tiền bối, cái này vì tiền cùng thế hệ vì cảm tạ tiên tổ, liền truyền thụ tiên tổ dạng này một môn võ học. Vân Nhu phụ thân trả lời, nhượng Diệp Trần sắc mặt đột biến đạo, tổ tiên của ngươi trước kia thực lực như thế nào? Thực lực bình thường, cũng chính là phổ thông thần đạo vũ giả thực lực, thậm chí còn không như thế khác ta. Vân Nhu phụ thân cười khổ nói. Câu trả lời này, nhượng Diệp Trần sắc mặt càng ngày càng âm trầm. Nếu là Vân Nhu một nhà tiên tổ, thực lực cường đại lời nói, có thể cứu cổ quân lâm thì cũng thôi đi, hết lần này tới lần khác thực lực của hắn cực yếu, loại tình huống này, hắn cũng có thể cứu liễu cổ quân lâm, cái này há chẳng phải là nói, trước kia cổ quân lâm lúc đến nơi này, đã tổn thương nghiêm trọng. Có thể làm cho nhất tôn thiên nhân tổn thương nghiêm trọng, có thể tưởng tượng được, cổ quân lâm đến cùng đụng phải bực nào nguy cơ. Tin tức này, đối với Diệp Trần mà nói, tuyệt đối không tính là gì tin tức tốt. Đại nhân, ngươi là muốn tìm trước kia cái kia vì tiền cùng thế hệ sao? Vân Nhu phụ thân thận trọng dò hỏi. Diệp Trần sắc mặt khó coi, gật đầu một cái. Bịch! Vân Nhu phụ thân, thế mà trực tiếp quỳ rạp xuống liễu Diệp Trần ba người trước mặt, khẩn cầu, ba vị đại người, xin các ngươi sẽ giúp tiểu nhân nhất lần, giúp ta đem Nhu Nhi mẫu thân cũng cứu ra, nếu là chúng ta một nhà ba người có thể đoàn tụ, liền xem như để cho ta đánh đổi mạng sống, ta cũng nguyện ý. Phụ thân, Vân Nhu mặt mũi tràn đầy lo lắng kêu một tiếng, nhưng lại không biết nên như thế nào ngăn cản phụ thân. Một bên cái kia thân, nhưng có chút bất mãn hừ lạnh một tiếng đạo, ngươi không nên được voi đòi tiên, chúng ta đem ngươi tóm xuống, đã là Diệp Trần tâm mềm, muốn giúp tiểu cô nương này mà thôi. Hết tập 186.